tự do, Thông Nương thì thào đọc lấy cái từ này. Chẳng biết từ lúc nào, nàng tựa hồ đối với tự do cái từ này, đã không có bao nhiêu khát vọng. Mỗi ngày nhìn xem phim, còn có thể dùng Tống Thư Hàng tài khoản mua sắm, liền tu luyện đan dược, công pháp đều có người nhận thầu. Trước đó không lâu còn có cao nhân thay nàng truyền công, đẳng cấp tăng lên nhanh chóng. Ngoại trừ ngọn hành thỉnh thoảng sẽ bị bóp bên ngoài, nàng cảm giác mình cuộc sống tạm bợ cũng không tệ lắm. So với tự do đến, nàng hay là hy vọng mình có thể trước sống sót. Kỳ thật nếu như dễ ngươi không phải đâm vào ngộ đạo thạch bên trong, ta ngược lại thật ra trước tiên có thể đem ngươi giết một lần, sau đó để ngươi tiến vào phục sinh giai đoạn, tránh né thiên kiếp. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Thông Nương dễ chính là nàng bản mệnh, muốn giết nàng, liền phải đưa nàng dễ hủy diệt. Mà ngộ đạo thạch loại vật này, đặc điểm lớn nhất chính là kiên cố. Thông Nương nghe vậy, nước mắt không cầm được rơi xuống, quá thương tâm. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía điểm này không ngừng bành trướng ánh sáng, đột nhiên trong lòng hơi động, chúng ta vì cái gì không đem hắn phá đi. Thừa dịp hắn còn không thành hình thời điểm. Vô dụng, Tống Thư Hàng nói. Thông Nương loại này bạo lực ý nghĩ, hắn từ quang hoa lóe lên lúc, liền nghĩ đến. Mà lại, cũng thử. Ngay tại hắn thay Thông Nương thi triển chỉ dũ thuật đồng thời, hắn đã sử dụng ngự đao thuật, dùng tốc độ nhanh nhất đem ô tặc bạo quân song đao kích xạ ra ngoài, chém về phía điểm này quang hoa, ý đồ tại hắn không thành hình thời điểm liền xử lý hắn. Nhưng là, bạo quân song đao còn không chém tới quang hoa, liền dừng lại. Cảm giác tựa như là trước kia Tống Thư Hàng oanh kích thời gian ngừng lại lúc đậu đậu đồng dạng. Cái này không thể gặp cái chết ánh sáng, tại không thành hình trước đó, đồng dạng cụ bị không thể phá hư thuộc tính. Hoàn toàn ngăn cản sạch các loại thẻ bắc cơ hội, không cho người ta đường sống. Ngược lại là Tống Thư Hàng thần thức, chịu đến phản phệ, trận trận nhói nhói. Tống Thư Hàng bắt đầu hoài niệm trước kia có thể thẻ bắc thiên kiếp. Vậy chúng ta có thể làm cái gì? Thông Nương hỏi, nàng xem thấy xa xa quang hoa càng ngày càng sáng tỏ, càng lúc càng lớn. Đương quang hoa nở rộ lúc, phàm là tiếp xúc đến cái này quang đều muốn tiếp nhận giám định. Không thông qua, cũng chỉ có chết. Tống Thư Hàng nói, sở dĩ, cầu nguyện đi, Thông Nương. Hai hơi về sau, xa xa quang hoa nở rộ ra, ẩn chứa thiên địa khai ích pháp tắc. Ánh sáng như là nước chảy lan tràn ra, ban đầu tốc độ cũng không nhanh. Chỉ là một mét tiến lên. Tống Thư Hàng còn tưởng rằng hắn sẽ giống tốc độ ánh sáng đồng dạng, trong nháy mắt bao phủ cả cái không gian. Hiện tại xem ra, hắn cùng quang vẫn có chỗ khác nhau. Theo quang hoa nở rộ, cả cái thành đoàn độ kiếp không gian hoàn toàn bị pháp tắc bao phủ, phong tỏa. Tống Thư Hàng cũng không còn cách nào liên hệ với Long Lạc tiểu trợ thủ cũng lâm vào treo máy trạng thái. Cùng một thời gian, Vũ Nhu Tử, Đậu Đậu, Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, toàn bộ từ thời gian ngừng lại trong trạng thái khôi phục. Lý Âm Trúc, tiếp tục ngủ đông bên trong. Đây là cái gì? Tóc dài màu lam, Vũ Nhu Tử nắm lên trên người tóc dài, sử dụng truyền âm nhập mật pháp thuật nghi ngờ nói. Cuồng đao tam lãng, Vân Tước Tử tiền bối tóc dài. Nàng cũng đến đây. Nhưng là, hắn thần thức triển khai, cũng không thấy được Vân Tước Tử thân ảnh. Thư Hàng, người làm. Hoàng Sơn Tôn giả hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, sau đó lên tiếng nói, tới. Ánh sáng tốc độ lan tràn, càng lúc càng nhanh, ngay từ đầu như tinh tế nước chảy. Hiện tại như là gào thét sóng biển, hơn nữa còn tại gia tốc, thế không thể đỡ. Tống Thư Hàng đã đem mình có thể làm sự đều làm xong, hắn đã hết sức. Thư Hàng, nếu như ta chết rồi, xin đem ta mai táng đến ta xuất sinh chi địa. Thông Nương truyền âm nói. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, đang chuẩn bị trả lời. Cái này lúc, chỉ thấy Thông Nương mở ra bắp chân, tế lên cửu tu phượng hoàng đao, đột nhiên hướng về kia điểm quang hoa phóng đi. Cửu tu phượng hoàng đao tại nàng phía trước mở đường, nàng theo sát phía sau. Thông Nương một bên hướng về phía, một bên phát ra lanh lảnh tiếng kêu. Có lẽ là ngọn hành đầu bị đá rơi nguyên nhân, suy nghĩ của nàng năng lực hạ xuống, ý nghĩ tiến vào một cái góc chết. Chết sớm chết muộn, đều là cái chết. Sở dĩ, còn không bằng sớm điểm bản thân đụng vào quang hoa. Sống hay chết, sớm điểm biết. Thông Nương toàn lực bộc phát lúc, tốc độ tương đương có thể nhìn. Lại thêm có cửu tu phượng hoàng đao chuôi này đạo khí mở đường, dẫn dắt, nàng trong nháy mắt tốc độ tiếp cận vận tốc âm thanh.
Cửu Tu Phượng Hoàng đao trước một bước chém vào quang hoa bên trong, hắn là đạo binh, thiên đạo di vật, rất tự nhiên thông qua được không thể gặp cái chết đại kiếp xem xét. Sau đó, Thông Nương một đầu đụng vào cái kia không thể gặp cái chết đại kiếp quang mang bên trong. Tại nàng đụng vào quang mang sát na, trên đầu nàng treo vân thước tử tóc dài bốc cháy lên, sau đó. Cái kia bạo tạc quang mang, dừng lại. Quang mang như nước chảy, bị ngăn nước. Vân thước tử tóc dài bên trong, ẩn chứa một sợi bất hủ khí tức. Bọn chúng tựa như là đê đập, một mực chặn những cái kia quang hoa. Mái tóc dài màu xanh lam, thiêu đốt lên. Nhưng mỗi một cây tinh tế tóc dài, thiêu đốt lại cực kỳ chậm chạp. Thông Nương cảm giác trên đầu nóng lên, nàng duỗi ra tay nhỏ, vuốt ve trên đầu tóc xanh, sau đó nàng cũng một đầu đụng vào đến quang mang bên trong. Hoặc là sống, hoặc là chết, Thông Nương phóng khoáng kêu to, giờ khắc này nàng, trước nay chưa có thấy chết không sờn. Quang mang đảo qua Thông Nương thân thể. Thông Nương, lông tóc không tổn hao gì. Nàng thông qua được xem xét. Ta, còn sống, Thông Nương một ngộ đạo thạch ngồi dưới đất, hai chân như nhũn ra. Tống Thư Hàng thần thức thấy được Thông Nương đụng vào quang mang sau tất cả chi tiết. Có lẽ, nàng thật sự có trở thành thiên đạo tư chất. Giờ khắc này, liền Tống Thư Hàng cũng bắt đầu tin tưởng điểm ấy. Ha ha ha, Thư Hàng, ta sống xuống. Thông Nương xong đứng lên, tại màn sáng bên trong vui vẻ kêu to, đối Tống Thư Hàng phất tay. Nàng không cần chết. Cái này lúc, nguyên bản treo ở Thông Nương trên đầu mấy cây vân tước tử tóc dài thiêu đốt hết thảy. Ánh sáng lại một lần nữa như sóng biển xông về phía trước đến, tốc độ lại tăng nhanh một số. Tống Thư Hàng thật nhanh đem rơi trên mặt đất vân tước tử tóc dài nhặt lên, sau đó hướng tóc dài bên trong rót vào linh lực, đưa chúng nó giống tiêu thương đồng dạng ném phát ra đi, hiện lên dài mảnh hình, một loạt đính tại màn sáng phía trước, nhờ vào đó chống cự quang mang trùng kích thời gian. Vũ Nhu Tử, Đậu Đậu, còn có các vị tiền bối, đại gia trong tay chỉ ít bắt hai cây vân tước tử tiền bối tóc. Tống Thư Hàng truyền âm nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Bắc Hà Tán Nhân hỏi. Tống Thư Hàng, phía trước cái kia quang hoa, chính là lần này cuối cùng kiếp. Là không thể gặp cái chết quang mang, một khi bị tiếp xúc đến, nếu là không có thể thông qua xem xét liền sẽ hôi phi yên diệt. Vân tước tử tiền bối tóc dài. Chẳng biết tại sao có thể thoáng ngăn cản một chút cái này quang hoa tiến lên tốc độ. Cuối cùng kiếp, ta có phải hay không bỏ qua cái gì, thiên kiếp không phải vừa mới bắt đầu sao? Lệ Chi tiên tử một mặt mộng bức. Chỉ có thể ngăn cản một hồi, có ý nghĩa gì? Còn không bằng giống cái kia hành lá yêu đồng dạng, một đầu đụng vào đến màn sáng bên trong. Cuồng đao tam lãng nói. Đồng quái tiên sư, vừa rồi, cái kia tiểu thông nương tại đụng vào màn sáng trước. Treo ở trên đầu nàng vân tước tử tóc trước một bước bốc cháy lên. Có lẽ, vân tước tử đạo hữu tóc, có che chở công năng. Thì ra là thế, có chức năng này, Thư Hàng ngươi nói sớm đi. Cuồng đao tam lãng nói. Tống Thư Hàng. Không, kỳ thật ta thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Mặt khác, trong tay của ta còn có ba cái phục sinh kim tệ. Nếu như đại gia đối vượt qua một kiếp này không tự tin, có thể nắm phục sinh kim tệ. Thừa dịp thiên kiếp đến trước đó, ta có thể đem ngươi giết chết, tiến vào phục sinh giai đoạn. Cái này phục sinh kim tệ, lục phẩm trước tu sĩ có thể sử dụng. Tống Thư Hàng lại truyền âm nói. Đáng sợ như vậy biện pháp, ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Cuồng đao tam lãng kinh ngạc nhìn qua Tống Thư Hàng, loại này ý tưởng, cùng Tống Thư Hàng người hiền lành hình tượng thật sự rất không phù hợp. Trên thực tế, phương pháp này ta còn cần qua mấy lần, hiệu quả không tệ. Tống Thư Hàng nói, trễ, Hoàng Sơn tôn giả truyền âm nói, ta cảm ứng được cả cái không gian bị một loại nặng nề pháp tắc áp chế. Tại pháp tắc áp chế xuống, phục sinh thủ đoạn có lẽ sẽ mất đi hiệu lực. Loại phương pháp này, không thể tùy tiện nếm thử. Vậy chúng ta đón lấy đến làm sao bây giờ? Giống vừa rồi cái kia thông nương đồng dạng, đem vân thước tử tiền bối tóc, treo ở trên đầu, sau đó phóng tới cái kia màn sáng. Cuồng đao tam lãng nói. Ta thử trước một chút, ta có bát tí pháp tướng, có thể rất xa thử một chút. Nếu có tình huống, ta có thể lập tức chặt đứt bát tí pháp tướng. Cổ Hồ Quan chân quân nguyên thần, hướng về phía trước lưu động một khoảng cách. Trong tay hắn nắm lấy hai cây vân tước tử tóc dài, thúc đẩy sinh trưởng ra bát tí pháp tướng tới. Sau đó, hắn bước nhanh đi vào quang mang bên cạnh. Ngũ giác bị tước đoạt, Cổ Hồ Quan chân quân chỉ có thể dựa vào thần thức đến liếc nhìn bốn phía.
mà thần thức tại tiếp xúc đến cái kia không thể gặp chi quang lúc, lại sẽ trận trận nhói nhói, phi thường nhức cả trứng. Đi vào quang mang kia biên giới lúc, cổ hồ quan chân quân dùng bản thân bát tí pháp tướng nắm lấy vân tước tử tóc dài, thận trọng mò về tầng kia màn sáng. Trong tay tóc dài, trong nháy mắt bốc cháy lên. Cùng một thời gian, cổ hồ quan chân quân bát tí pháp tướng cánh tay, trong nháy mắt băng thành cho tàn. Liền thời gian phản ứng đều không có. Loại này sụp đổ dọc theo bát tí pháp tướng, kéo dài hướng cổ hồ quan chân quân nguyên thần. Chân quân thật nhanh triệt hồi bản thân bát tí pháp tướng, thân hình vội vàng thối lui. Nhưng này loại sụp đổ phảng phất như là giòi trong xương, hắn tựa như là một đoàn cho tàn hướng cổ hồ quan chân quân chui vào. Xong, cổ hồ quan chân quân trong lòng chợt lạnh. Cẩn thận, cái này lúc, thông nương kêu lên, nàng nhào về phía cổ hồ quan chân quân. Huy động cửu tu phượng hoàng đao, chém về phía đoàn kia cho tàn. Một đao xuống dưới, hỏa phượng minh khiếu thanh âm vang lên. Đoàn kia cho tàn bị chém chết. Cổ hồ quan chân quân bảo vệ một mạng. Tạ ơn, chân quân đối thông nương truyền âm nói. Hắn thiếu cái này hành yêu một mạng. Mau lui lại, màn sáng tốc độ tăng nhanh. Thông nương truyền âm kêu lên. Không chỉ có là tốc độ tiến lên, liền vân thức tử tóc dài thiêu đốt tốc độ đồng dạng tăng lên. Cổ hồ quan chân quân nhanh chóng lui về, không ổn, vân thức tử tóc dài không cách nào che chở chúng ta. Thông nương cũng đi theo trở lại Tống Thư Hàng bên người. Cảm ơn ngươi, thông nương, Tống Thư Hàng truyền âm nói. Không khách khí, thông nương thân hình biến hóa, hóa ra nhân loại hình thái, kéo lấy cửu tu phượng hoàng đao. Theo nàng thực lực tăng lên, hiện tại coi như ngọn hành bị đá gãy mất, nàng huyễn hóa thành người về sau, đầu vẫn như cũ còn tại. Cái này lúc, cái kia không thể gặp cái chết đại kiếp nhấc lên sóng lớn, hắn liên tục đột phá, trong nháy mắt đột phá vân thước tử tóc dài phong tỏa. Quang mang tốc độ đi tới lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt, liền vọt tới trước mặt mọi người. Cùng một thời gian, độ kiếp không gian bên trong loại kia pháp tắc áp chế tăng cường đến cực hạn. Tống Thư Hàng bọn người chỉ cảm thấy thần thức một trận ảm đạm. Thần thức cũng bị phong tỏa. Tất cả mọi người lâm vào triệt để trong bóng tối. Làm sao bây giờ, Tống Thư Hàng trong lòng phun lên lo lắng suy nghĩ. Quang mang bao phủ tới, cổ hồ quan chân quân tiền bối, khẳng định phải nhịn không được, hắn không cách nào miễn dịch màn sáng. Còn có nhiều như vậy cửu châu nhất hào quần thành viên nguyên thần. Còn có Vũ Nhu Tử, Đậu Đậu, Lý Âm Trúc. Thiên địa khai ích pháp tắc, không thể nhìn tới chết, thiêu đốt phân tước tử tóc dài cùng ẩn chứa trong đó bất hủ thuộc tính. Hết thảy, tại Tống Thư Hàng trong đầu nhanh chóng lướt qua. Ngụy bất hủ hình thức, sương mù hình thái, Tống Thư Hàng hét lớn lúc này, hắn gầm rú ra thanh âm, ngoại trừ thông nương bên ngoài, không người có thể nghe được. Tống Thư Hàng đem thân thể của mình hóa thành sương mù, toàn lực nổ tung. Ngũ giác bị phong ấn, thần thức bị áp chế, hắn không cách nào thấy rõ cửu châu nhất hào quần tiền bối cùng Vũ Nhu Tử vị trí của bọn hắn. Chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình, tận lực đem bản thân sương mù hình thái khuếch tán ra tới. Hy vọng có thể đem đại gia toàn bộ bao phủ. Tống Thư Hàng không rõ ràng loại biện pháp này, có hữu hiệu hay không. Hắn chỉ có thể hết sức nỗ lực. Không muốn chết, một cái cũng không được chết. Tống Thư Hàng trong miệng, không ngừng đọc lấy. Đây là hắn lần thứ nhất tại thiên kiếp bên dưới, lộ vẻ như thế mềm yếu. Quang mang vọt tới, đem Tống Thư Hàng sương mù trạng thân thể bao phủ trong đó. Thông nương ngẩng đầu lên. Nhìn qua khuếch tán vì sương mù Tống Thư Hàng, bên tai nghe hắn không ngừng tiếng kêu gọi. Cái này gọi là gọi tiếng bên trong, tràn đầy không cam lòng cùng lo nghĩ, phảng phất muốn khóc ra thành tiếng đồng dạng. Thông nương còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này Tống Thư Hàng. Rõ ràng lần trước, Tống Thư Hàng tại lần thứ nhất độ bát phẩm thiên kiếp thời điểm, đều không có lộ ra tâm tình như vậy. Quả nhiên, tướng tùy tâm sinh, đại thúc bề ngoài Tống Thư Hàng. Nội tâm tựa hồ cũng trở nên đại thúc. Thông nương nói khẽ. Nàng dùng sức đem cửu tu phượng hoàng đao cắm vào mặt đất. Sau đó, nàng trong hai tay chỉ cùng ngón cái tương để, kết hoa lan ấn. Nếu là lần này thiên kiếp, đại gia có thể may mắn vượt qua, ta không chỉ có muốn tự do, ta còn muốn hiện tại được hưởng phúc lợi a, Thư Hàng. Thông nương lớn tiếng nói. Mặc dù tiếng kêu của nàng, Tống Thư Hàng hoàn toàn nghe không được. Chịu đựng được. Nhất định phải chịu đựng được a. Tống Thư Hàng tiếng kêu gọi không ngừng vang lên.
Thông Nương hít sâu. Sau một khắc, từ hai chân của nàng bên dưới, có trên trăm đầu màu xanh lá hành mầm mọc ra. Đây là nàng sau khi tấn cấp, thức tỉnh đi ra năng lực thiên phú. Đó là cái quấn quanh thiên phú, đại bộ phận thực vật hệ yêu tinh đều có thể thức tỉnh thiên phú, có thể đem địch nhân trói buộc. Đã ta đã thông qua được xem xét, vậy chỉ cần dùng ta thân thể đem đại gia bao khỏa lời nói, hẳn là cũng có chút hiệu quả a. Thông Nương nói. Từ nàng túc hạ đản sinh hành mầm, hướng lên cuốn lên, quấn lấy mỗi một vị cửu châu nhất hào quần thành viên nguyên thần, quấn lấy xa xa đậu đậu, vũ nhu tử, lý âm trúc. Ta cũng tận lực, có hữu dụng hay không, ta cũng không biết a. Thông Nương nói. Bốn phía, tản mát phân tước tử tóc dài, toàn bộ bốc cháy lên. Trong cõi u minh, phảng phất thật có một loại ý chí, từ nơi này chút tóc dài bên trong chui ra, che chở tất cả đạo hữu. Ngũ giác tức đoạt, thần thức bị áp chế, Tống Thư Hàng không cách nào cảm ứng được biến hóa của ngoại giới. Hắn không biết thiên kiếp đến cùng kết thúc không, cũng vô pháp cảm ứng quần bên trong các tiền bối có phải hay không bình an vô sự. Duy nhất có thể biết chính là hắn tự thân tạm thời còn sống. Toàn bộ sống sót, Tống Thư Hàng thấp giọng cầu nguyện. Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối, sẽ bị kéo vào đến thành đoàn độ kiếp không gian bên trong, chủ yếu là bởi vì hắn kim đan mã QA cùng Long Lạc quyền hạn. Sở dĩ, nếu như quần bên trong tiền bối bên trong, dù là có một người ngoài ý muốn nổi lên, vẫn lạc ở đây, hắn đem hối hận cả đời. Thông Nương ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên. Thiên kiếp không thể gặp chi quang, có một phần nhỏ xuyên thấu qua Tống Thư Hàng xương mù thân thể khoảng cách, điểm sáng vãi xuống tới. Thông Nương dùng thiên phú của mình, đủ khả năng đem tất cả mọi người bao khỏa. Nhưng làm như vậy có hữu dụng hay không, chính nàng cũng không rõ ràng. Lúc này, chỉ có cầu nguyện, Thông Nương lẩm bẩm nói, nàng nhắm mắt lại sau đó liền sa vào đến hôn mê bên trong. Thực lực của nàng quá yếu, có thể tại cái này thành đoàn thiên kiếp thế giới bên trong chống đỡ lâu như vậy, đều là dựa vào cửu tu phượng hoàng đao chi lực. Hiện tại, nàng cuối cùng đã tới cực hạn. Cửu tu phượng hoàng đao phát ra khẽ kêu thanh âm, thân đao hiện lên, nhẹ nhàng nâng Thông Nương. Tại Thông Nương nhắm mắt lại thời điểm, cách đó không xa, ngồi trên người đậu đậu vũ nhu tử, chậm rãi mở mắt. Cả cái cửu châu nhất hào quần thành viên ngũ giác bị tước đoạt, thần thức bị áp chế, thậm chí lúc này thân thể của mọi người, đều không thể động đậy. Tự cùng trước đó bị thời gian ngừng lại đồng dạng. Vũ nhu tử mở to mắt, nàng nhẹ nhàng thoáng dẫy giụa. Bao vây lấy nàng hành mầm đều chóc ra. Vũ nhu tử nhẹ nhàng nhảy lên, từ đậu đậu trên thân nhảy xuống, yêu nhã rơi xuống đất. Thời gian điểm thẻ vừa vặn, mặc dù ngàn năm nhiều thời gian đi qua, nhưng trí nhớ của ta quả nhiên vẫn là rất tuyệt. Vũ nhu tử nói khẽ. Nàng nhìn qua bốn phía, nhìn qua quen thuộc cửu châu nhất hào quần tiền bối, nhìn qua Thông Nương, nhìn qua sù lông đậu đậu, cùng xương mù hóa Tống Thư Hàng. Bên tai truyền đến Tống Thư Hàng không ngừng cầu nguyện tiếng, đừng ra sự, một cái cũng không được xảy ra chuyện. Ân, Tống tiền bối, nguyện vọng của ngươi, ta thu đến á. Vũ nhu tử nheo mắt lại, nàng đưa tay nhẹ nhàng vẩy qua tai bên cạnh sợi tóc, cười nói. Sau đó, nàng mở ra hai chân thon dài hướng cổ hồ quan chân quân tiền bối vị trí bước đi. Nếu như, đi qua bị cải biến, tương lai sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Hiệu ứng hồ điệp tác dụng sẽ có bao lớn. Thay đổi qua đi, luôn cảm giác là rất tìm đường chết hành vi. Nhưng ta thích, Vũ Nhu Tử nói, nàng đi tới cổ hồ quan chân quân bên người, Tống tiền bối trong cuộc đời có mấy cái rất lớn tiếc nuối cùng hối hận sự tình, trong đó. Lần này thành đoàn độ kiếp thế giới, chính là một chỗ. Mặc dù có vân tước tử tóc dài bảo vệ, có Tống Thư Hàng tự thân ngụy bất hủ hình thức cùng Thông Nương thiên phú hành mầm thủ hộ, nhưng là tại Vũ Nhu Tử trong trí nhớ. Lần này thành đoàn thiên kiếp, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Cổ hồ quan chân quân, Điền Điềm phó đảo chủ, cùng đồng quái tiên sư ba vị tiền bối, tuần tự xảy ra ngoài ý muốn. Cổ hồ quan chân quân là bởi vì trước đó lấy thân thăm dò, dùng bát tí pháp thuật tiếp xúc cái kia không thể gặp cái chết thiên kiếp. Mặc dù bị Thông Nương dùng cửu tu phượng hoàng đao cứu, nhưng thiên kiếp đã ở trên người hắn lưu lại ấn ký. Khi thiên kiếp quang mang bình thường lúc hạ xuống, cho dù có vân tước tử tóc dài, Tống Thư Hàng bất hủ xương mù, Thông Nương hành mầm ba hợp một bảo hộ, cổ hồ quan chân quân vẫn như cũ không thể vượt qua kiếp nạn này. Điền Điềm phó đảo chủ, thì là bởi vì nguyên thần bị hao tổn, còn không khôi phục.
mà đồng quái tiên sư rất ngoài dự liệu, nguyên thần của hắn tựa hồ cũng có tai họa ngầm. Như vậy, đầu tiên là cổ hồ quan tiền bối. Vũ Nhu Tử đưa tay điểm tại cổ hồ quan chân quân trên thân, tay nàng giữa ngón tay có thời gian chi đạo vận chuyển. Chỉ điểm một chút bên dưới, cổ hồ quan chân quân trên người, có một cái vô hình ấn ký, bị thời gian nghịch chuyển biến mất không thấy gì nữa. Thiên kiếp ấn ký không ở, cổ hồ quan chân quân liền có thể cùng hắn cửu châu nhất hào quần tiền bối đồng dạng, thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. Đối với Vũ Nhu Tử tới nói, đây cũng là dễ dàng nhất giải quyết tai họa ngầm. Toàn bộ sống sót, nhất định phải toàn bộ vượt qua thiên kiếp. Tống Thư Hàng như trước đang thấp giọng cầu nguyện. Vâng vâng vâng, toàn bộ sống sót. Vũ Nhu Tử cười đáp, nàng lại đi tới Điền Điềm phó đảo chủ bên người. Điền Điềm phó đảo chủ nguyên thần có hại, là bởi vì Điền Thiên đảo sự kiện ảnh hưởng. Vũ Nhu Tử duỗi ra hai tay, thật nhanh kết liễu một chuỗi phức tạp pháp ấn. Hết thảy 7 viên pháp ấn, tại trong tay nàng thành hình, rơi vào Điền Điềm phó đảo chủ trong tay. Phù văn hóa thành thật dài còng tay, một mặt liên tiếp Điền Điềm phó đảo chủ, một chỗ khác nối tới Điền Thiên đảo chủ. Dạng này còn kém không nhiều lắm, Vũ Nhu Tử nói. Điền Thiên đảo chủ cùng Điền Điềm phó đảo chủ ở giữa công pháp, là Điền Thiên đảo nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối đặc thù công pháp. Vũ Nhu Tử chỉ cần đem hai người liền cùng một chỗ, cũng kích hoạt giữa hai người bộ kia đặc thù công pháp, Điền Điềm phó đảo chủ liền có thể nương tựa theo Điền Thiên đảo chủ, tạm thời che giấu tự thân nguyên thần thương tổn, vượt qua kiếp nạn này. Cuối cùng là đồng quái tiền bối. Vũ Nhu Tử đi vào đồng quái bên người, nàng vươn tay ra, ấn tại đồng quái tấm mặt nạ kia trên, lại nói, lúc này, ta muốn hay không đem tấm mặt nạ này cho xốc lên, nhìn xem đồng quái tiền bối thật mặt nạ. Đồng quái tiên sư giới tính chi mê, hắn thật mặt nạ chi mê, tại Vũ Nhu Tử trong trí nhớ, đã trở thành cửu châu nhất hào quần vĩnh viễn không cách nào giải khai mê. Hiện tại ngược lại là cái cơ hội tốt. Bất quá, lúc này đem đồng quái tiền bối mặt nạ xốc lên, sẽ có hay không có điểm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng là, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, ta thích làm nhất nha. Vũ Nhu Tử nói. Trong lòng bàn tay nàng sáng lên, rơi ở đồng quái tiên sư trên mặt nạ. Sau đó, tiên sư trên mặt nạ nhiều hơn một mảnh xinh đẹp hoa văn, càng thêm mỹ cảm. Hừm, vẫn là coi như vậy đi. Cảm giác hiện tại đem mặt nạ lấy xuống, sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú, thậm chí sẽ rất không thành tựu cảm giác. Vũ Nhu Tử thu tay lại đến, hai tay chống nạnh, cảm giác vẫn là để đồng quái tiền bối tự mình tại trước mặt chúng ta đón lấy mặt nạ, đem thật mặt nạ biểu hiện cho chúng ta nhìn, mới càng có thành tựu cảm giác. Xin cho các tiền bối nguyên thần bình an vô sự, còn có Đậu Đậu, Tiểu Âm Trúc, Vũ Nhu Tử cũng đều bình an vô sự. Tống Thư Hàng lặp đi lặp lại lẩm bẩm. Hừm. Ta sống nhảy nhảy loạn đây. Vũ Nhu Tử duỗi lưng một cái, tiếp đó, trở về. Tốt chờ mong, đi qua cải biến về sau, tương lai sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Là sẽ phát sinh biến động, cũng hoặc là dọc theo mới tương lai. Vũ Nhu Tử lại nhẹ nhàng nhảy lên, trở xuống đến Đậu Đậu trên thân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tại Đậu Đậu bảo tạc xóa tung lông tóc bên trong lăn lăn, một mặt hạnh phúc. Sau đó, Vũ Nhu Tử một lần nữa nhắm mắt lại, tạm biệt. Tống Thư Hàng làm cái ác mộng, cũng có thể là tâm ma. Tại cái kia ác mộng tâm ma bên trong, hắn nhìn thấy cổ hồ quan chân quân tại không thể gặp cái chết quang mang bên trong, hóa thành cho tàn. Ngay sau đó, Điền Điềm phó đảo chủ không cam lòng mở to mắt, đồng dạng hóa thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Lại nói tiếp, đồng quái tiên sư cũng bước lên theo gót. Tống Thư Hàng đột nhiên mở to mắt. Suy yếu kêu lên, không. Thư Hàng, người kêu quá sắc khí. Đậu Đậu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, liền thấy Đậu Đậu mặt to, hắn hiện tại là đại yêu khuyển hình thái. Tống Thư Hàng ngồi dậy, giở khóc giở cười nói, Đậu Đậu, bớt tiếp xúc trên mạng những cái kia không tốt tri thức. Đậu Đậu lè lưỡi, khinh miệt nói, trên mạng tiếp xúc. Ha ha, Thư Hàng, ta bắt đầu tiếp xúc phương diện này tri thức lúc. Mạng lưới cũng còn chưa từng xuất hiện. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, không phản bác được. Cái này lúc, sau lưng hắn, công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt, trong miệng phát ra rất suy yếu, mềm nhũn tiếng kêu, không. Tống Thư Hàng, thanh âm này từ tiên tử trong miệng phát ra tới lúc, không sắc khí đều biến sắc khí được không? Thiên kiếp kết thúc rồi à? Hắn bắt đầu cưỡng ép nói sang chuyện khác.
Đồng thời, ánh mắt của hắn dò xét bốn phía, tìm kiếm lấy thân ảnh quen thuộc. Cổ Hồ Quan chân quân tiền bối, còn sống. Điền Điềm phó đảo chủ, còn sống. Đồng quái tiền bối, còn sống. Còn có quần bên trong cái khác tiền bối nguyên thần, đậu đậu, vũ nhu tử, tiểu âm trúc, đều bình an vô sự. Tất cả mọi người còn sống. Tống Thư Hàng nặng nề nhẹ nhàng thở ra, trong lòng phảng phất có một khối treo vạn cân cự thạch, rốt cục rơi xuống. Trong mộng sự tình không có thật sự phát sinh, ba vị tiền bối cũng còn bình an vô sự. Giờ khắc này, hắn kích động cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Hắn nhắm mắt lại. Trong cơn ác mộng, loại kia dùng hết thảy thủ đoạn, lại không có thể giữ vững Cửu Châu Nhất Hào quần ba vị tiền bối không cam lòng cùng hối hận, hằn sâu ở trong lòng của hắn, bôi chi không đi. Liền phảng phất, tại cái nào đó trong nháy mắt, hắn thật sự từng đã mất đi ba vị tiền bối đồng dạng. Chuyện như vậy, kinh lịch một lần như vậy đủ rồi. Dù là chỉ là tại ác mộng hoặc tâm ma bên trong, cũng giống vậy. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm. Lần này ác mộng, cùng nhập mộng khác biệt. Nhập mộng là của người khác nhân sinh, mà lần này một lần kia mà qua ác mộng, càng giống là thuộc về mình kinh lịch. Những chuyện tương tự, tuyệt đối không thể lại phát sinh. Tống tiền bối, ngươi mơ tới cái gì chuyện đáng sợ? Vũ Nhu Tử ghé vào đậu đậu trên lưng, nhô ra khuôn mặt nhỏ hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mặt mình, cấp tốc thu liếm tâm tình của mình, nói, ta mơ tới ở trong thiên kiếp, có các vị tiền bối nguyên thần xảy ra chuyện, liền bị đánh thức. Vũ Nhu Tử một mặt thất vọng nói, tống tiền bối ngươi ác mộng tốt phổ thông, ta còn tưởng rằng là chơi rất hay mộng. Đậu đậu, ta còn tưởng rằng lại là rất sắc khí mộng. Tống Thư Hàng. Đậu đậu, chúng ta có thể đừng trò chuyện sắc khí cái đề tài này được không? Đúng rồi, thông nương đâu? Tống Thư Hàng lần nữa nói sang chuyện khác. Sau lưng ngươi đây, đậu đậu trả lời. Tống Thư Hàng quay người lại, liền phát hiện Ngộ Đạo Thạch cùng. Khô héo thông nương. A, thông nương thế nào, nàng làm sao khô héo thành dạng này? Tống Thư Hàng vội vàng giơ lên Ngộ Đạo Thạch, liên tiếp mấy phát chỉ rũ thuật tung xuống. Yên tâm đi, hành lá yêu không có việc gì, ta đã thay nàng kiểm tra qua, chỉ là tiêu hao quá lớn, chờ khôi phục một số, lại cho nàng bổ sung điểm dinh dưỡng liền có thể khôi phục. Lần này thật sự may mắn mà có nàng. Đông Phương Lục tiên tử nguyên thần bu lại, lên tiếng nói. Quần bên trong đoàn người từ ngũ giác tước đoạt, thần thức bị trấn áp trong trạng thái khôi phục lúc, phát hiện tất cả mọi người bị thông nương hành mầm quấn quanh lấy, còn có sương mù hóa Tống Thư Hàng, liều mạng bao phủ tất cả mọi người. Nhìn thấy tràng diện này, tất cả mọi người liền đoán được đại khái tất cả mọi người ở đây, đều thiếu nợ cái này hành yêu cùng Thư Hàng một cái nhân tình. Về sau, sương mù hóa Tống Thư Hàng, khôi phục là nhân hình, lâm vào trạng thái hôn mê. Mà thông nương hành mầm toàn bộ khô héo, tự thân cũng khôi phục vì hành yêu trạng thái, hành mầm khô héo. Không có việc gì liền tốt, Tống Thư Hàng nghe được Đông Phương Lục tiên tử lời nói về sau, nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem thông nương thả lại đến một tấc thu nhỏ túi bên trong, cũng đem cửu tu phượng hoàng đao cũng tồn nhập trong đó. Thiên kiếp kết thúc a, Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên nói. Kiếp vân đã tiêu tán không thấy, không tiếp tục ngưng tụ dấu hiệu. Thành đoàn độ kiếp không gian lại biến thành cái kia thế giới màu trắng, cái gì đều không có. Đúng vậy, thiên kiếp kết thúc. Hoàng Sơn tôn giả nguyên thần cười nói, chúng ta toàn bộ bình an vô sự, bất quá bây giờ còn có chút phiền toái nhỏ. Phiền toái nhỏ, Tống Thư Hàng đứng lên, đã thiên kiếp kết thúc, vậy chúng ta hẳn là sắp đi ra ngoài a. Đây chính là ta muốn nói phiền toái nhỏ. Thiên kiếp kết thúc có một hồi, nhưng chúng ta còn không có từ độ kiếp không gian trung chuyển rời đi ra cảm giác. Hoàng Sơn tôn giả nói. Tống Thư Hàng. Chúng ta hoài nghi, khả năng cùng cái này thành đoàn độ kiếp không gian là bán thành phẩm có quan hệ, có lẽ hắn còn không có đem độ song kiếp người tu luyện đưa ra độ kiếp không gian công năng. Lệ Chi tiên tử nói. Dù sao ngay từ đầu, ngay cả thiên kiếp đều bị cái không gian này nhốt ở ngoài cửa. Điển hình quản giết không quản chôn. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Bắc Hà tán nhân, nếu như là Bắc, có lẽ một hồi sẽ bị chữa trị. Tựa như trước đó thiên kiếp, về sau cũng bị bỏ vào đến đồng dạng. Nói lên thiên kiếp, ta luôn cảm giác mình tại thiên kiếp bên trong phảng phất chết đồng dạng. Cổ Hồ Quan chân quân xoa cằm, ta còn tưởng rằng ta muốn tráng niên mất sớm, một mực đang hối hận bản thân không có để lại di chúc, còn có thật vất vả gọp đủ một lò tôn vinh đan dược liệu.
cũng còn không có tới kịp khai lò. Tống Thư Hàng trong lòng, bị đột nhiên xúc động. Ngươi liền không có càng hối hận sự, tỉ như phương diện kia, tạo hóa pháp vương cười nói. Cổ hồ quan chân quân, ha ha ha, đây chính là ta hiện tại đã lục phẩm chân quân cảnh giới, mà ngươi vẫn là ngũ phẩm nguyên nhân chủ yếu. Nhật ngươi, cái này đều muốn đâm ta một đợt tâm. Tạo hóa pháp vương nói. Tô Thị A Thất suy đoán nói, ta cảm giác, có thể là cổ hồ quan đạo hữu ngươi ngay từ đầu thử nghiệm tiếp xúc thiên kiếp quang hoa nguyên nhân, sở dĩ lưu lại bóng ma tâm lý đi. Cổ hồ quan chân quân nhẹ gật đầu, thật là có khả năng. Kỳ thật, ta cũng có loại cảm giác này, cảm giác mình phảng phất tại thiên kiếp bên trong chết qua một lần. Đồng quái tiên sư hai tay chống cằm, ngồi ở Bắc Hà đối diện. Bắc Hà tán nhân, có thể hay không đừng bày ra như vậy thiếu nữ tư thế. Chán ghét rồi, người ta vĩnh viễn là 18 tuổi thiếu nữ rồi. Đồng quái tiên sư nắm vuốt tay hoa, dùng Lệ Chi tiên tử thanh âm nũng nịu nói. Đồng quái ngươi đi chết đi. Lệ Chi tiên tử một cái lắc mình, nắm lên đồng quái tiên sư đủ trần, đem hắn nhấc lên, liền chuẩn bị thi triển đại phong xa. Tiên tử đợi đã, trước cho ta trước chuyển cái thân. Bắc Hà tán nhân kêu lên, tính hắc quẻ hiện tại ăn mặc váy, tiên tử ngươi hất lên đại phong xa, ta cảm giác hình ảnh kia sẽ rất thương con mắt. Lệ Chi tiên tử, ngươi vừa nói như thế, ta còn thế nào vui sướng đùa nghịch đại phong xa. Tống tiền bối, ngươi thất thần rồi. Vũ Nhu tử lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng khe khẽ lắc đầu, hừm, thoáng có chút thất thần. Đang suy nghĩ một ít chuyện. Bất quá, chúng ta đều may mắn còn sống sót, đáng giá ăn mừng. Đồng quái tiên sư hai tay đè ép váy của mình, vui tươi hớn hở nói. Đồng dạng kỹ năng, đối tu sĩ sử dụng tới một lần về sau, lần thứ hai liền không có hiệu. Đại phong xa cũng là như thế, đồng quái cảm giác mình đã không sợ hãi. Xác thực, muốn ăn mừng một chút, Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, Lệ Chi tiên tử. Theo ta tự mình kinh nghiệm, nguyên thần là có thể bị vò thành một cái đoàn nhỏ tử. Lệ Chi tiên tử. Tống Thư Hàng hai tay làm cái xoa bóp động tác, cứ như vậy, có thể đem nguyên thần vò thành một đoàn nhỏ. Bị vò thành một cục về sau, rất khó chịu, tự thể nghiệm. Đồng quái tiên sư, Thư Hàng tiểu hữu, ta gần nhất không có đắc tội qua ngươi a. Cho ta thành đoàn nhỏ đi, đồng quái. Lệ Chi tiên tử bắt đầu nếm thử xoa đoàn. Đây là ăn mừng, đồng quái tiền bối. Tống Thư Hàng mỉm cười cường điệu, là ăn mừng. Ăn mừng đại gia bình an vô sự. Nói lên ăn mừng, Hoàng Sơn tiền bối, ta có một cái đề nghị. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử nhấc tay kêu lên. Hoàng Sơn tôn giả nhìn về phía Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử, ngoại trừ muốn ca hát ăn mừng bên ngoài, cái khác đề nghị ngươi có thể nói một chút. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử một mặt thất lạc tọa hạ, vậy ta không đề nghị. Hoàng Sơn tôn giả, tiên tử ngươi thật đúng là muốn ca hát a, đừng quên tạo hóa đạo hữu còn tại bên cạnh. Người muốn cho tất cả mọi người vì ngươi tuẫn mệnh sao? Nói lên ăn mừng lời nói, Hoàng Sơn tiền bối, chờ chúng ta từ độ kiếp không gian bên trong sau khi rời khỏi đây, mở yến hội đi. Chúc mừng chúng ta tập thể độ kiếp hoàn thành, Tuyết Lang động chủ nói. Cửu Châu Nhất Hào quần chủ đề, nhảy vọt đặc biệt nhanh. Trước một giây còn tại thảo luận độ kiếp không gian Bắc, một giây sau đột nhiên nhảy đến yến hội đi. Tống Thư Hàng nhìn không được nói, cái kia. Không bằng tới ta mở nhà hàng ăn mừng. Lúc này, vừa vặn cho nhà mình nhà hàng đánh cái quảng cáo. Bản thân đệ tử sở sở khổ tu tiên chủ kỹ thuật có. Mấy ngày, vừa vặn có thể cho nàng thử một chút chủ nghệ. Mà lại, cô na nữ sĩ nơi đó có một nhóm rượu ngon. Không biết có thể hay không từ trong tay nàng mua sắm một số. Hoàng Sơn tôn giả cười nói, tốt, địa điểm liền an bài tại Thư Hàng tiểu hữu nhà hàng đi. Đến lúc đó, đại gia có đồ tốt cứ việc mang đến. Chúng ta mở một trận đã lâu đại yến hội không say không về. Thảo luận nửa ngày sau. Chủ đề lại trở về từ độ kiếp không gian ra ngoài vấn đề này. Bởi vì đại gia phát hiện, bản thân một đám người tựa hồ bị độ kiếp không gian cho quên lãng. Cả buổi, đều không có muốn từ nơi này đi ra cảm giác. Cuồng đao tam lãng, các ngươi nói, có phải hay không là cái kia không thể gặp cái chết đại kiếp bên trong. Tất cả chúng ta đều ương ngạnh còn sống sót, thiên kiếp nhẫn nhịn nửa ngày đại chiêu một cái đầu người đều không thu đến, cảm xúc sập, sở dĩ chuẩn bị đem chúng ta nhốt tại bên trong không gian này, nhốt vào thiên trường địa cửu.
thiên kiếp không như thế nhân tính hóa cảm xúc đi. Diệt Phượng công tử nói. Vũ Nhu tử, có lẽ chúng ta phải đợi cái này thành đoàn độ kiếp không gian hoàn thiện, tiến hóa làm thành phẩm về sau, mới có thể rời đi. Cái kia phải bao lâu à? Đậu Đậu nhàm chán nói. Có lẽ, 10 ngày nửa tháng, cũng có thể là muốn cái 80-100 năm, Bắc Hà tán nhân suy đoán nói. Đậu Đậu kêu to, sở sở, ta sở sở 80-100 năm về sau, ta mấy cái sở sở đều nguội. Hoàng Sơn tôn giả. Nói thật, rõ ràng là bản thân một tay nuôi nấng chó nhi tử, nhưng là, hắn thật sự không biết Đậu Đậu sở sở khống là lúc nào mắc. Cái này lúc, Tống Thư Hàng bên người Long Lạc tiểu trợ thủ, rốt cục khôi phục lại. Có lẽ, ta có cái biện pháp, Tống Thư Hàng nói, các tiền bối, ngồi vững vàng, ta phải lái xe. Hai bộ tổ hợp pháp khí, bị Tống Thư Hàng thu hồi. Hắn ôm lấy Tiểu Âm Trúc, nói bổ sung, mục đích, Hắc Long thế giới. Thánh giả không gian. Theo Tống Thư Hàng thoại âm rơi xuống, hắn cùng Long Lạc ở giữa một lần nữa kết nối. Long Lạc tiểu trợ thủ lần nữa khôi phục năng lực hành động, lên tiếng nói, xác nhận mệnh lệnh, chấp hành Long Lạc quyền hạn, mở ra cùng cấp thế giới thánh giả không gian. Cùng cấp thế giới thánh giả không gian mở ra thành công. Tích kết nối hạch tâm thế giới thất bại. Nguyên thần cùng nhục thân thay thế thất bại. Kết nối hạch tâm thế giới cùng nguyên thần nhục thân thay thế mệnh lệnh, là Long Lạc tiểu trợ thủ treo máy trước đó, Tống Thư Hàng cho hắn hạ đạt chỉ lệnh. Tại hắn khôi phục hành động về sau, lại lần nữa thi hành trở lên hai cái mạng lệnh. Nhưng bởi vì thành đoàn độ kiếp thế giới bên trong, tồn tại nặng nề pháp tắc áp chế, hai đầu chấp lệnh toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. May mắn, trên lý luận cùng thành đoàn độ kiếp thế giới nhẹ nhàng bát phẩm thánh giả không gian thuận lợi kết nối. Sau đó có hàng ngàn hàng vạn đầu Long Lạc tia sáng từ Long Lạc tiểu trợ thủ trên người tản ra, quấn lấy mỗi một vị cửu châu nhất hào quần thành viên nguyên thần, lại quấn lấy Đậu Đậu, Vũ Nhu Tử, Tống Thư Hàng, Tiểu Âm Trúc nhục thân. Không gian hoán đổi bắt đầu. Đám người bị chậm rãi kéo vào đến một cái ngũ thải thông đạo bên trong, từ thành đoàn độ kiếp thế giới hướng thánh giả không gian chuyển di. Bởi vì là lần thứ nhất thao tác, sở dĩ chuyển di quá trình tương đối chậm chạp. Đợi đã, Thư Hàng tiểu hữu, thánh giả không gian là địa phương nào? Hoàng Sơn tôn giả lên tiếng hỏi, ta hiện tại vừa nghe đến không gian trong lòng liền sẽ hốt hoảng. Sẽ không lại là độ kiếp không gian a? Cuồng Đao Tam Lãng suy đoán nói. Bắc Hà tán nhân cười nói, Tam Lãng ngươi cho rằng Thư Hàng tiểu hữu giống như ngươi tìm đường chết sao? Chúng ta thật vất vả từ một cái độ kiếp không gian bên trong đi ra, làm sao có thể lại đi một cái khác độ kiếp thế giới muốn chết? Khục, thánh giả không gian, là Hắc Long thế giới bát phẩm đại kiếp không gian. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói. Bắc Hà tán nhân, ta nhìn lầm ngươi, Thư Hàng tiểu hữu. Bất quá các tiền bối yên tâm. Chúng ta đã tại thành đoàn thiên kiếp thế giới bên trong vượt qua thiên kiếp, sở dĩ dù cho tiến vào thánh giả không gian cũng không cần lại tiếp nhận thiên kiếp. Chính là đi một cái quá trình, sau đó, chúng ta liền có thể thông qua thánh giả không gian tiến về Hắc Long thế giới. Lại thông qua Hắc Long thế giới, trở về hiện thế. Tống Thư Hàng giải thích nói. Long Lạc tiểu trợ thủ há miệng, đang chuẩn bị nói cái gì, lại bị Tống Thư Hàng ngăn lại. Ngươi chắc chắn chứ? Bạch Hạc Chân Quân giọng dịu dàng hỏi. 100% xác định, Tống Thư Hàng gật đầu nói, bởi vì ta hiện tại liền có được Hắc Long thế giới Long Lạc cao nhất nhân viên quản lý quyền hạn. Cái kia Tống tiền bối, nếu như chúng ta từ thánh giả không gian bên trong đi ra ngoài, chúng ta có thể nhân tiền hiển thánh sao? Vũ Nhu Tử nhảy cẫng nói. Thật đáng tiếc, Hắc Long thế giới không có huyền thánh giảng pháp cùng nhân tiền hiển thánh hai loại đồ vật. Tống Thư Hàng cười nói. Hắc Long thế giới, cùng hiện thế trung quy vẫn là có khác biệt. Nhân tiền hiển thánh cùng huyền thánh giảng pháp, là bây giờ hiện thế đặc hữu đồ vật, nghe nói là thứ nhất thiên đạo lưu lại pháp tắc, vì tạo phúc chư thiên vạn giới người tu luyện. Tốt đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ta cũng có thể nhân tiền hiển thánh. Vũ Nhu Tử thất lạc nói. Ta ngược lại cảm giác, nếu quả như thật có nhân tiền hiển thánh khâu, đối với chúng ta ngược lại rất bất lợi. Tống Thư Hàng cười nói. Chỉ là huyền thánh giảng pháp khâu, chúng ta liền phải toàn viên di di. Mà huyền thánh giảng pháp nếu là không cách nào quá quan, liền phải tiếp nhận bát phẩm tâm ma đại kiếp. Được không bù mất? Cũng đúng, Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là tràn đầy tiếc nuối biểu lộ. Kỳ thật, nếu như nói huyền thánh giảng pháp bản thảo,
ta ngược lại thật ra có chút bản nháp. Hoàng Sơn Tôn giả xoa cằm nói, từ tấn thăng tôn giả cảnh giới về sau, ta liền bắt đầu chủ bị tương lai mình huyền thánh giảng pháp bản thảo. Chỉ là thời gian có hạn, còn chỉ chuẩn bị cái mở đầu. Cuồng Đao Tam Lãng kinh ngạc nói, Hoàng Sơn tiền bối vừa mới tấn thăng tôn giả, liền bắt đầu chuẩn bị huyền thánh giảng pháp bản thảo. Ngài đây là cho mình lập cờ sao? Lập một cái ta nhất định sẽ tấn thăng huyền thánh, sở dĩ trước đem bản thảo cũng chuẩn bị kỹ càng cờ. Cấm ngôn, Hoàng Sơn tôn giả đối Tam Lãng duỗi ra ngón tay. Tiền bối, cái này lại không phải tại quần. Cuồng Đao Tam Lãng nói được nửa câu thời điểm, kẹp lại, hắn phát hiện mình nói không nên lời thanh âm. Thậm chí ngay cả truyền âm nhập mật năng lực đều bị phong ấn. Quần chủ uy nghiêm, từ Cửu Châu nhất hào quần kéo dài đến trong hiện thực. Ta hiện tại là tại trong hiện thực, vẫn là tại quần bên trong. Nhưng là, quần bên trong cấm ngôn cũng chỉ là cấm chỉ quần trò chuyện, ta còn có thể nói chuyện riêng đây. Trong hiện thực cấm ngôn liền nói chuyện riêng truyền âm nhập mật cũng phong, quá phận a. Cuồng Đao Tam Lãng không cam lòng hai con ngươi nhìn chăm chú Hoàng Sơn tôn giả. Đồ đần Tam Lãng, Hoàng Sơn đại ngốc rất sớm đã tại chủ bị cấm ngôn hệ pháp thuật. Ngươi quên hắn trước kia liền trên người ta thử qua rất nhiều lần sao. Bất quá đoạn thời gian trước hắn vẫn phải phối hợp vòng cổ đối với ta tiến hành cấm ngôn. Hiện tại đã có thể tay không thi pháp. Gâu, Hoàng Sơn đại ngốc, người nghiên cứu pháp thuật kia có phải hay không đối với ta mưu đồ làm loạn. Đậu Đậu giảng đến cuối cùng lúc, cả kinh nói. Cấm ngôn, Hoàng Sơn tôn giả đối Đậu Đậu chỉ một ngón tay. Đậu Đậu cũng bị cấm ngôn. Ngu xuẩn Tam Lãng cùng Đậu Đậu nha Hoàng Sơn tiền bối vĩnh viễn là Hoàng Sơn tiền bối. Có quyền hạn có thể muốn làm gì thì làm. Chờ chúng ta lần sau phá giải cấm ngôn bí pháp lúc, lại phản kháng không muộn. Đồng quái tiên sư nói hắn hiện tại là một cái bất quy tắc đại cầu bộ dáng. Lệ chi tiên tử thực lực và đồng quái bằng nhau, đều là chân quân cảnh giới. Sở dĩ, nàng xoa nắn đồng quái nguyên thần thời điểm rất cố hết sức. Coi như đồng quái không có phản kháng, cuối cùng cũng không có giống lúc trước Tống Thư Hàng như thế bị vò thành một cái đoàn nhỏ tử. Mà là thành một cái đại cầu. Cấm ngôn, Hoàng Sơn tôn giả đối đồng quái chỉ một ngón tay. Hôm nay cấm ngôn phần món ăn lớn bán phá giá, ba phát liên tục. Liên tiếp ba phát cấm ngôn pháp thuật về sau, Hoàng Sơn tôn giả hài lòng nhẹ gật đầu. Tiên sư, bị cấm ngôn là loại cảm giác thế nào? Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử ngồi xổm ở đồng quái tiên sư bên người, hiếu kỳ hỏi. Đồng quái, ta bây giờ căn bản không cách nào phát ra tiếng. Cũng vô pháp truyền âm, ngươi để cho ta trả lời thế nào? Hoàng Sơn tiền bối, ta cũng muốn thử một chút cấm ngôn là cảm giác gì, một mực cũng cảm giác Thông Huyền đại sư bế khẩu thiền rất đẹp trai. Cho ta cũng tới cái cấm ngôn được không? Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử nhấc tay nói. Hoàng Sơn tôn giả tâm thật mệt mỏi, kỳ thật ta cái này cấm ngôn thuật một ngày có thi triển số lần hạn chế. Tiền bối nhớ lại Cửu Châu nhất hào quần mới thành lập lúc nhớ năm đó. Hắn vừa đem Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử ra nhập quần lúc, nàng phong cách vẽ có thể đẹp. Là cái xấu hổ tiên tử, điềm đạm nho nhã, ngượng ngùng, thường thức uyên bác. Vừa tiếp xúc nàng người, đều sẽ cho là nàng là nho gia tiên tử. Khi đó, quần bên trong hai vị Đông Phương tiên tử, có được hoàn toàn khác biệt khí chất. Nhưng từ gia nhập quần sau thời gian mấy năm, Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử phong cách vẽ càng ngày càng lệch. Đông Phương Tĩnh Tuyết, sở dĩ. Tiền bối ngày hôm nay thi pháp số lần đến rồi. Đúng, đến, đừng nghịch, hảo hảo ngốc, Hoàng Sơn tôn giả nói. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử nhãn tình sáng lên tiếng thanh thúy hát nói, lãng hoa bông hoa hương, nghe ta đến hát một hát. Đậu Đậu, Tam Lãng, đồng quái tiên sư liều mạng vì Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử giơ ngón tay cái, vì nàng điên cuồng đánh cô. Cấm ngôn, Hoàng Sơn tôn giả đối Đông Phương Tĩnh Tuyết chỉ một ngón tay. Đã lâu Hoàng Sơn đại ngốc chi ca im bặt mà dừng. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử xinh đẹp con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Sơn tôn giả. Thông qua bộ mặt biểu lộ đến đọc mặt, Tĩnh Tuyết tiên tử ý tứ hẳn là sẽ không bao giờ tin tưởng nói dối Hoàng Sơn tiền bối nữa. Là ý tứ này, sẽ không sai. Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt, gần nhất một mực đang nghiên cứu như thế nào thông qua bộ mặt biểu lộ đến đọc đến một người nội tâm, lược hữu sở thành. Hoàng Sơn tôn giả ngẩng đầu vọng thiên. Tại Tống Thư Hàng bên người, Bắc Hà tán nhân mỉm cười, nói khẽ, sống sót sau tai nạn về sau, tất cả mọi người đang dùng phương thức của mình ăn mừng a. Cũng có thể là một loại đại kiếp sau phát tiết.
Bọn hắn có lẽ cho rằng, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Cảm giác mình trong khoảng thời gian này lại là vô địch hình thức, sở dĩ liều mạng. Ân, nghịch ngợm, Tô Thị A Thất nói bổ sung. Nghịch lần này, bọn hắn liền sẽ rất vui vẻ. Hằng Hỏa Chân Quân nói. Không cứu nổi, Lệ Chi Tiên Tử tổng kết nói. Khục, Tống Thư Hàng hắng giọng một cái, chúng ta sắp đến rồi, đại gia chuẩn bị kỹ càng hạ xuống chuẩn bị. Chúng ta có thể sẽ trực tiếp từ thánh giả không gian trên bầu trời hạ xuống. Không thể lại để cho Hoàng Sơn mụ mụ tâm tắc đi xuống. Mấy phút sau, Hắc Long thế giới thánh giả không gian. Một đám thân ảnh đột nhiên từ không gian trên bầu trời rơi xuống. A, không thể bay. Đạp không mà đi thiên phú đều mất đi hiệu quả. Ngự kiếm phi hành cũng không có hiệu quả. Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối nhanh chóng tiến hành ngự không nếm thử, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Đậu Đậu Phong Hỏa Luân, Vũ Nhu Tử ngự kiếm phi hành, ngũ phẩm đạp không mà đi năng lực, tại thời khắc này toàn bộ mất đi hiệu quả. Không cần hoảng, cấm bay là cái không gian này tính chất đặc thù, chờ hạ xuống về sau, chúng ta liền có thể từ thánh giả không gian chuyển di đi ra. Tống Thư Hàng mặt mỉm cười nói. Lúc này nụ cười của hắn, có chút cổ quái, phảng phất như là bộ mặt bị thi triển một cái mỉm cười cố hóa pháp thuật đồng dạng. Đông 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 đông. Tất cả thành viên như sủi cảo từ ngàn mét không trung rơi xuống, tại thánh giả không gian trên mặt đất ném ra từng cái hố. A, à, thật sự không đau a. À. Vũ Nhu Tử vỗ vỗ thân thể, từ cái hố bên trong nhảy lên mà ra. Nguyên lai chính là dọa người nhảy một cái. Cái khác tiền bối cũng nhao nhao từ cái hố bên trong chui ra. Tống Thư Hàng rơi xuống lúc, là cả người nằm sấp rơi xuống, đồng dạng trên mặt đất ném ra một cái hố to. Thân thể của hắn có chút co quắp một chút, chậm rãi ngồi dậy. Kết thúc, hắn duỗi lưng một cái. Tại duỗi người thời điểm, thân thể của hắn tựa như điện thoại chấn động hình thức đồng dạng, không ngừng chấn động. Tống tiền bối đang làm gì đâu? Bên cạnh trong hầm, Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Giãn ra hạ thân thể, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, từ cái hố bên trong nhảy ra. Đón lấy đến chúng ta muốn làm sao ra ngoài? Vũ Nhu Tử hỏi. Đó là đương nhiên là trực tiếp ra ngoài đi. Tống Thư Hàng đưa tay đẩy, thánh giả không gian bên trong có một cánh cửa hiển hiện. Cửa bị mở ra. Đậu Đậu vui vẻ nhảy lên, cái thứ nhất từ trong môn chui ra ngoài. Ngay tại Đậu Đậu nhảy ra ngoài sát na. Ở đây tất cả mọi người trong lòng đột nhiên động một cái. Sau đó, đoàn người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Loại cảm giác quen thuộc này là có tân huyền thánh xuất thế, sắp nhân tiền hiển thánh. Chẳng lẽ là cha ta? Vũ Nhu Tử nói. Có hay không có điểm xảo? Hoàng Sơn Tôn Giả nói, trong lòng của hắn có loại dự cảm không ổn. Vừa rồi Đậu Đậu vừa mới lấy thoát cương chó hoang tư thế, từ cổng không gian thoát ra. Mà liền tại hắn vọt tới ra trong nháy mắt, ở đây tất cả đạo hữu đều cảm ứng được có tân huyền thánh sinh ra, muốn nhân tiền hiển thánh. Nếu như nói, Linh Điệp đạo hữu vừa vặn ở trong nháy mắt này độ kiếp hoàn tất, nhân tiền hiển thánh. Sẽ có hay không có điểm thật trùng hợp? Thư Hàng tiểu hữu, người xác định cái này Hắc Long tiểu thế giới cùng hiện thế khác biệt, không có nhân tiền hiển thánh. Hoàng Sơn Tôn Giả hỏi lần nữa. Tống Thư Hàng. Hoàng Sơn tiền bối hoài nghi là Đậu Đậu muốn nhân tiền hiển thánh. Đúng thế, Hoàng Sơn Tôn Giả thở dài, nhẹ gật đầu, nói, nếu như đây thật là Đậu Đậu muốn nhân tiền hiển thánh, vậy liền đại biểu cho tiếp đó, tất cả chúng ta, đều cần kinh lịch nhân tiền hiển thánh khâu. Như vậy, vấn đề tới, nếu quả như thật muốn hiển thánh, giảng pháp bản thảo làm sao bây giờ? Ta có thể xác định, Hắc Long thế giới trước kia chưa từng có nhân tiền hiển thánh thiết lập. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hắc Long thế giới thánh giả không gian, đồng dạng là 7 tấn cấp 8 khác độ kiếp thế giới. Độ xong kiếp sau Hắc Long thế giới pháp sư, sẽ thành thánh giả, tiến vào Long Lạc trọng yếu nhất cấp độ, trở thành hằng tinh đồng dạng sáng tỏ tồn tại, cung cấp tất cả Hắc Long thế giới người tu luyện kính ngưỡng chính là lúc trước. Tống Thư Hàng lần thứ nhất tiếp xúc đến Long Lạc thời điểm, nhìn thấy cái kia 11 vòng húc nhật thánh giả. Thánh giả tương đương với bát phẩm huyền thánh cảnh giới thực lực. Long Lạc đối Hắc Long thế giới toàn viên mở ra tối cao tầng thứ, cũng chính là 8 tầng. Như còn muốn càng tiến một bước, tiến vào cấp 9 cảnh giới, cần liền không còn là dựa vào Long Lạc, mà là siêu thoát Long Lạc. Cấp 8 thánh giả một khi hoàn thành siêu thoát Long Lạc một bước,
liền có thể tiến vào cấp 9 cảnh giới, cũng nắm giữ không gian pháp tắc. Điểm ấy cùng hiện thế người tu luyện đồng dạng, cửu phẩm nắm giữ không gian lực lượng. Đến một bước kia về sau, bọn hắn sẽ bị Long Lạc đưa cách Hắc Long thế giới, mang đến hiện thế từng cái vị diện. Mà Hắc Long thế giới, từ đầu tới đuôi đều không có huyền thánh giảng pháp cái này khâu. Nhưng là Thư Hàng tiểu hữu, chúng ta là từ hiện thế thiên kiếp thế giới bên trong, điều đến cái này thánh giả không gian, có thể hay không gây nên dị biến. Bắc Hà Tán Nhân suy đoán nói. Đây cũng chính là ta lo lắng. Tống Thư Hàng nhìn về phía trên bờ vai Long Lạc tiểu trợ thủ. Không cách nào suy tính, tư liệu không đủ, không có tiền lệ, Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời. Tống Thư Hàng. Hắn duỗi ra hai tay, vuốt vuốt huyệt thái dương, thừa cơ thân thể run rẩy mấy lần, ta có loại dự cảm không ổn. Giống như trên, Lệ Chi tiên tử nói. Hình ảnh đi ra, Vũ Nhu tử cố gắng trừng tròng mắt. Toàn thể thành viên ngừng thở, vọng thiên, chằm chằm vào sắp xuất hiện nhân tiền hiển thánh hình ảnh. Một lát sau, một đoàn bạo tạc mao cầu xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hoàng Sơn tôn giả dùng sức che chán, vọng thiên ngốc đậu đậu. Thật là đậu đậu. Cái kia xóa tung lông tóc là bởi vì thụ lôi kiếp ảnh hưởng. Lúc này, đậu đậu xuất hiện tại nhân tiền hiển thánh hình ảnh bên trong, chính một mặt mộng bức, khả ái mắt nhỏ trong nháy mắt. Nốt kiểm chắc đến pháp tắc điều khoản đổi mới, đến từ hiện thế nhân tiền hiển thánh, ngưng tụ thánh ấn, huyền thánh giảng pháp tắc điều khoản. Hắc Long thế giới tiếp nhận lần này đổi mới điều khoản, cũng đối nó tiến hành Hắc Long thế giới hóa. Long Lạc tiểu trợ thủ rốt cục đạt được tin tức phản hồi, lên tiếng nói. Chẳng lẽ là bởi vì đem vừa rồi thành đoàn độ kiếp thế giới cùng thánh giả không gian liên thông nguyên nhân, Hắc Long thế giới thuận tiện lấy từ hiện thế đã copy một phần pháp tắc càng mới. Tống Thư Hàng, sở dĩ, đậu đậu lần này là muốn Hắc Long thế giới hiển thánh rồi. Đốt, lần này Hắc Long thế giới hiển thánh đem cùng hiện thế đồng bộ tiến hành điều chỉnh. Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời. Tống Thư Hàng, nhân tiền hiển thánh Hắc Long thế giới hiển thánh. Xong đời. Ngốc đậu đậu không có giảng pháp bản thảo. Hoàng Sơn tôn giả cao mày, có chút nôn nóng. Không chỉ có là đậu đậu, chúng ta cũng đều không có giảng pháp bản thảo. Bắc Hà Tán Nhân xoa mi tâm, khổ não nói. Hằng Hỏa chân quân, mà lại, đậu đậu ở vào cấm ngôn pháp thuật hiệu quả bên trong. Không biết tại nhân tiền hiển thánh về sau, có thể hay không bị giải khai. Hoàng Sơn tôn giả vội vàng hướng lấy Tam Lãng, Đồng Quái, Đông Phương Tĩnh Tuyết đưa tay liền chút. Giải khai ba người trên người cấm ngôn hiệu quả. Thông Huyền đại sư làm sao bây giờ, hắn còn tại tu bế khẩu thiền đây. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Thông Huyền đại sư mỉm cười. Tạo hóa pháp vương, bế khẩu thiền cũng không phải thật làm cho người thành câm, thật đến muốn nói chuyện thời điểm, vẫn có thể nói. Lệ Chi tiên tử, đáng tiếc, lần trước chúng ta tại Trình Lâm di tích bên trong nghe được đạo tạng giảng pháp đã bị Tống Thư Hàng tiểu hữu tại lần thứ nhất hiển thánh thời điểm dùng hết. Nếu không chúng ta còn có thể nói một chút đạo tạng. Nếu không, ta đi lên hát một bài. Tạo hóa pháp vương vui vẻ nói. Cửu Châu nhất hào quần toàn thể thành viên, lập tức tĩnh mịch xuống dưới. Có lẽ, ta chỗ này có thể dùng tới đồ vật. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Cuồng Đao Tam Lãng, ngươi sẽ không lại phải móc phục sinh kim tệ, sau đó chuẩn bị đâm chết chúng ta, kéo qua nhân tiền hiển thánh khâu a. Tam Lãng tiền bối. Ta cũng không có như thế phát rồ được không? Tống Thư Hàng dứt lời, móc ra hai cái quyển trục bằng da thú. Đây là hắn cùng Bạch Tiền Bối đi vào Hắc Long thế giới trước, tại cái kia tứ hải bí cảnh bên trong tìm tới bảo vật. Huyền Thánh giảng pháp bản thảo gói quà lớn, thất tinh cấp giảng pháp bản thảo, bên trong ẩn chứa Phật, Đạo, Nho, Ma, Yêu, Thú, Hải tộc 7 loại tinh phẩm giảng pháp bản thảo. Sử dụng người tại đánh mở gói quà lớn thời điểm. Gói quà lớn sẽ tự động tiếp thu chư thiên vạn giới những người tu luyện phản hồi, cũng tự động sàng chọn ra một thiên nhất lấy những người tu luyện yêu thích giảng pháp bản thảo, cung cấp người sử dụng diễn thuyết sử dụng. Giảng pháp bản thảo bên trong các loại bản thảo bản quyền sạch sẽ, tuyệt không tranh chấp. Này gói quà lớn chuyên cung cấp VIP khách nhân sử dụng. Mặt khác, cái đồ chơi này vẫn là viễn cổ thiên đình chính thức xuất phẩm đồ vật, thích đạo bộ tác phẩm, tự mang đồ lậu tất cứu hiệu quả. Một cái gói quà lớn bên trong, có 7 thiên giảng pháp bản thảo, bàn bạc 14 thiên. Nhưng ở trận Cửu Châu nhất hào quần thành viên, thêm tiểu âm trúc, lại thêm khả năng tính một cái nhân số thông nương, chừng 31 số lượng.
tăng thêm Tống Thư Hàng bản thân, chính là 32 người. 14 thiên, còn thiếu rất nhiều a. Đáng tiếc, Khôi Lỗi tiên tử lần này không ở bên người. Bằng không mà nói, trên người nàng khả năng còn có mấy thiên giảng pháp bản thảo. Mặt khác, hiện tại cũng liên lạc không được cái gì đều có thể bán đại lão. Tốt bắt cấp. Đây là cái gì? Hoàng Sơn tôn giả nhìn qua Tống Thư Hàng trong tay giảng pháp bản thảo. Huyền Thánh giảng pháp bản thảo, bản quyền sạch sẽ, tuyệt không tranh chấp cái chủng loại kia. Tống Thư Hàng nói, thích hợp nhất hiện tại đậu đậu sử dụng. Loại vật này đều có. Da đen Quách Đại nhìn mình lom lom đen bóng con mắt. Quả nhiên, lần trước thất sinh phù tên kia giảng pháp lúc, đột nhiên nói ra tinh diệu Phật Pháp, cũng là bởi vì cái này a. Tạo hóa Pháp Vương nói. Ta thử trước một chút đem giảng pháp bản thảo đưa đến đậu đậu trong tay, để nó trước chống nổi Huyền Thánh giảng pháp quá trình. Tống Thư Hàng nói, mặt khác, trong tay của ta giảng pháp bản thảo gói quà lớn chỉ có 2 cái, chung 14 thiên, chỉ có thể chèo chống 14 người giảng pháp. Còn sót lại, muốn làm sao? Tóm lại trước chống nổi phía trước 14 người, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút giải quyết chi pháp. Hoàng Sơn tôn giả bình tĩnh nói. Bắc Hà tán nhân dở khóc dở cười nói. Không nghĩ tới, chúng ta cũng có thể đụng tới sớm hiển thánh chuyện hay như vậy. Bất quá, ta tựa hồ nhớ kỹ quần bên trong có một vị thành viên, một mực đang mong mỏi nhân tiền hiển thánh. Cụ thể là ai, lập tức không nhớ nổi. Ta tựa hồ cũng nhớ kỹ có như thế một người, Hiến Công cư sĩ nói. Tựa hồ vị kia bức thiết muốn nhân tiền hiển thánh tới, nhưng để cho cái gì tới. Tựa hồ là vị tiên tử, Lệ Chi tiên tử nói bổ sung. Cái này lúc. Tống Thư Hàng thân hình có chút dừng lại. Tích Minh Nguyệt bao lâu có thêm ngươi làm hảo hữu, đưa về vô danh liệt biểu. Minh Nguyệt bao lâu là ai a? Làm sao thêm ta hảo hữu? Tống Thư Hàng hỏi. Là nàng, Minh Nguyệt tiên tử, chính là quần trong kia cái vẫn muốn nhân tiền hiển thánh cái vị kia. Lệ Chi tiên tử nói. Nàng làm sao hiện tại mới thêm Thư Hàng tiểu hữu làm hảo hữu? Bắc Hà tán nhân vuốt vuốt mi tâm luôn cảm giác bản thân nhớ lầm cái gì, Trăng Sáng tiên tử. Không đúng, là Minh Nguyệt cư sĩ, là nam, không phải tiên tử, bị Lệ Chi tiên tử mang tiết tấu. Đậu đậu muốn ngưng tụ thành ấn, Vũ Nhu tử hì hì cười nói. Đậu đậu nhân tiền hiển thánh, một hồi cũng có thể đến phiên nàng. Mà bây giờ, phụ thân Linh Điệp tôn giả còn không có nhân tiền hiển thánh. Ta muốn tại cha trước đó thành thánh. Vũ Nhu tử nắm chặt nắm tay nhỏ, chỉ cần vừa nghĩ tới phụ thân tại hiển thánh trước, đột nhiên cảm ứng được nàng đã trước một bước thành thánh, nhất định rất thú vị. Lúc này, Hắc Long thế giới. Tất cả người tu luyện, toàn bộ ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía bầu trời. Hắc Long thế giới bầu trời, vẫn không có mặt trời nhỏ. Bất quá hôm nay, trên bầu trời xuất hiện biến hóa mới. Một màn hình chiếu xuất hiện tại tất cả Hắc Long thế giới người tu luyện trước mắt, sau đó, có một con lông tóc xóa tung chó nhỏ, xuất hiện tại hình ảnh bên trong, một mực đang bán manh. Hắc Long thế giới người tu luyện. Đây là cái gì? Lần thứ nhất tiếp xúc nhân tiền hiển thánh bọn hắn, hoàn toàn không rõ. Nhưng là, bản năng lại khu xử bọn hắn tiếp tục xem tiếp. Trực giác nói cho bọn hắn, chỉ cần tiếp tục xem tiếp, liền sẽ có thu hoạch. Cùng Hắc Long thế giới người tu luyện khác biệt, hiện thế chư thiên vạn giới người tu luyện, đối nhân tiền hiển thánh đã quen vô cùng. Gần nhất nửa năm, chư thiên vạn giới đã liên tiếp xuất hiện 8 lần nhân tiền hiển thánh, ra đời 7 vị huyền thánh. Thứ 8 lần hiển thánh, là bởi vì thiên niên đệ nhất thánh bá Tống huyền thánh tao thao tác, tại cửu U còn làm cái bá nho huyền ma ma ấn trở về. Hôm nay, hiện thế nghênh đón thứ 9 lần nhân tiền hiển thánh, thứ 8 vị huyền thánh. Mới huyền thánh, lại là thần thánh phương nào? Chư thiên vạn giới người tu luyện rất là chờ mong. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Sau một khắc, một đầu khả ái, lông tóc xóa tung Pekingis, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó, chư thiên vạn giới yêu tộc phát ra tiếng hoan hô. Phong thủy luân chuyển, hôm nay đến yêu tộc ra. Rốt cục có yêu tộc đại lão, tấn thăng huyền thánh. Thất tu thánh quân mang theo lục tu tiên tử. Ngẩng đầu vọng thiên, đây là đậu đậu a. Mặc dù lông tóc xóa tung một chút, nhưng đây là đậu đậu không sai a. Đậu đậu, lại nhưng nhân tiền hiển thánh rồi. Sau một khắc, cả hai lập tức nhớ tới Tống Thư Hàng. Gia hỏa này, sẽ không lại mân mê lấy tập thể độ kiếp rồi a.
Hoa Hạ một chỗ trong núi sâu. Tuấn Mỹ túy cư sĩ, ngẩng đầu vọng thiên, lại có tân huyền thánh sinh ra, thật khiến cho người ta hâm mộ. Lại nói, quần bên trong gia hỏa đều đi làm gì, hỏi thăm Mã Kiêu A nửa ngày không ai về ta. Hại ta lật ra nửa ngày lịch sử ghi chép, mới lật đến Vũ Nhu Tử phát Mã Kiêu A. Ngày, đây không phải đậu đậu sao? Túy cư sĩ một thanh lão huyết liền phun tới. Có lẽ là ta nhìn lầm, trên đời này Pekingis nhiều như vậy, cũng không phải mỗi cái đều để đậu đậu. Mà lại cái này Pekingis, lông tóc cũng tương đối xóa tung, cùng đậu đậu vẫn có chút khác biệt. Túy cư sĩ tự an ủi mình. Nghĩ như vậy, trong miệng hắn cái kia khẩu lão huyết lại rụt trở về. Lần trước quần bên trong thất sinh phù đạo hữu, thư hàng tiểu hữu cùng một chỗ hiển thánh, hoàn toàn là trùng hợp cùng ngoài ý muốn. Loại kia trùng hợp, có được không thể phục chế tính. Thậm chí nhìn chung tu chân giới nhiều năm như vậy lịch sử, cũng liền nghe qua thư hàng tiểu hữu cùng thất sinh phù đạo hữu một lần kia. Đây cũng là một tôn ẩn thế tu hành Pekingis tiền bối a. Túy cư sĩ nói. Về phần tôn này Pekingis tiền bối, không có tan vì hình người xuất hiện cũng rất bình thường, nhân tiền hiển thánh khâu, là vì tộc làm vẻ vang thời điểm, đương nhiên muốn hiện ra bản tôn bộ dáng mới là. Lúc này, cái này lớn Pekingis tiến vào ngưng tụ thành ấn giai đoạn. Nhân tiền hiển thánh màn ảnh, trước đem Pekingis đại yêu toàn thân 360 độ tinh tế hướng đại gia phô bày một lần. Sau đó màn ảnh kéo xa, cho Pekingis đại yêu một cái toàn thân màn ảnh. Đồng thời, trong hư không có một loại lực lượng đang ngưng tụ. Cái này độ kiếp không gian có chút đơn điệu, túy cư sĩ xoa cằm nói. Từ nhân tiền hiển thánh hình ảnh đến xem, cái này lớn Pekingis chỗ độ kiếp không gian là thuần trắng chi sắc, không có một sợi dị sắc. Oanh! Trong hư không, cái kia ngưng tụ lực lượng nổ tung, hóa thành một chỉ sinh động như thật màu đen cự long hư ảnh. Chư thiên vạn giới người tu luyện một mặt mộng bức. Nhân tiền hiển thánh có như thế một cái khâu sao? Ngàn năm trước thất thánh hiển thánh lúc, đều không có dạng này dị tượng xuất hiện a. Chẳng lẽ, vị này ngàn năm thứ 8 thánh không giống bình thường? Đậu đậu xoay đầu lại, đồng dạng một mặt mộng bức nhìn qua màu đen cự long hư ảnh. Hắn bây giờ còn có điểm không biết rõ bản thân vị trí hoàn cảnh. Hắc long cự long hư ảnh triển khai long rực, cho người ta một loại giả thiên cái địa cảm giác. Sau đó, màu đen cự long cúi người rơi vào đậu đậu trên thân. Màu đen cự long hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, mà đậu đậu phía sau, nhiều hơn một đôi màu đen long rực. Đậu đậu. Hắn thử vỗ vỗ cánh, đây đối với màu đen long rực thật đúng là tùy tâm sở dục đập động, phảng phất như là thân thể nó một bộ phận. Đây coi là cái gì? Trời ban hai cánh, vẫn là trong cơ thể ta viễn cổ huyết mạch thức tỉnh. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Đậu đậu thầm nghĩ trong lòng. Hắn cứ như vậy tưởng tượng, một đôi màu đen long rực lại từ trên người nó rớt xuống. Long rực xoay tròn lấy, ngưng tụ thành một cái quang đoàn, xuất hiện tại đậu đậu bên cạnh thân. Quang đoàn bên trong, xuất hiện một chuỗi phù văn. Đây là hắc long thế giới ngôn ngữ, đậu đậu cũng không nắm giữ loại ngôn ngữ này. Phảng phất là vì chiếu cố đậu đậu, sau này phù văn bên cạnh, lại xuất hiện hai cái chữ Hán đậu đậu. Hai chữ này, đậu đậu liền quen biết, là tên nó. Hắn nghĩ như vậy, chính là hoàn thành xác định đạo hiệu khâu. Quang đoàn ngưng tụ, áp xúc, hóa thành một mai màu đen long ấn trên có khắc hai hàng văn tự. Bên trái là đậu đậu chữ Hán, phía bên phải là hắc long thế giới ngôn ngữ bản. Long ấn thành hình. Từ long ấn trên có to lớn quang mang phóng xuất ra, đem đậu đậu bao dung trong đó, để nó giống mặt trời nhỏ đồng dạng lóa mắt. Đậu đậu cũng tại một sát na biết mình vị trí hoàn cảnh nhân tiền hiển thánh. Tống thư hàng ngươi hại ta, không phải nói không có nhân tiền hiển thánh khâu sao? Không phải đã nói đại môn kia là về nhà môn sao? Ta cái này nhảy lên đi ra, liền nhân tiền hiển thánh là ý gì? Đậu đậu trong lòng lo lắng. Hắn cũng không phải tu chân tiểu bạch, hắn ra học uyên thâm, biết nhân tiền hiển thánh sau tất cả trình tự. Hiển thánh về sau, còn có cái huyền thánh giảng pháp đang chờ hắn. Làm sao bây giờ? Ta có phải hay không muốn nguội rồi? Túy cư sĩ cái kia khẩu rụt về lại lão huyết, cuối cùng vẫn là phun tới. Chư thiên vạn giới hắc long thế giới người, ở trong nháy mắt này đều nhớ kỹ cái này yêu khuyển thánh hào. Tiếng trung thánh danh đậu đậu, hắc long thế giới thánh danh lơ lơ. Ngàn năm thứ 8 thánh. Mặc dù cái này thứ 8 thánh có chút cổ quái,
ngưng tụ thánh ấn tựa hồ cũng có chút quái. Nhưng hiển thánh, ngưng thánh ấn trình tự không sai. Có thể xác định hắn ngàn năm thứ 8 thánh địa vị. Đậu đậu cổ thánh, hoặc là gọi là lơ lơ cổ thánh cũng không thành vấn đề. Không sai, cái này lúc một số tỉ mỉ chư thiên vạn giới người tu luyện, chú ý tới một cái chi tiết. Ngàn năm thứ 8 thánh thánh hào, không phải huyền thánh, mà là cổ thánh. Khó trách nửa ngày đều không người cho ta phát mã QA, nói chuyện riêng cũng không về, nguyên lai các ngươi lại đi hiển thánh. Lại không mang tới ta, túy cư sĩ cảm giác mình đạo tâm đều muốn nổ tung. Cả cái cửu châu nhất hào quần bên trong, hắn mới là cần có nhất nhân tiền hiển thánh người nha. Long ấn hóa thành mặt trời nhỏ, bao phủ đậu đậu, sấn thác nó uy nghiêm. Nhưng đậu đậu hiện tại trong lòng vô cùng nôn nóng. Trong đầu của nó, đã xuất hiện cổ thánh giảng pháp nhắc nhở. Cổ thánh giảng pháp, không phải huyền thánh giảng pháp. Đậu đậu trong lòng hiển hiện nghi hoặc cảm giác, nhưng nó không có tới kịp suy nghĩ nhiều. Mặc kệ là cái gì thánh giảng pháp chính là giảng pháp. Giảng tốt, chư thiên vạn giới đều sẽ cho ngươi điểm tán. Giảng không tốt, chư thiên vạn giới người tu luyện như đều không thỏa mãn, liền không cách nào thu hoạch được càng nhiều công đức chi quang, bước kế tiếp tâm ma kiếp bên dưới, liền phải hóa thành cho bụi. Lúc này, ai tới giúp ta? Bất kể là ai giúp ta một chút sức lực, để cho ta lấy thân báo đáp đều bên trong a. Đậu đậu cảm giác mình đều nhanh muốn điên rồi. Đậu đậu, đậu đậu, có thể nghe được thanh âm của ta không? Cái này lúc, Tống Thư Hàng thanh âm tại đậu đậu trong đầu vang lên. Hắn thông qua Long Lạc tiểu trợ thủ có liên lạc đậu đậu. Có thể. Đậu đậu thật nhanh trong đầu trả lời. Sự tình xảy ra chút ngoài ý muốn, đón lấy đến ta truyền một quyển giảng pháp bản thảo cho ngươi, ngươi tiếp thu xuống tới, trước vượt qua giảng pháp một bước này đột nhiên. Mặt khác, giảng pháp kết thúc, rời đi cái này đặc thù nhân tiền hiển thánh không gian lúc, ngươi đem giảng pháp bản thảo lưu tại nguyên địa. Chúng ta muốn làm một cái thí nghiệm, Tống Thư Hàng nói. Không có vấn đề, đậu đậu kém chút cảm động đến khóc. Tống Thư Hàng cái này đợt viện trợ, tới thật là kịp thời. Tại Tống Thư Hàng âm thầm thao tác bên dưới, tại đậu đậu cổ thánh giảng pháp khâu chính thức bắt đầu trước, một đầu quyển trục bằng da thú lặng lẽ rơi vào trước mặt nó. Cái này muốn làm sao sử dụng? Đậu đậu hiếu kỳ hỏi. Một hồi giảng pháp lúc, người cái gì đều không làm, một mực bày ra cao thủ tuyệt thế bộ dáng. Sau đó móng vuốt tiếp xúc cái này giảng pháp bản thảo. Hắn sẽ tự động lựa chọn ra thích hợp nhất ngươi giảng pháp bản thảo, đến lúc đó ngươi chỉ cần thuận thế hoàn thành bài giảng là đủ. Tống Thư Hàng nhắc nhở nói. Đậu đậu thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Cổ thánh giảng pháp thời gian bắt đầu. Đậu đậu duy trì ngồi chồm hổm tư thế, lòng ấn phủ sau lưng nó, hóa thành mặt trời nhỏ, đưa nó bao phủ. Cao thủ khí chất, ta bây giờ không phải là đậu đậu, mà là bát phẩm yêu thánh. Đậu đậu bản thân thôi miên. Chỉ là đơn giản bắt chước cao thủ khí chất, cũng không khó khăn. Hắn trong lòng còn muốn khá hơn một chút trang bức lời kịch. Chính nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, đậu đậu cảm ứng được có ức vạn vạn ánh mắt, rơi xuống người nó. Đó là chư thiên vạn giới hắc long thế giới người tu luyện con mắt, thông qua quan sát nhân tiền hiển thánh rơi xuống người nó. Đậu đậu lập tức khẩn trương lên. Giảng pháp bắt đầu. Đậu đậu há miệng. Uông 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 uông. Không tốt, lời kịch đã quên, quá khẩn trương. Chư thiên vạn giới người tu luyện. Túy cư sĩ. Thất tu thánh quân. Tống Thư Hàng. Chư thiên vạn giới người tu luyện, nguyên bản ngừng thở chờ lấy đậu đậu. Lơ lơ cổ thánh giảng pháp, nghe được cái này một chuỗi uông uông gọi lúc, tâm tính đều nổ. Đây là dùng khuyển tộc ngôn ngữ đang giảng pháp sao? Ta hoàn toàn nghe không hiểu oa. Thiếp thân không phải uông tộc đó a. Có thể thay cái ngôn ngữ sao? Sự tình chứng minh, nắm giữ một môn ngoại ngữ thật sự là hạng gì chuyện trọng yếu. Kỳ quái, ta nhớ được huyền thánh giảng pháp là tự mang phiên dịch công năng A, vô luận dùng loại kia ngôn ngữ mà nói pháp, chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện đều có thể nghe hiểu mới đúng. Nhưng ta làm sao nghe không hiểu, chỉ nghe được gâu 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 tiếng kêu. Phiên dịch công năng bị hư. Có hay không khuyển tộc đạo hữu cho phiên dịch một chút? Đạo hữu, ngươi nhanh cho ta phiên dịch một chút đậu đậu cổ thánh tại nói cái gì? Ta nhớ được ngươi là Husky tộc A. Lan, lão tư là lang, chỉ là trưởng cùng Husky có điểm giống mà thôi. Đậu đậu cổ thánh, giảng thật diệu, toàn thế giới khuyển tộc người tu luyện, đều một mặt cao thâm mà chắc hình,
lên tiếng nói mặc dù nghe không hiểu, nhưng chỉ cần là đậu đậu cổ thánh giảng đồ vật, chính là rượu. Hắn là huyền tộc thậm chí là cả cái yêu tộc kiêu ngạo, ngàn năm thứ 8 thánh. Để yêu tộc tại ngàn năm thánh quân 10 vị trí đầu bảo tọa bên trong, chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Hắn giảng đồ vật, chính là tốt, tiếng kêu đều như thế thanh thúy êm tai. Sở dĩ, đậu đậu cổ thánh đến cùng tại nói cái gì? Cùng loại thanh âm, hoặc là đạo hữu ở giữa giao lưu, tại hiện thế chư thiên vạn giới các ngõ ngách phát sinh. Mà Hắc Long thế giới người tu luyện, từ đầu tới đuôi đều một mặt mộng bức. Hoàng Sơn Tôn giả cười khổ nói, đậu đậu hắn quá khẩn trương. Nếu không để cho ta cùng hắn cho hắn hát một bài, làm dịu xuống tâm tình của nó. Tạo hóa Pháp Vương dứt lời, thử đem đầu tìm được môn bên ngoài đi, nhìn xem có thể hay không nhìn đến đậu đậu. Vô dụng, tạo hóa tiền bối. Phía sau cửa không gian đã phong bế. Tống Thư Hàng lắc đầu, thừa cơ run một cái thân thể, giải thích nói, đậu đậu hiện tại ở vào Hắc Long thế giới vừa thành hình chuyên dụng giảng pháp không gian bên trong, ta cũng chỉ có thể thông qua Long Lạc cùng hắn giao lưu. Hiện thế huyền thánh nhân tiền hiền thánh giảng pháp thời điểm, sẽ trực tiếp lại ở thiên kiếp thế giới bên trong tiến hành. Mà Hắc Long thế giới thánh giả không gian đã cố hóa, không có cải tạo chỗ trống. Sở dĩ, Hắc Long thế giới cần tạo thành một cái chuyên dụng giảng pháp không gian, tương lai cung cấp bản thổ những người tu luyện hiền thánh cùng giảng pháp cần thiết. Lần này là Hắc Long thế giới lần thứ nhất hiền thánh, cùng hiện thế đồng bộ tiến hành. Cùng loại với lần thứ nhất. Để hiện thế tay nắm tay chỉ đạo Hắc Long thế giới như thế nào thao tác hiển thánh giảng pháp quá trình. Tương lai, Hắc Long thế giới hiển thánh sẽ chỉ ở bản thổ hiển hiện, sẽ cùng hiện thế sẽ phân chia ra tới. Thư Hàng nhanh cứu ta. Cái này lúc, đậu đậu trong đầu hét lớn. Không được, thật sự là khẩn trương thì càng quên lời kịch. Hắn có thể cảm ứng được chư thiên vạn giới cái kia ức vạn 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 ánh mắt, đều chằm chằm vào hắn đang nhìn. Phảng phất đầy trời ở giữa đều tràn đầy con mắt. Áp lực to lớn, hắn liền cái đuôi mao đều muốn nổ. Chớ khẩn trương, ấn lấy giảng pháp bản thảo trên từ tới. Giảng pháp bản thảo cũng đã kích hoạt lên, hắn sẽ tự động vì ngươi chọn lựa thích hợp nhất giảng pháp, ngươi án lấy bản thảo niệm là được. Tống Thư Hàng vội vàng trấn an nói. Không được a, ta hiện tại mới mở miệng chính là uông uông gọi, đầu lưỡi đều quyển không đến. Cảm giác toàn thế giới con mắt đều chằm chằm vào ta. Đậu đậu nói, mau giúp ta nghĩ biện pháp, đúng, ngươi hỏi mau hỏi Hoàng Sơn đại ngốc, có hay không để cho ta không khẩn trương phương pháp. Hoàng Sơn tiền bối, có hay không để đậu đậu tiêu trừ khẩn trương biện pháp. Hắn hiện tại cảm giác toàn thế giới con mắt đều chằm chằm vào hắn. Tống Thư Hàng hỏi, Hoàng Sơn tiền bối hơi suy nghĩ một chút, nói, để đậu đậu đem ánh mắt mọi người tưởng tượng thành sợ sợ ánh mắt thử một chút. Hoặc là nói cho nó biết, cái này ức vạn vạn ánh mắt bên trong, khẳng định ẩn giấu đi rất nhiều sở sở, chỉ cần nghĩ tới chỗ này, hắn nhất định liền không khẩn trương. Tống Thư Hàng hai mắt tỏa sáng, rượu a. Không hổ là Hoàng Sơn tiền bối, hiểu rõ như vậy đậu đậu. Nhưng tương tự hắn lại vì đậu đậu yên lặng điểm sáp. Bởi vì hiểu rất rõ, đậu đậu nhất định trốn không thoát Hoàng Sơn tiền bối lòng bàn tay. Tống Thư Hàng vội vàng liên hệ đậu đậu, đậu đậu. Không muốn e ngại những ánh mắt này. Ngươi nghĩ, cái này ức vạn vạn ánh mắt mặc dù rất nhiều, nhưng trong đó ẩn giấu đi chư thiên vạn giới vô số sở sở. Các nàng lúc này nói không chừng đều đang ngó chừng ngươi nhìn. Sở sở, đúng a, hiện tại chư thiên vạn giới tất cả sở sở đều đang nhìn ta. Đậu đậu phảng phất lập tức thì có lực lượng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào phía trước. Cái kia vô số con mắt. Tại hắn trong lòng phảng phất lập tức đều biến thành sở sở đôi mắt đẹp. Đủ loại sở sở, thậm chí có rất nhiều hắn không hề nghĩ qua sở sở, đều đang nhìn hắn. Đậu đậu há miệng, uông 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 uông. Ni mã, quá hưng phấn, đầu lưỡi lại đánh cuốn. Bất quá tốt tại đậu đậu lập tức liền điều chỉnh tới. Chư vị, tất cả đang nhìn ta người, sở sở. Đậu đậu dùng tiêu chuẩn kinh phiến tử khẩu âm, phát ra tiếng lòng của mình, ta yêu các ngươi. Câu nói này, chư thiên vạn giới người tu luyện đều nghe hiểu. Nha, vị này đậu đậu yêu thánh rất biết nói chuyện nha. Vừa lên đến liền đánh tình cảm bài. Đến lúc đó coi như hắn giảng pháp không phải tốt như vậy, hướng về phía câu nói này, chư thiên vạn giới người tu luyện, đối với nó giảng pháp đánh giá cũng sẽ đề cao một cái cấp bậc. Có vị uy tín lâu năm huyền thánh mỉm cười nói. Mà lại, rất hiển nhiên hắn câu nói này không phải thuận miệng nói một chút.
Một câu nói kia bên trong, bao dung thật tâm yêu thương, cách giảng pháp trực tiếp, đều có thể cảm ứng ra tới. Vị này đậu đậu yêu thánh, tu luyện có thể là cùng đại ái có liên quan công pháp. Trong nháy mắt, chư thiên vạn giới một số đại lão, đối đậu đậu đánh giá lên một cái cấp bậc. Cùng một thời gian, thư hàng, ta lại tạp, nhanh cứu ta. Đậu đậu lần nữa kêu thảm, bởi vì quá hưng phấn, thành công hướng chư thiên vạn giới sở sở biểu bạch, ta hiện tại não hải trống rỗng, thật vui vẻ. Lại quên từ, tống thư hàng, quá khẩn trương ngươi tạm ngừng, quá hưng phấn ngươi lại tạp. Ngươi tiểu yêu tinh này rốt cuộc muốn ta làm sao hầu hạ. Đậu đậu lại quá hưng phấn, Hoàng Sơn tôn giả sâu kín thở dài, biết con không khác ngoài cha, Hoàng Sơn vừa nhìn thấy đậu đậu biểu lộ liền biết hắn muốn thả cái gì cái rắm. Khả năng nghĩ đến ngàn ngàn vạn vạn sở sở chằm chằm vào hắn, liền hai quá mức. Lệ Chi tiên tử che mặt. Giảng pháp nội dung đi ra không? Tống Thư Hàng hỏi. Đi ra, là một thiên cùng ái có liên quan giảng pháp. Đậu đậu nói thật nhanh. Tống Thư Hàng, vậy ngươi chiếu vào giảng pháp bản thảo bắt đầu bài giảng A. Loại này huyền thánh giảng pháp bản thảo chỉ cần chiếu vào mở niệm, lập tức liền có thể đi vào trạng thái. Tựa như lúc trước thất sinh phù tiền bối đồng dạng, rõ ràng đối Phật gia không có xâm nhập nghiên cứu, nhưng một khi bắt đầu bài giảng về sau, lập tức liền sẽ tiến vào tuyệt thế cao tăng hình thức, khẩu sinh kim liên, phản âm trận trận. Quá hưng phấn, niệm không ra, ta hiện tại há miệng ra, lại là một trận chó sủa. Đậu đậu trả lời. Tống Thư Hàng. Người cái này mài người đậu tương cơ. Mau nghĩ biện pháp A, Thư Hàng. Ta cứng đã nửa ngày. Đậu đậu nhanh khóc. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm, một lát sau, hắn cắn răng nói, cái gì cũng không cần nghĩ, nghe ta chỉ huy. Ta tận lực vì ngươi tạo thế. Ta đều nghe ngươi, đậu đậu trả lời. Trước ngẩng đầu, bằng uy phong tư thế ngồi chồm hổm. Tống Thư Hàng nói, sau đó hắn nhìn về phía Long Lạc tiểu trợ thủ, có thể hay không thông qua Long Lạc quyền hạn, chế tạo điểm dị tượng. Cái gì hoa tươi A, thất thải bảo quang A loại hình, vì đậu đậu tạo bên dưới thế. Long Lạc tiểu trợ thủ lắc đầu, giảng pháp không gian kiến tạo quá vội vàng, rất nhiều công năng còn chưa lên đỡ. Hiện tại giảng pháp không gian chỉ là cái thuần trắng không gian. Không bột đố gột nên hồ, mặc dù có quyền hạn, nhưng chức năng này còn chưa lên đỡ, Long Lạc tiểu trợ thủ cũng không có biện pháp. Cái kia, có thể hay không đem ta chế tạo ra đồ vật, chuyển rời đến đậu đậu bên người. Tống Thư Hàng lại hỏi. Long Lạc tiểu trợ thủ nhắm mắt khảo nghiệm một chút. Nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, Tống Thư Hàng há miệng nhẹ nhàng phun một cái, từng đóa trắng noãn hoa sen trong hư không nở rộ. Đúng lúc này, sau lưng hắn công đức xà mỹ nhân đưa tay chụp tới, bắt lấy một đầu hoa sen, mỹ mỹ nhét vào trong miệng. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, chằm chằm vào tiên tử. Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt, sau đó trong miệng nàng cắn hoa sen, chậm rãi ngã xuống đất, a a a a. Tống Thư Hàng giảng pháp không gian bên trong. Đậu đậu ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra nhất huy phong tư thế. Chư thiên vạn giới người tu luyện đều đang yên lặng chờ đợi. Cái này lúc, đột nhiên đậu đậu cổ thánh trước mặt, có từng đóa trắng noãn hoa sen nở rộ ra. Giảng pháp dị tượng. Nhưng đậu đậu cổ thánh không phải còn chưa bắt đầu giảng pháp sao? Chẳng lẽ hắn ngồi chồm hổm tư thế bên trong, ẩn chứa cái gì huyền bí? Trong lúc đang suy tư, đậu đậu sau lưng đột nhiên xuất hiện 36 con sa cổ thánh viên hư ảnh, trong đó có một con thánh viên đặc biệt to lớn. 36 con thánh viên cùng nhau móc ra một quyển nho gia kinh văn, lớn tiếng niệm tụng. Mặc dù nghe không rõ ràng bọn chúng tại niệm cái gì, nhưng luôn cảm giác rất cao đại thượng. Nâng lên hữu trưởng của ngươi, Tống Thư Hàng lần nữa lên tiếng nói. Đậu đậu theo lời, chậm rãi nâng lên tay phải, một mặt cao thâm mà chắc hình. Cái gì cũng không cần nghĩ, bắt đầu đi theo ta niệm. Tống Thư Hàng thông qua Long Lạc, lật xem đậu đậu cái kia quyển giảng pháp bản thảo. Tại chư thiên vạn giới người tu luyện cùng Hắc Long thế giới trong mắt mọi người. Đậu đậu cổ thánh chậm rãi nâng lên tay phải. Giờ khắc này, sau lưng không ngừng niệm tụng nho gia kinh văn thánh viên, đều ngừng lại. Phảng phất muốn lắng nghe đậu đậu cổ thánh giảng pháp. Bàn tay lớn bao nhiêu? Thế giới lớn bao nhiêu? Lòng của chúng ta lại có bao nhiêu lớn? Bàn tay chính là một cái thế giới, nhưng có đôi khi, chúng ta vì cái gì không cách nào nhảy ra cái này thế giới trong tay.
đó là bởi vì, chúng ta không biết cái thế giới này lớn đến bao nhiêu. Lòng của chúng ta, bị trói buộc. Một khi chúng ta biết cái thế giới này lớn bao nhiêu, thế giới này liền rốt cuộc khốn không được lòng của chúng ta, cũng khốn không được chúng ta. Sau đó, chúng ta liền đã vượt ra hắn, đã vượt ra thế giới. Ngay từ đầu, Đậu Đậu vẫn chỉ là đi theo Tống Thư Hàng, một câu đọc lấy giảng pháp bản thảo. Nhưng theo tiến vào trạng thái về sau, Đậu Đậu cùng lúc trước thất sinh phù phủ chủ đồng dạng, thể xác tinh thần đầu nhập vào bản này yêu thánh giảng pháp trong trạng thái. Giờ khắc này, hắn thân khí thế phát sinh biến hóa. Hắn giảng chính là một quyển tâm kinh. Là một loại có thể tăng lên tâm cảnh, tăng lên đạo tâm vô thượng tâm kinh. Thích hợp với chư thiên vạn giới, cũng thích hợp với Hắc Long thế giới. Theo giảng pháp nội dung trải ra, Đậu Đậu là người được lợi lớn nhất. Tâm cảnh của nó tăng lên rất lớn. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa. Tại nó yêu đan bên trên, cái viên kia sắt thép Tống Thư Hàng ảnh chân dung chậm rãi biến mất, hóa thành cuối cùng một đạo đan văn. Yêu tu yêu đan phẩm chất cao thấp, nhìn chính là nhan sắc càng nhiều yêu đan phẩm chất càng cao. Mà một số từ nhỏ bị nhân loại tu sĩ thu dưỡng, tu luyện công pháp khuynh hướng nhân loại yêu tu, tại kết đan lúc yêu đan trên cũng sẽ xuất hiện cùng long văn rất giống đan văn. Đậu Đậu yêu đan bên trên, nguyên bản thì có 8 đạo đan văn. Mà bây giờ, yêu đan cuối cùng hóa thành 9 văn yêu đan. Yêu thánh giảng pháp thời gian cũng không phải là quá dài, cái này quyển yêu thánh tâm kinh bản thân chữ chữ châu ngọc, ngắn gọn lại kinh ngạc nhân tâm. Có được nghe quân một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm hiệu quả. Một thiên tâm kinh kể xong, chư thiên vạn giới người tu luyện cùng Hắc Long thế giới người, cảm giác của mình tâm linh nhận lấy gột rửa, tâm cảnh đạt được to lớn tăng lên. Đối bộ này yêu thánh tâm kinh lĩnh ngộ càng nhiều, tâm cảnh tăng lên lại càng lớn. Giảng pháp kết thúc. Đậu Đậu nhắm mắt lại, hắn tự thân đều tại trở về chỗ yêu thánh tâm kinh mang tới diệu dụng. Cái này lúc, trong hư không có một đạo lực lượng, giáng lâm trên người nó. Huyền thánh giảng pháp hoàn tất lúc, sẽ có đại công đức giáng lâm, thủ hộ trên người huyền thánh, thay huyền thánh ngăn lại về sau tâm ma kiếp. Mà Hắc Long thế giới cổ thánh giảng pháp cũng không có ngưng tụ công đức chi lực năng lực. Sở dĩ, hắn đem tất cả công đức chi lực chuyển hóa, hóa thành một cái mãi mãi chúc phúc gia trì, rơi vào Đậu Đậu trên thân. Đây là một cái tinh thần hệ thủ hộ chúc phúc, từ đó về sau, cấp 8 phía dưới tinh thần lực công kích đem không cách nào xúc phạm tới Đậu Đậu mảy may. Đậu Đậu một lần nữa mở to mắt. Hắn đứng dậy, bước ra một bước, biến mất ở giảng pháp không gian bên trong. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng mơ hồ cảm ứng được bản thân hạch tâm thế giới một cơn chấn động. Đậu Đậu thân ảnh xuất hiện tại hắn hạch tâm thế giới bên trong. Tống Thư Hàng bản mệnh kình đan khẽ chấn động, tựa hồ nhận lấy kích thích. Nhưng rất nhanh, kình đan vừa trầm nhập đan điền, không nhúc nhích. Chịu đựng được, Hoàng Sơn tôn giả cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đậu Đậu giảng pháp bản thảo còn lưu tại nguyên địa, Tống Thư Hàng nói. Ngày đó giảng pháp bản thảo còn có thể dùng 6 lần, đón lấy đến ai trên. Nhân tiền hiển thánh giảng pháp, chỗ tốt rất nhiều. Có thể nói, là một cái đại cơ duyên, không dung bỏ lỡ. Vũ Nhu Tử lên trước đi, nàng là nhục thân trạng thái. Hoàng Sơn tôn giả suy tư một lát sau, lên tiếng nói. Vũ Nhu Tử lại cười hì hì lắc đầu, không, ta cứ chờ một chút. Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn qua Vũ Nhu Tử. Ta có lẽ có thể làm đến một thiên giảng pháp bản thảo. Vũ Nhu Tử nói, sở dĩ, ta chờ một chút. Thiên đế, Tống Thư Hàng suy đoán hỏi. Ừm, Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu. Cái kia, kế tiếp ta tới đi, Cuồng Đao Tam Lãng nói. Bắc Hà tán nhân, chú ý, đừng lãng. Giảng pháp lúc tuyệt đối đừng tìm đường chết. Yên tâm đi, Bắc Hà. Cuồng Đao Tam Lãng cười hắc hắc, nguyên thần thả người nhảy lên. Hướng cái không gian kia chi môn nhảy đi. Thân hình của hắn, vượt qua cánh cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa. Chúng nói lại chậm rãi ngẩng đầu, chuẩn bị nhìn Tam Lãng nhân tiền hiển thánh. Cái này lúc, trong ngực ôm tiểu âm trúc Tống Thư Hàng, cảm giác mình thân thể phảng phất bị một loại từ lực hấp dẫn lấy, hướng Lưu Huỳnh Thiên Tử vị trí di động. Lưu Huỳnh Thiên Tử làm gì đâu? Đừng phát công a, Tống Thư Hàng kêu lên. Lưu Huỳnh Thiên Tử. Ta không phát công a. Cái này lúc, ở đây tất cả Cửu Châu nhất hào quần tiền bối nguyên thần, đều giống như Tống Thư Hàng, phảng phất bị từ lực hấp dẫn, hướng Lưu Huỳnh Thiên Tử vị trí bay đi.
chuyện gì xảy ra? Không phải ta, thật không phải là ta. Lưu Huỳnh Thiên Tử kêu lên. Để thế giới cảm thụ thống khổ đi. Các ngươi cảm giác ta nhân tiền hiển thánh thời điểm, dùng câu này lời kịch đăng chàng có thể hay không rất soái. Tạo hóa pháp phương một bên bị hút lấy bay ngược, một bên lên tiếng nói. Tống tiền bối, Vũ Nhu Tử đưa tay bắt lấy Tống Thư Hàng. A a a. Sau đó, một đám người, toàn bộ bị hút hướng cửa không gian kia, hướng cuồng đao tam lãng vị trí bay đi. Bá, bá long cổ thánh đăng tràng. Chư thiên vạn giới tiểu bằng hữu chuẩn bị đi, D. Bắc Hà tán nhân, vì cái gì chúng ta đều đi ra rồi. Xong, giảng pháp bản thảo số lượng không đủ a. Diệt Phượng công tử, nếu như không phải Lưu Huỳnh Tiên Tử đang phát công. Lưu Huỳnh Tiên Tử, ta thật không có phát công nha nha nha. Cái kia chính là bị cuồng đao tam lãng hấp dẫn đi ra. Tựa như lúc ấy đại gia mới từ không gian thông đạo bên trong đi ra, liền bị hấp dẫn tới, tập hợp một chỗ đồng dạng. Hoàng Sơn Tôn Giả suy đoán nói. Lúc đó Tống Thư Hàng tại độ kiếp, lo lắng Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu bị truyền tống tới về sau, sẽ bị cuốn vào đến thiên kiếp bên trong. Sở dĩ, cố ý đem đại gia tiến vào Hắc Long thế giới địa điểm thiết lập tại 500 mét có hơn. Kết quả quần bên trong đạo hữu từ khi không gian thông đạo bên trong đi ra, liền phảng phất bị từ lực hấp dẫn lấy, tất cả đều gom lại cùng một chỗ. Hoàn toàn chính xác, cùng ta trước đó bị hút tới được cảm giác không sai biệt lắm. Tô Thị A thất xác nhận nói. Tống Thư Hàng. Vậy kế tiếp, có phải là bọn hắn hay không toàn viên 31 người, muốn một hơi nhân tiền hiển thánh? Đây là quần thể thành viên sớm hướng đại gia chúc Tết tiết tấu. Năm mới còn sớm lấy A. Hắc Long thế giới cố ý mở ra tới giảng pháp không gian bên trong. Cuồng đao tam lãng một mặt mộng bức, nhìn lấy Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu, một cái tiếp một cái từ cánh cửa không gian sau chui ra, rơi xuống bên cạnh hắn. Rất nhanh, hắn liền bị quần bên trong đạo hữu cho bao vây. Vì cái gì các ngươi đều đi ra a, không phải đã nói trước hết để cho ta hiển thánh sao? Cuồng đao tam lãng tâm tắc nói. Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt, trên con đường tu hành, tổng là khắp nơi tràn đầy ngoài ý muốn. Còn có rất nhiều thân bất do kỷ. Tam lãng, người tướng. Cuồng đao tam lãng liếc mắt, Diệt Phượng ngươi gia nhập Phật tông rồi. Không. Ta chỉ là gần nhất xâm nhập nghiên cứu triết học, hơi có tâm đắc. Diệt Phượng công tử mỉm cười, xoáy khí tuấn mỹ. Hi hi ha ha, ta cảm giác mọi người cùng nhau hiển thánh rất tốt, rất thú vị. Vũ Nhu Tử nói, so với một cái người nhân tiền hiển thánh phải có thú nhiều. Cổ Hồ Quan chân quân, nhìn thấy chưa, tam lãng. Vũ Nhu Tử tâm thái tốt bao nhiêu, học tập lấy một chút. Khục, Hoàng Sơn Tôn Giả nhẹ nhàng tằng hắng một cái, đừng nói chuyện. Nhân tiền hiển thánh tới, muốn lên TV, không muốn ném chúng ta Cửu Châu Nhất Hào quần mặt. Hoàng Sơn Tôn Giả vừa dứt lời, giảng pháp không gian bên trong có một loại nhu hòa lực lượng hạ xuống tới, rơi vào đám người trên thân. Lực lượng này rất nhẹ nhàng, đám người không có đi kháng cự hắn. Sau một khắc, Vũ Nhu Tử thân hình bị nhấc lên, để qua một bên. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng trong ngực còn tại ngủ đông tiểu âm trúc cũng bị nhấc lên. Phóng tới Vũ Nhu Tử bên cạnh. Cái này nhu hòa lực lượng tựa hồ là cho chúng ta bài vị. Lệ Chi Tiên Tử suy đoán nói, cũng sử dụng truyền âm nhập mật phương thức giao lưu. Ta cũng có loại cảm giác này, Bắc Hà Tán Nhân nói. Dù sao hiển thánh cũng cần có cái trình tự, không có khả năng loạn thành một bầy. Hoàng Sơn Tôn Giả nói. Diệt Phượng công tử, một đám người chính là muốn sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Cuồng đao tam lãng. A. Theo dạng này sắp xếp, ta chính là ngàn năm thứ 9 thánh. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, vậy kế tiếp cái thứ nhất liền muốn đến phiên nàng giảng pháp. Đáng tiếc, nàng giảng pháp bản thảo còn không đem tới tay. Xem ra, chỉ có sử dụng tống tiền bối cung cấp giảng pháp bản thảo. Vậy nếu như theo trình tự, thứ 10 thánh là tiểu cô nương này. Thư Hàng tiểu hữu nữ nhi. Bạch Hạc chân quân mắt liếc ngủ đông bên trong Lý Âm Trúc tiểu cô nương này đến lúc đó giảng pháp lúc. Có thể tỉnh lại sao? Nguyên bản ta còn muốn chen vào 10 vị trí đầu, đáng tiếc. Đồng Quái Tiên Sư nói. 10 vị trí đầu cùng 3 vị trí đầu, đều là rất đặc thù số lượng, bình thường so sánh lớn hình bài danh, 10 vị trí đầu tổng là làm người khác chú ý nhất tồn tại. Thiên nhiên đệ nhất thánh đến ngàn năm thứ 10 thánh, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ so phía sau huyền thánh càng nổi tiếng. Tiên Sư vừa dứt lời,
Tất cả mọi người nhìn chăm chú về phía hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhân tiền hiển thánh, sau đó bắt đầu huyền thánh giảng pháp thời điểm, sẽ cho thấy tu sĩ chân diện mục tới. Khi đó, có lẽ chính là đồng quái chân diện mục lúc đi ra. Bắc Hà tán nhân, hắc hắc hắc. Diệt Phượng công tử, hắc hắc hắc. Cửu Châu nhất hào quần thành viên, hắc hắc hắc. Đồng quái tiên sư. Tống Thư Hàng nhìn về phía Tiểu Âm Trúc, nhíu mày. Lý Âm Trúc cái này trạng thái, căn bản là không có cách giảng pháp. Đến lúc đó, nàng giảng pháp hoàn trích nội dung chính làm sao bây giờ? Đón lấy đến 11 sẽ là ai? Nếu như là chính chúng ta bài danh liền tốt, ta hy vọng có thể thu hoạch được 11 cái số này. Giao Bá Chân Quân nói, một chi đội bóng đá đúng lúc là 11 người, ta rất ưa thích cái số này. Sinh một chi đội bóng đá, không sai biệt lắm là Giao Bá Chân Quân chấp niệm. Trong lời nói vừa dứt, Giao Bá Chân Quân thật sự cảm giác mình thân thể bị một cỗ lực lượng dẫn dắt bay lên. Hắn vui vẻ cười một tiếng, truyền âm nói, ha ha ha, 11 thật là ta. Tạ ơn các vị đạo hữu chi. Ách, lời còn chưa nói hết, hắn nhìn thấy bên người có mấy vị đạo hữu cũng bay. Trong nháy mắt, tất cả Cửu Châu nhất hào quần thành viên nguyên thần, tất cả đều bị nhu hòa lực lượng nhấc lên, bao quát Tống Thư Hàng thân thể. Giao Bá Chân Quân, Cửu Châu nhất hào quần thành viên, cũng một mặt mê mang. Cái này lúc, Tống Thư Hàng thân thể bị buông xuống, rơi vào Tiểu Âm Trúc bên người, đây là ngàn năm thứ 11 thánh vị trí. Ngay sau đó, Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối nguyên thần, cũng đều quy vị. Tất cả tiền bối, ấn lấy giới tính cùng thân cao, chỉnh chỉnh tề tề. Rơi vào Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Sau đó, hôn mê thông nương cũng bị từ một tấc thu nhỏ túi bên trong đưa ra, rơi vào Tống Thư Hàng lòng bàn tay. Hoàng Sơn Tôn Giả. Hết thảy hiện lên 4 hàng, mỗi hàng 7 người. Ta có loại dự cảm không ổn. Diệt Phượng công tử đầy kính mắt. Tại sao chúng ta phải xuất hiện tại Tống Thư Hàng tiểu hữu đỉnh đầu? Mà không phải ngồi thành một loạt, cuồng đao tam lãng cảm giác rất không ổn. Có lẽ, bởi vì chúng ta là nguyên thần nguyên nhân. Lệ Chi tiên tử suy đoán nói. Hằng Hỏa chân quân suy tư một lát sau, nói, ta cảm giác có thể là bởi vì, chúng ta cũng không có độ kiếp nguyên nhân. Vũ Nhu tử, Lý Âm Trúc cùng Tống Thư Hàng, đều là ở vào độ kiếp trạng thái. Đậu Đậu tình huống tương đối đặc thù, hắn mặc dù trước đó liền vượt qua ngũ phẩm đại yêu thiên kiếp. Nhưng nó cái kia một kiếp tựa hồ còn không có viên mãn. Cho nên mới sẽ bởi vì sắt thép bản thân ấn ký ảnh hưởng, lần nữa bị cuốn vào Vũ Nhu tử thiên kiếp bên trong. Mà Cửu Châu nhất hào quần thành viên, riêng phần mình cự ly độ kiếp còn có cấp cự ly. Tiếp cận nhất độ kiếp tam lãng, cũng vẫn còn muốn sắp vẽ rồng điểm mắt trạng thái. Nói cách khác, chúng ta chỉ là bị cuốn vào thiên kiếp, cự ly tự thân thiên kiếp còn có giai đoạn muốn đi. Hằng Hỏa chân quân nói bổ sung. Hoàng Sơn Tôn Giả khẽ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Kết quả là, chúng ta liền lên cái tivi, lộ cái mặt. Diệt Phượng công tử tiếc nuối nói, còn tưởng rằng có cơ hội có thể nhìn thấy đồng quái chân diện mục. Cái kia, ta phát hiện một kiện chuyện rất trọng yếu. Cuồng Đao Tam Lãng đột nhiên nói. Bắc Hà tán nhân, chuyện gì? Các ngươi có cảm giác hay không, chúng ta lơ lửng ở Tống Thư Hàng trên đầu trạng thái. Có chút giống hầu tử. Chính là Tống Thư Hàng cái kia một đợt sẽ chỉ hô 666 khỉ lớn. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Hoàng Sơn Tôn Giả. Đang khi nói chuyện, mới một đợt nhân tiền hiển thánh bắt đầu rồi. Chư thiên vạn giới hắc long thế giới thành viên, đột nhiên lại sinh lòng cảm ứng, nhao nhao ngẩng đầu vọng thiên. A, Đậu Đậu cổ thánh vừa mới hiển thánh giảng pháp hoàn tất, lại lập tức có mới huyền thánh sinh ra. Đây cũng là ngàn năm thứ 9 thánh sắp xuất thế. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, huyền thánh không ngừng hiển hiện. Coi như tại viễn cổ thời đại, linh khí sung túc thời điểm, đều không có khoa trương như vậy chứ. Xem ra, một cái tu luyện đại thời đại đã mở ra. Ngàn năm khó gặp một lần huyền thánh, đem không ngừng sinh ra. Có lẽ tiếp qua mấy trăm năm, chư thiên vạn giới sẽ tiến vào khắp nơi trên đất là huyền thánh thời đại. Liên tiếp huyền thánh hiển hiện. Cái này không khỏi để cho ta nhớ tới thiên niên đệ nhất thánh bá Tống huyền thánh tư thế oai hùng. Cái kia thời điểm, thế nhưng là cùng ba vị huyền thánh cùng một chỗ độ kiếp, cùng một chỗ hiển thánh, đổi mới huyền thánh bảng ghi chép. Ngàn năm thứ nhất, hai, ba, bốn thánh, tại trong cùng một ngày hiển thánh giảng pháp, như thế tráng cảnh,
chỉ sợ xưa nay chưa từng có, sau không tới. Ta tích nương đấy. Chư thiên vạn giới người tu luyện, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Đầu tiên xuất hiện trong mắt bọn hắn, là ngàn năm thứ 9 thánh. Là tiên tử. Ngàn năm qua vị thứ nhất chứng đạo huyền thánh tiên tử. Mà lại là vị để cho người ta gặp qua một chút, liền sẽ không quên loại hình. Linh Điệp Đảo. Trời ạ, Lưu Kiếm Nhất đại sư huynh dụi dụi con mắt, hắn không dám tin, nhanh chóng hô hấp liền ngay cả quy thức thuật đều đã quên thi triển. Là Vũ Nhu tử. Nhưng là sư muội không phải vừa mới độ 4 tấn 5 thiên kiếp sao? Làm sao đột nhiên nhân tiền hiển thánh rồi? Hắn lại dụi dụi con mắt. Thật sự không nhìn lầm, là Vũ Nhu tử. Ta sợ không phải đang nằm mơ. Trừ phi, nàng cũng không phải là sư muội. Lưu Kiếm Nhất cái kia đã mấy tháng không sinh động đầu óc, nhanh chóng chuyển động, cuối cùng. Một cái đáng sợ ý nghĩ phù hiện ở hắn trong đầu. Chân tướng chỉ có một cái. Lưu Kiếm Nhất xoa cằm, không nghĩ tới sư phụ ngươi lại là thân nữ nhi. Một, nếu như nhân tiền hiển thánh không phải Vũ Nhu tử, này sẽ là ai đây? Kết hợp bản thân sư tôn Linh Điệp tôn giả đang độ bát phẩm thiên kiếp, tính toán thời gian không sai biệt lắm hẳn là độ kiếp thành công. Hai đầu manh mối vừa kết hợp, đáp án tra ra manh mối. Kỳ thật, sư phụ Linh Điệp tôn giả, là thân nữ nhi, là tiên tử. Nàng là vì chiếu cố nữ nhi Vũ Nhu tử, sở dĩ một mực ngụy trang thành nam tính bộ dáng. Mà bây giờ, tại nhân tiền hiển thánh khâu, nhất định phải lộ ra bản tôn diện mạo thời điểm, sư tôn chân thân rốt cục giấu không được. Lưu Kiếm Nhất càng nghĩ, lại càng thấy khả năng. Khó trách một mực cảm giác sư tôn đạo hiệu lệch nữ tính hóa, khó trách sư tôn có đôi khi tiểu tính tình phát tác, sẽ như cái tiểu nữ nhân đồng dạng, sẽ thích cùng người châm châm so đo, khó trách sư tôn chưa từng có đem sư mẫu mang về Linh Điệp Đảo qua, vẫn luôn là rời đi Linh Điệp Đảo, cùng sư mẫu hẹn hò du lịch. Thậm chí ngay cả sư muội Vũ Nhu tử, đều là sư tôn một mình mang về Linh Điệp Đảo. Nếu như nàng vốn chính là thân nữ nhi, cái kia hết thảy liền giảng thông. Cũng chính là bởi vì nàng là mẫu thân của Vũ Nhu tử, cho nên mới sẽ trưởng cùng Vũ Nhu tử giống như đúc, mà cái này đôi chân dài hiển nhiên chính là gen. Tại tu chân giới, chuyện như vậy lệ không hiếm thấy. Bởi vì tu chân giả chỉ cần trên cảnh giới đi, liền có thể thanh xuân thường trú. Sở dĩ, một số nhìn qua giống tỉ muội, giống song bào thai tiên tử, lại là mẹ con, cái này rất bình thường. Sẽ không sai, khẳng định không sai được. Lưu Kiếm Nhất xoa cằm, đã sư tôn đã bại lộ thân phận chân thật của nàng, như vậy, chờ nàng hiển thánh trở về trước, muốn hay không đem Linh Điệp Đảo trang phục nữ tính hóa một điểm. Nhưng là... không được, quá mệt mỏi, thôi được rồi. Lưu Kiếm Nhất thầm nghĩ trong lòng. Lười ung thư cuối cùng vẫn chiếm cứ thượng phong. Cái này lúc, nhân tiền hiển thánh hình ảnh chuyển di, chuyển qua bên cạnh. Một vị tóc bạc tiểu cô nương xuất hiện tại chư thiên vạn giới cùng Hắc Long thế giới mọi người trong mắt. Vị thứ hai tiên tử. Mà lại, vị này tiên tử cùng trên một vị là cùng một chỗ độ kiếp. Đây là đang bắt chước bá tống huyền thánh hành động vĩ đại sao. Không phải nói thành đoàn độ kiếp nhất thời sản, thân tử đạo tiêu hỏa táng chàng sao. Nhưng đây đã là lần thứ hai, có huyền thánh thành đoàn độ kiếp rồi. Chẳng lẽ 7 tấn 8 một bước này, ẩn giấu đi cái gì huyền bí? Thành đoàn độ kiếp thời điểm, tấn cấp tỷ lệ sẽ cao hơn. Vị này tóc bạc tiên tử tựa hồ ở vào hôn mê bên trong. Một hồi vị này tóc bạc tiên tử có thể đứng dậy giảng pháp sao? Chư thiên vạn giới người tu luyện, nghị luận ầm ĩ. Thất tu phủ bên trong. Thất tu thánh quân nằm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, kế đậu đậu về sau, tiếp lấy xuất hiện là Vũ Nhu tử cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu cái kia nữ nhi sao? Xem ra sẽ không sai, cùng chúng ta đoán đồng dạng. Quả nhiên lại là một lần thành đoàn độ kiếp, thật sự là làm loạn a. Lục tu tiên tử nằm ở bên cạnh hắn, nói khẽ. Nhưng là, hắn lại thành công. Thất tu thánh quân nói, ta nhớ được, quần bên trong có một vị đạo hiệu tổng là không nhớ nổi đạo hữu, một mực lẩm bẩm nhân tiền hiển thánh. Không biết hắn lần này dựng vào Thư Hàng tiểu hữu độ kiếp đoàn đội không? Ta tại quần bên trong hỏi một chút đi. Lục tu tiên tử nói. Cửu Châu Nhất Hào quần. Lục tu tiên tử leo lên bản thân tài khoản, Phượng Hoàng đao mặt lị, uy, quần bên trong còn có ai tại? Thất sinh phù phủ chủ, ta ở đây, bất quá đang nằm nhìn đoàn người lên TV.
Thất sinh phù tiểu hữu lần này không tham gia đoàn. Thất tu thánh quân bổ sung cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Thất sinh phù phủ chủ, lần này vừa vặn có việc, đều không thượng tuyến. Bất quá quần bên trong thật là quạnh quẽ, không có những người khác sao. Đại La giáo Vũ Nguyệt chân quân, thiếp thân cũng vẫn còn, gần nhất đang bận ở vào thiên nhân sự tình, rất lâu không thượng tuyến. Nhưng hôm nay bị đậu đậu hiển thánh nổ ra tới. Huyền nữ môn vân tước tử, ta cũng đang chủ bị hiển thánh a, ta còn chuẩn bị tìm thư hàng tiểu hữu cho mượn tròng mắt tới. Cái này lúc, quần bên trong lại có một cái thật lâu không thượng tuyến đạo hữu, đột nhiên thượng tuyến. Vân Trung tiên khách, trời ạ, bế quan 4 năm đi ra, quần bên trong xảy ra chuyện gì rồi? Vừa xuất quan, ta liền thu đến 7 cái huyền thánh nhân tiền giảng pháp tiếp sóng thông chi, một cái huyền ma nhân tiền hiển thánh tiếp sóng thông chi, còn có một cái đậu đậu cổ thánh giảng pháp trực tiếp thông chi. Điên rồi, ta thật sự chỉ bế quan 4 năm, mà không phải 400 năm, đặc biệt là cuối cùng cái này đậu đậu cổ thánh, là đậu đậu, Hoàng Sơn đạo hữu nhà cái kia đần cầu đậu đậu. Nha, tiên khách đạo hữu đã lâu không gặp, thất tu thánh quân nói. Tiên khách cũng là quần bên trong lão thành viên, không sai biệt lắm là sớm nhất gia nhập một nhóm kia, lục phẩm chân quân cảnh giới đỉnh cao. Mặt khác, tu tiên là Vân Trung tiên khách phó chức nghiệp. Hắn chủ tu cũng không phải là tu chân hệ, còn hắn chủ tu chính là cái gì, cảnh giới như thế nào, quần bên trong tựa hồ không ai biết được. Là đậu đậu không sai, Đại La giáo Vũ Nguyệt chân quân trả lời. Đậu đậu đều thành thánh, trong quần đạo hữu đều đẳng cấp gì rồi, trong lòng ta tốt hoảng, ta có phải hay không bị thời đại từ bỏ. Vân Trung tiên khách phát một chuỗi mồ hôi lạnh biểu lộ. Tiên khách tiền bối đừng nóng vội, không cần hoảng, lúc này ngài cần bình tĩnh. Thất sinh phù phủ chủ nói, mặt khác, ta cũng hiển thánh. Khuôn mặt tươi cười biểu lộ, ngàn năm đệ nhị thánh chính là ta, tiền bối có thể xem ta giảng pháp tiếp sóng. Ta, có phải hay không muốn lui quần rồi? Vân Trung tiên khách không dám tin, nhưng hắn lật nhìn bên dưới ngàn năm đệ nhị thánh giảng pháp tiếp sóng. Lại nhưng thật là thất sinh phù huyền thánh giảng pháp. Vân Trung tiên khách, sở dĩ, mấy năm này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyền nữ môn vân tước tử, nói rất dài dòng, phát sinh sự tình nhiều như biển. Tỷ như thất tu, bạch đều chính thức tấn thăng huyền thánh. Thất sinh phù, còn có vị tống thư hàng, đều tấn thăng hàng lởm huyền thánh. Đậu đậu cũng là hàng lởm. Mặt khác ngẩng đầu nhìn lên trời, đang hiển thánh vũ nhu tử cũng là chúng ta quần, cái kia tóc bạc tiểu tiên tử cũng cùng chúng ta quần bên trong thành viên có quan hệ. Vân Trung tiên khách, hàng lởm huyền thánh là thứ quỷ gì? Phượng Hoàng đao mặt lị, ngoại trừ chúng ta mấy cái, có vẻ như cái khác quần bên trong thường xuyên thượng tuyến đạo hữu đều không ở. Sở dĩ, ta có cái to gan suy đoán. Sau đó, vô địch cư sĩ có ở đó hay không? Người có phải hay không cũng đi theo hiển thánh rồi? Trăng sáng bao lâu có? Kém chút liền bỏ qua cư sĩ, xem ra cư sĩ không cùng hiển thánh. Lục tu tiên tử hỏi. Trăng sáng bao lâu có? Có ngực thì ngon a. Có ngực liền có thể dùng sức đâm người khác tâm a. Lại nói, Tống Thư Hàng là ai? Mới gia nhập quần đạo hữu sao? Trong mây tiên khách lại hỏi. Vân Tước Tử, hừm, rất có tiềm lực một vị đạo hữu, ta rất xem trọng hắn. Tới một mức độ nào đó, gần với Tam Lãng. Vân Trung tiên khách, Tam Lãng còn không có bị đá rơi xuống. Huyền nữ môn Vân Tước Tử, Tam Lãng khả ái như vậy, làm gì đá hắn? Vân Trung tiên khách. Ta coi là Hoàng Sơn đạo hữu nhiều nhất nhẫn hắn 2 năm, liền sẽ đá Tam Lãng. Xem ra, Hoàng Sơn đạo hữu đạo tâm lại biến mạnh mẽ hơn không ít. Nha, mới đạo hữu, cái này cách ăn mặc, hẳn là thư hàng tiểu hữu không sai. Hắn lại hiển thánh rồi, thất sinh phù phủ chủ kêu lên. Vị nào, ta ngược lại muốn xem cái này tống thư hàng tiểu hữu như thế nào. Trong mây tiên khách vội vàng ngẩng đầu, xem trực tiếp. Sau một khắc, một vị hơi có chút ít xoái, khí chất rất không tệ đại thúc, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây chính là các ngươi nói tiểu hữu, tướng mạo có chút lão a, là ưa thích lấy trung niên hình tượng xuất hiện đạo hữu. Trong mây tiên khách hiếu kỳ nói. Thất sinh phù phủ chủ. Không đúng, lần trước gặp mặt lúc, Tống Thư Hàng tiểu hữu vẫn là 30 tuổi lúc bộ dáng. Sai rồi, là 20 tuổi bộ dáng. Làm sao một đoạn thời gian không thấy, liền già nua thành dạng này. Vân Trung tiên khách, kỳ quái,
ta phảng phất nghe được một chuỗi thanh âm hoảng sợ. Cự ly ta động phủ không xa, là Thái Sơn Minh trụ sở, ta nghe được người ở bên trong đều đang sợ hãi kêu bá tống danh tự. Hừm, đây là phản ứng bình thường, kêu lên sợ hãi đến, là được rồi. Vân Tước Tử phát một chuỗi cười xấu xa biểu lộ. Quần bên trong, tựa hồ không ai nhắc nhở Vân Trung Tiên Khách, không muốn xem bá nho huyền ma giảng pháp tiếp sóng. Chư thiên vạn giới, bất kể là cái nào hệ người tu luyện, đang nhìn đến chương này quen thuộc mặt lúc, lập tức cảm giác bụng dưới ẩn ẩn đau nhức. Theo sát mà đến còn có run chân, toàn thân bất lực chờ triệu chứng. Bá Tống Huyền Thánh, lại hiển thánh rồi. Năm nay, chư thiên vạn giới kinh khủng nhất nam nhân, một người độc chiếm bá Tống Huyền Thánh, bá nho huyền ma hai cái bát phẩm tôn hiệu. Đây đã là hắn lần thứ ba hiển thánh rồi. Bình quân xuống tới, tựa hồ mỗi tháng một lần. Ngài là lên tivi nghiện sao? Tất cả mọi người, cơ hồ theo bản năng liền muốn chặt đứt huyền thánh giảng pháp trực tiếp. Nhưng ngay tại chuẩn bị quan bế trực tiếp thời điểm, mọi người lại phát hiện một số chi tiết. Không đúng, nhìn kỹ, vị này là không phải càng lão điểm. Nhìn, tựa hồ là trung niên nhân bộ dáng. Nhân tiền hiển thánh sẽ cho thấy tu sĩ lúc đầu chân diện mục, bá Tống Huyền Thánh chân diện mục là rất trẻ trung nam tử bộ dáng, bình thường tới nói, sẽ không ở ngắn như vậy thời gian bên trong, già nua thành dạng này. Mà lại cẩn thận nhìn hắn chằm chằm lúc, trong lòng cũng chưa từng xuất hiện bá Tống hoặc bá Nho Thánh Hào. Chân chính bá Tống Huyền Thánh, hẳn là ở vào thiên hạ không ai không biết ngài trong trạng thái. Chỉ cần thấy được hắn, trong lòng lập tức liền sẽ hiển hiện hắn Thánh Hào. Có lẽ, hắn không phải bá Tống Huyền Thánh, mà là bá Tống Huyền Thánh ca ca. Hoặc là phụ thân. Tương tự ý nghĩ cùng suy đoán, xuất hiện tại chư thiên vạn giới tất cả mọi người trong lòng. Nếu như không phải bá Tống Huyền Thánh, tiếp tục xem tiếp hẳn là cũng không có vấn đề. Trong lúc đang suy tư, vị này nghi là bá Tống Huyền Thánh phụ huynh bối nam tử trung niên sau lưng, lại xuất hiện biến hóa mới. Màn ảnh kéo dài, kéo xa. Tại bá Tống Huyền Thánh sau lưng, có hết thảy 28 đạo thân ảnh, chỉnh chỉnh tề tề, xuất hiện tại chư thiên vạn giới trong mắt mọi người. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ, là hết thảy 31 người cùng một chỗ độ kiếp? Cái này, đây chính là chân chính thành đoàn độ kiếp. Xưa nay chưa từng có, loại này nhân tiền hiển thánh hình ảnh, chân chính xưa nay chưa từng có. Lòng hiếu kỳ có thể hại chết mèo. Cái này... Không có người lựa chọn quan bế nhân tiền hiển thánh trực tiếp, tất cả mọi người hiếu kỳ đã bị câu lên. Đồng thời, trong tu chân giới, có thật nhiều người từ 8 đạo thân ảnh bên trong, tìm tới chính mình quen thuộc tiền bối. Vị kia soái khí tuấn Mỹ chính là Diệt Phượng, hắn nhưng là tu chân giới lớn nhất mị lực yêu tu. Đó là Hoàng Sơn tiền bối, đức cao vọng trọng lão tiền bối, trước đó không lâu nghe nói hắn tấn thăng tôn giả. Lần này tại sao lại đi ra hiển thánh rồi? Lệ Chi Tiên Tử, là vị kia thường xuyên leo lên các loại tu sĩ báo chí Lệ Chi Tiên Tử. Nàng là nữ thần của ta. Tạo hóa Pháp Vương, Thích Ca Mâu Ni cũng tại, ta thế nhưng là hắn mê ca nhạc. Hằng Hỏa Chân Quân, đó là nho môn Hằng Hỏa Chân Quân tiền bối, ta từng nghe qua hắn giảng Pháp, là vị thường thức uyên bác nho môn đại tiền bối. A Thất, Thiên Hà Tô Thị A Thất, cho tới nay đều là mạnh nhất kim đan cường giả, năm nay tấn thăng làm chân quân. Thông Huyền Đại Sư, là Thiên Nhai Vân Du tự Thông Huyền Đại Sư, nghe nói hắn một mực khổ tu bế khẩu thiền, chưa từng người nghe hắn mở miệng. Tam Lãng, là Tam Lãng, gia hỏa này có độc. Đông Phương Lục Tiên Tử, chúng ta thánh nữ Đông Phương Lục Tiên Tử, ta nói cho các người biết, ta đã từng bị nàng triển qua. Chư thiên vạn giới tiếng nghị luận, thông qua Long Lạc toàn bộ chuyển đạt đến Tống Thư Hàng cùng Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối trước mắt. Chân chính huyền thánh tại độ kiếp thời điểm, đều có thể cảm ứng được chư thiên vạn giới nghị luận, đồng tiến đi sàng chọn. Tống Thư Hàng thông qua Long Lạc, cũng đã nhận được tương tự công năng. Nhân tiền hiển thánh hoàn tất về sau, tiến vào ngưng tụ Long Ấn Khâu. Vũ Nhu Tử chậm rãi đứng dậy, Long Ấn ngưng tụ quá trình, giống như đậu đậu. Đầu tiên là Long Dực phụ thân, tiếp lấy Long Dực hóa thành quang đoàn, bên trong hiển hiện 3 loại ngôn ngữ tuyển hạng. Anh, Hoa Hạ, cùng Hắc Long thế giới ngôn ngữ. Sở dĩ sẽ xuất hiện Anh, tự nhiên là Vũ Nhu Tử từng vì bản thân lấy ra tiếng Anh đạo hiệu nguyên nhân. Không ổn, Vũ Nhu Tử khổ não nói, bởi vì vội vàng độ kiếp, hôm nay đạo hiệu còn chưa kịp tới lấy.
Làm sao bây giờ? Muốn tự bản thân mấy tháng này góp nhặt đạo hiệu bên trong, ngẫu nhiên rút một cái đi ra. Vẫn là sử dụng bản thân bản mệnh đạo hiệu Vũ Nhu Tử. Sử dụng Vũ Nhu Tử đạo hiệu, nàng lại có chút không cam lòng. Nàng muốn đem cái này đạo hiệu, đặt ở bản thân chân chính 7 tấn 8 thời điểm sử dụng. Đồng lý, ngẫu nhiên rút ra đạo hiệu, nàng cũng rất không cam lòng. Bởi vì mỗi ngày đạo hiệu, đều đại biểu cho nàng khác biệt một ngày. Dùng trước mấy ngày đạo hiệu để thay thế hôm nay, cảm giác sẽ có chút không thoải mái, nàng không muốn tùy tiện như vậy. Cùng một thời gian, hiện thế, bát phẩm thiên kiếp thế giới. Một vị anh tuấn trung niên đạo nhân, oanh mở cuối cùng thiên kiếp vụ nổ hạt nhân. Đó là một hơi 6 cái đạn hạt nhân thiên kiếp công kích, mà lại rất gian lận uy lực trùng điệp cùng một chỗ. Nhưng hắn vẫn là đã xông qua được. Linh Điệp Tôn giả nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người đạo bào bắt đầu bản thân chữa trị, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Tôn giả hài lòng gật đầu, bắt đầu chỉnh lý bản thân dung nhan. Cuối cùng một đợt thiên kiếp uy lực có chút vượt qua dự toán, bất quá, còn tại ta nắm giữ phạm vi bên trong. Linh Điệp Tôn giả mỉm cười, dậm chân hướng về phía trước. Sau đó, muốn đi vào nhân tiền hiển thánh mô thức. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là ngàn năm đệ bát thánh. Đệ nhất thánh là Tống Thư Hàng, 2, 3, 4 thánh là cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ độ kiếp thất sinh phù, thường viễn tử, thiên nhai tử. Đệ ngũ thánh là Bí Đao Thánh Quân. Đệ lục thánh là Bạch Đạo Hữu. Đệ thất thánh là Thất Tu Thánh Quân, thánh hào thứ 7, đạo hiệu Thất Tu, cũng coi là phù hợp nhất Thất Tu đạo hữu thứ tự. Sau đó, lần thứ 8 hiển thánh lại là Tống Thư Hàng, nhưng là Tống Thư Hàng lần kia là lấy huyền ma chi thân hiển thánh, sở dĩ, không thể xem như đệ bát thánh. Lần này độ kiếp thời gian, thoáng hơi dài, Vũ Nhu Tử hẳn là lo lắng ta. Linh Điệp Tôn giả nhếch miệng lên, vừa vặn lấy một trận nhân tiền hiển thánh, đến bỏ đi nữ nhi lo âu trong lòng. Linh Điệp Tôn giả hết thảy chuẩn bị 3 phần huyền thánh giảng pháp bản thảo. Hắn một mực là cái chuẩn bị đầy đủ nam nhân. 3 phần giảng pháp bản thảo, đến lúc đó hắn sẽ xem tình huống mà định ra, xác định sử dụng cái nào một phần. Tôn giả hai tay thả lỏng phía sau, chuẩn bị nghênh đón bản thân nhân tiền hiển thánh. Nhưng là, thuộc về hắn nhân tiền hiển thánh hình thức, lại chậm chạp không có giáng lâm. Linh Điệp Tôn giả. Hắn ngẩng đầu vọng thiên. Sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện, hắn tiếp thu được một cái giảng pháp trực tiếp, hắn hiện tại ở vào thiên kiếp không gian bên trong, lại nhưng cũng có thể thu đến trực tiếp. Chẳng lẽ thiên kiếp biến càng nhân tính hóa, có thể lấy trạng thái của hắn bây giờ. Sau đó cho hắn tiếp nhập trực tiếp. Đã có người trước ta một bước, tấn thăng huyền thánh. Linh Điệp Tôn giả nói khẽ, xem ra, không thể xem thường chư thiên vạn giới người tu luyện. Một cái đại thế sắp xảy ra, liền để cho ta nhìn xem mới độ kiếp huyền thánh là ai. Vũ Nhu Tử. Linh Điệp Tôn giả không dám tin chừng to mắt. Hiện tại nhân tiền hiển thánh, đồng thời đang muốn ngưng tụ thánh ấn, thiên hạ đáng yêu nhất thiên tử, đúng là hắn nữ nhi Vũ Nhu Tử. Ta sợ là chúng tâm ma, Linh Điệp Tôn giả thầm nói. Nhưng là, Linh Điệp Tôn giả rất rõ ràng biết, bản thân cũng không bị tâm ma kiếp quấn quanh. Bát phẩm huyền thánh tâm ma kiếp, chỉ sẽ xuất hiện tại huyền thánh giảng pháp thất bại về sau. Sở dĩ ta khả ái nữ nhi, thật sự tại hiển thánh, giảng pháp. Là giống lúc trước Tống Thư Hàng tiểu hữu loại kia hàng lởm huyền thánh hiển thánh sao? Không hổ là nữ nhi của ta. Linh Điệp Tôn giả nội tâm cảm thấy rất vui mừng. Nhưng đột nhiên, hắn liền nghĩ tới một sự kiện. Không tốt, Linh Điệp Tôn giả kêu lên, Vũ Nhu Tử trong tay không có giảng pháp bản thảo. Hắn căn bản không nghĩ tới nữ nhi lại đột nhiên nhân tiền hiển thánh, chưa từng vì nàng chuẩn bị giảng pháp bản thảo. Phải làm sao mới ổn đây? Nếu như huyền thánh giảng pháp thời điểm, giảng pháp nội dung không quá quan, liền có thể phải đối mặt tâm ma kiếp. Căn cứ ta đối bát phẩm hiển thánh nghiên cứu, huyền thánh giảng pháp thời điểm, là có thể nhìn thấy chư thiên vạn giới đạo hữu giao lưu, cũng tiến hành sàng chọn. Như vậy, ta hiện tại nói chuyện, Vũ Nhu Tử có thể nhìn thấy sao? Linh Điệp Tôn giả suy tư. Mà lúc này, Vũ Nhu Tử rốt cục quyết định đạo hiệu của mình. Quyết định, Vũ Nhu Tử nói. Nàng rốt cục quyết định cuộc đời mình cái thứ nhất thánh hào. Theo tâm ý của nàng. Đoàn kia ngưng tụ long ấn nguồn sáng bên trong, Trung, Anh, Hắc Long thế giới 3 loại ngôn ngữ, toàn bộ tạo thành một cái đạo hiệu.
linh điệp tử cổ thánh. Ngàn năm đệ cửu thánh, linh điệp tử cổ thánh. Đó là cái sẽ bị ghi chép đến tu luyện lịch sử thánh hào, là ngàn năm qua vị trí thứ 10 hiển thánh cổ thánh, mà lại là vị thứ nhất bát phẩm tiên tử, mặc dù không phải huyền thánh, nhưng cổ thánh nghe cùng huyền thánh không có khác biệt lớn. Cha đạo hiệu, là ta đắt á. Vũ Nhu tử nội tâm dương dương đắc ý nói, hôm nay liền để nàng bốc đồng hố cha một lần đi. Linh điệp tôn giả, Tống Thư Hàng, Cửu Châu nhất hào quần tiền bối. Linh điệp đảo trên lưu kiếm nhất sư huynh, khóe miệng có chút dương lên, quả nhiên, cùng ta đoán đồng dạng. Như vậy, ta sư công rốt cuộc là người nào? Khiến sư phụ mang thai sinh hạ Vũ Nhu tử sư muội về sau, nhưng xưa nay chưa từng tới Linh điệp đảo. Thật là một cái bạc tình bạc nghĩa nam nhân. Linh điệp tôn giả đang trầm mặc cả buổi về sau, đột nhiên cười ha ha một tiếng, không hổ là ta khả ái nữ nhi. Sau đó, linh điệp tôn giả từ bản thân ba thiên giảng pháp bản thảo bên trong tuyển ra một thiên, không ngừng niệm tụng. Hy vọng có thể mượn lại loại biện pháp này, để nhân tiền hiển thánh nữ nhi, có thể nhìn thấy bản thân bản này giảng pháp bản thảo. Giảng pháp không gian bên trong. Vũ Nhu tử đưa tay bắt lấy đậu đậu lưu lại cái kia quyển giảng pháp bản thảo tập hợp, cũng nếm thử đưa nó kích hoạt. Nhưng là, kích hoạt thất bại. Cái này giảng pháp bản thảo, có thời gian cooldown. Tống tiền bối, không ổn a. Giảng pháp bản thảo không cách nào mở ra, hắn có thời gian cooldown. Vũ Nhu tử nhanh chóng cho Tống Thư Hàng truyền âm. Tống Thư Hàng. Vọng Thiên, làm lạnh CD loại vật này, đáng ghét nhất. Tốt trong tay ta còn có cái thứ hai quyển trục bằng gia thú, trước hết để cho Vũ Nhu tử chịu đựng được rồi nói sau. Tống Thư Hàng móc ra cái thứ hai giảng pháp bản thảo quyển trục, đang chuẩn bị đưa cho Vũ Nhu tử. Nhưng cái này lúc, Vũ Nhu tử đột nhiên nhãn tình sáng lên. Sau đó, nàng vung tay lên một cái, đem đậu đậu lưu lại giảng pháp bản thảo ném về cho Tống Thư Hàng. Sau đó, nàng yêu nhã ngồi xuống, nhìn không chớp mắt, há miệng bắt đầu giảng thuật lên một thiên cùng tổ hợp pháp thuật có liên quan giảng pháp tới. Pháp thuật tổ hợp, là linh điệp đảo năng khiếu. Linh điệp đảo kiếm thuật, mỗi một thức đều dung nhập đủ loại pháp thuật tổ hợp biến hóa. Điệp ưng biến, điệp phượng biến, điệp long biến. Chỉ cần xảo diệu đem pháp thuật tổ hợp, liền có thể hình thành khó lường uy lực. Bản này giảng pháp, rất thích hợp Vũ Nhu tử, mà lại cũng là nàng có thể hiểu được giảng pháp nội dung, trong đó phần lớn lý luận, là linh điệp tôn giả từ nhỏ chỉ đạo nàng tri thức tu luyện. Vũ Nhu tử rất mau tiến vào giảng pháp trạng thái, giảng giải thời điểm. Giữa thiên địa ẩn ẩn có đại đạo thanh âm làm bạn, để chư thiên vạn giới người tu luyện, có thể thoải mái hơn lý giải nàng giảng pháp nội dung. Vũ Nhu tử cái này giảng pháp bản thảo, rõ ràng là nàng linh điệp đảo phong cách vẽ. Ở đâu ra, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là Vũ Nhu tử từ thiên đế cái kia lấy được một thiên giảng pháp bản thảo, nhưng từ phong cách đến xem, cũng không phải là như thế. Có lẽ, là linh điệp đạo hữu tại viễn trình trợ giúp Vũ Nhu tử. Hoàng Sơn tôn giả suy đoán nói. Đừng để ý, cẩn thận nghe Vũ Nhu tử giảng pháp. Nếu thật là linh điệp tôn giả viễn trình hiệp trợ Vũ Nhu tử giảng pháp, linh điệp tôn giả lúc này liền xuống vốn gốc. Pháp thuật tổ hợp kỹ xảo, một thiên này giảng pháp nếu có thể lý giải hiểu rõ, thắng qua 10 năm khổ tu. Diệt Phượng công tử trầm giọng nói. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, tinh tế lắng nghe Vũ Nhu tử giảng pháp. Cùng Vũ Nhu tử ở vào cùng một cái giảng pháp không gian bên trong, bọn hắn có thể nói là hiện trường chính tai nghe giảng pháp, so chư thiên vạn giới xem trực tiếp hiệu quả tốt hơn một bậc. Trong khoảng thời gian này, đối với chư thiên vạn giới người tu luyện tới nói, thật là hạnh phúc vô cùng. Thiên niên đệ nhất thánh giảng giải đạo tạng, thất sinh phù huyền thánh giảng giải thượng thừa Phật pháp, thiên nhai tử giảng tỷ kiếp tiểu tri thức, bí đao thánh quân phòng ngự chi đạo, bạch thánh trận pháp, phù văn chế tác. Thất tu thánh quân giảng giải liên quan tới luyện đan, gieo trồng linh dược, đào quáng kỹ xảo, rèn đúc pháp khí, bồi dưỡng linh thú, may đạo bào, phù văn chế tác, trận pháp bố trí, tiên chủ tri thức điểm quy nạp, đậu đậu cổ thánh yêu thánh tâm kinh, cùng hiện tại linh điệp tử cổ thánh tổ hợp pháp thuật vận dụng. Đương nhiên, ấn tượng khắc sâu nhất chỉ sợ là bá nho huyền ma nho ra đại ái giảng pháp. Nhiều như vậy giảng pháp nội dung, chỉ là hiểu rõ liền cần thời gian mấy chục năm. Đây là hạnh phúc nhất phiền não. Vũ Nhu tử giảng pháp hoàn tất, mỉm cười. Cô nương này nếu là không khiêu thoát, yên tĩnh lúc ngồi, thực chất bên trong loại kia yêu nhã liền sẽ tự nhiên mà hiển hiện. Tống Thư Hàng nghe xong bản này giảng pháp về sau,
bỗng cảm giác trong lòng tuôn ra rất nhiều to gan ý nghĩ cùng linh cảm. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, là hắn có thể đem bản này giảng pháp hiểu rõ, sau đó nếm thử tổ hợp pháp thuật, tăng cường pháp thuật uy lực. Hiện tại, hắn chỉ còn thiếu pháp thuật. Cùng Đậu Đậu giảng pháp kết thúc đồng dạng, Vũ Nhu Tử đồng dạng thu hoạch được mãi mãi tinh thần thủ hộ chúc phúc. Đồng thời, nàng đan điền, hư đan ngưng tụ, một khỏa kim đan thành hình. Thụ chúc phúc ảnh hưởng, nàng kim đan so với phổ thông ngũ phẩm tu sĩ kim đan muốn càng lớn, càng viên nhuận. Kim đan vừa thành hình lúc, liên tục không ngừng linh lực từ trong cơ thể nàng tuôn ra, đưa nàng một thân chân nguyên cấp tốc thay thế thành thuộc về linh lực. Lại nói tiếp, chính là trọng yếu nhất một bước, đối chư thiên vạn giới tu sĩ tới nói, trọng yếu nhất một cái khâu. Kim đan long văn. Vũ Nhu Tử mục tiêu cùng lúc trước Tống Thư Hàng đồng dạng, bảo bảy tranh tám. Cửu Châu nhất hào quần bên trong thành viên, mỗi một vị đều là bảy long văn phía trên kim đan, hoặc cùng cấp yêu đan. Không có bảy long văn, căn bản không có ý tứ tại Cửu Châu nhất hào quần bên trong ngốc lấy. Ta lần này độ kiếp, kinh lịch nhiều như vậy khó khăn trắc trở, long văn số lượng hẳn là sẽ không ít. Vũ Nhu Tử chờ đợi nhìn lấy chính mình kim đan. Liền xem như nàng tính cách khiêu thoát, nhưng đứng trước một khỏa kim đan định đại đạo khâu lúc, cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Một lát sau, Vũ Nhu Tử đứng dậy, đứng lên. Nàng giảng pháp trạng thái kết thúc, phía dưới muốn đến phiên Lý Âm Trúc giảng pháp. Vũ Nhu Tử, chúc mừng. Hoàng Sơn Tôn giả mỉm cười. Bắc Hà Tán Nhân vui mừng nói, từ đó về sau, người cũng là ngũ phẩm kim đan linh hoàng. Tạ ơn các vị tiền bối. Vũ Nhu Tử ngon ngọt cười. Cái kia Vũ Nhu Tử, người ngừng tụ bao nhiêu đan văn. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Tống Thư Hàng cũng tò mò nhìn về phía Vũ Nhu Tử. Ha ha, cái kia cái gì, ha ha ha, ta còn có việc, đi trước. Chúng ta hiện thế gặp ha. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Sau đó, nàng đối Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối phất phất tay, Tống tiền bối, các vị tiền bối, đến lúc đó gặp. Thân hình của nàng biến mất không thấy gì nữa. Giống như Đậu Đậu, thân hình của nàng bị chuyển rời đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới lúc đầu sẽ trước quay về Hắc Long thế giới. Nhưng bởi vì các nàng là bị cuốn vào đến Tống Thư Hàng thiên kiếp bên trong. Sở dĩ Tống Thư Hàng còn không có trước khi đi ra, Vũ Nhu Tử cùng Đậu Đậu liền bị trước đưa vào đến hạch tâm thế giới. Lúc này, Đậu Đậu đang lẳng lặng ghé vào hạch tâm thế giới trên đồng cỏ, trên lưng nó ngưng tụ một đôi long rực. Đang nghiên cứu bọn chúng tác dụng. Nhìn thấy Vũ Nhu Tử xuất hiện lúc, Đậu Đậu vui vẻ nói, nha, Vũ Nhu Tử ngươi cũng tới nữa. Nơi này là địa phương nào? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ nói. Hẳn là Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, ta từng tiến vào mấy lần. Đậu Đậu trả lời. Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu, nàng ngồi vào Đậu Đậu bên người, ôm đầu gối mà ngồi. Ngươi tâm tình không quá tốt, Đậu Đậu hiếu kỳ nói. Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu, nàng lần nữa nhìn chăm chú bản thân đan điền vị trí, ở nơi đó có một cái kim đan lập lòe tỏa sáng, vừa lớn vừa tròn, linh lực viễn siêu phổ thông tu sĩ kim đan. Nhưng là, nó phía trên không có đan văn. Một đầu đều không có. Vũ Nhu Tử tâm thật mệt mỏi. Đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất, như thế thất lạc. Đậu Đậu nghiêng đầu suy tư một lát, an ủi, có cái gì chuyện thương tâm, không bằng nói ra. Để cho ta vui a vui a. Không đúng không đúng, ý của ta là chuyện thương tâm nói ra về sau, trong lòng có thể sẽ dễ chịu một điểm. Gần nhất đối người đối quen thuộc, an ủi người cũng sẽ không nói. Vũ Nhu Tử cúi đầu ngắm nhìn Đậu Đậu, sau đó lại đem mặt vùi sâu vào cánh tay, không nói, đánh chết ta đều không nói. Đậu Đậu, cảm giác tình huống có chút nghiêm trọng a, lấy Vũ Nhu Tử tính cách cũng như này bị đả kích lớn. Muốn hay không tìm Tống Thư Hàng tư vấn một chút. Một bên khác, Tống Thư Hàng cũng tại đứng trước một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Sau đó đến phiên Tiểu Âm Trúc nhân tiền hiển thánh, giảng pháp. Nhưng là, Lý Âm Trúc vẫn còn trạng thái hôn mê, không có chút nào muốn tỉnh lại dấu hiệu. Làm sao bây giờ, nàng cái trạng thái này căn bản là không có cách hiển thánh cùng giảng pháp. Tống Thư Hàng nhìn về phía Long Lạc Tiểu trợ thủ. Ta có thể thay thế Tiểu Âm Trúc giảng pháp sao? Long Lạc Tiểu trợ thủ lắc đầu trả lời, không phải thứ gì đều có thể thay thế, tựa như ngươi không thể thay nữ nhi sinh con đồng dạng, có một số việc nhất định phải hài tử bản thân đi làm. Tống Thư Hàng. Cái này lúc, Lý Âm Trúc nhân tiền hiển thánh hình thức triển khai.
chư thiên vạn giới hắc long thế giới người, đều nhìn vị này ngàn năm đệ thập thánh. Tư thế ngủ, mơ hồ trong đó, tựa hồ còn có nước bọt từ ngàn năm đệ thập thánh khóe miệng chảy ra. Nhân tiền hiển thánh sau khi hoàn thành, tiến vào ngưng thánh ấn khâu. Thư hàng ngươi đừng vội, có lẽ chờ giảng pháp trạng thái thời điểm, tiểu âm trúc sẽ cưỡng chế tính tỉnh lại. Lệ chi tiên tử an ủi. Ngưng tụ long ấn trình tự, cùng đậu đậu, vũ nhu tử đồng dạng, đầu tiên là long dực xuất hiện, tiếp lấy long dực hóa thành long ấn. Bởi vì lý âm trúc còn tại trong ngủ mê, đạo hiệu của nàng tự động sinh ra, không có tự chủ lựa chọn cơ hội. Âm trúc cổ thánh. Ngàn năm đệ thập thánh, đồng thời là ngàn năm vị thứ hai bát phẩm tiên tử. Hết hạn trước mắt, chư thiên vạn giới từ ngàn năm nay vị trí thứ 10 huyền thánh cấp cường giả, đã sinh ra. Nhưng là, vị này âm trúc cổ thánh còn tại trạng thái ngủ say, nàng giảng pháp không có vấn đề. Hoặc là nói, công pháp của nàng tu luyện tự cùng đi ngủ có quan hệ. Tu sĩ giới cùng ma pháp giới đều có tương tự công pháp và nghề nghiệp, tỉ như tu sĩ giới tương đối nổi danh đại mộng tâm kinh cùng ma pháp giới trúc mộng pháp sư, đều là cùng giấc ngủ có liên quan nghề nghiệp. Người tu luyện tổng là ở vào lúc tỉnh lúc ngủ trạng thái. Có lẽ chờ giảng pháp thời điểm, vị này âm trúc cổ thánh liền sẽ mở to mắt, bắt đầu giảng pháp. Lại hoặc là, nàng trực tiếp lại ở trong mộng giảng pháp cũng không nhất định. Lần trước, bá nho huyền ma không phải cũng là trong mộng giảng pháp tới. Cứ như vậy, tại chư thiên vạn giới người tu luyện trong chờ mong, lý âm trúc giảng pháp khâu đến. Tống Thư Hàng nắm chặt nắm đấm. Tốt ở chỗ này là hắc long thế giới, ở chỗ này hắn long là quyền hạn có thể sử dụng. Coi như không cách nào can thiệp lý âm trúc giảng pháp quá trình, nhưng ít ra có thể cam đoan giảng pháp sau khi thất bại, lý âm trúc không có sinh mệnh nguy cơ. Giảng pháp đã đến giờ. Chư thiên vạn giới người tu luyện, ngẩng đầu vọng thiên, có người móc ra bản bút ký, chuẩn bị ghi chép tiếp xuống thánh giả giảng pháp. Lý âm trúc thân thể, khẽ chấn động một chút. Màu bạc lông mi có chút chớp động. Tỉnh, muốn tỉnh, Tống Thư Hàng vui vẻ nói, trong tay hắn cái thứ hai quyển trục đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Lý Âm Trúc vừa tỉnh dậy, liền để nàng trước hoàn thành giảng pháp. Lý Âm Trúc mở mắt, đồng dạng là xinh đẹp con ngươi màu bạc, sáng lóng lánh. Nàng mơ mơ màng màng nhìn về phía bốn phía, cuối cùng thấy được Tống Thư Hàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức lộ ra một cái sán lạn vô cùng thiếu dung, A Tống. Sau đó, thân thể của nàng lăn trên mặt đất động. Lăn 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 một mực lăn đến Tống Thư Hàng trước mặt. Nhưng bởi vì nàng đang giảng pháp trạng thái, chư thiên vạn giới người tu luyện chỉ có thể nhìn thấy Lý Âm Trúc, Tống Thư Hàng góc độ bị che đậy. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy Lý Âm Trúc nãi thanh nãi khí kêu một tiếng A Tống, sau đó đẩy màn hình lăn lộn. Lăn đến một vị trí về sau, nàng ngừng lại. Chư thiên vạn giới người tu luyện trước một mặt mộng bức. Sau đó cảm giác, manh, Âm Trúc, mau dậy đi, đến phiên ngươi giảng pháp. Tống Thư Hàng đem quyển sách thứ hai đưa lên, giao cho Lý Âm Trúc, nhanh giảng pháp. Nhưng Lý Âm Trúc màu bạc trắng con mắt, chẳng biết lúc nào đã lại một lần nữa nhắm lại. Nàng kháo trên người Tống Thư Hàng, lại một lần nữa sa vào đến ngủ đông hình thức. Gọi thế nào đều không thể tỉnh lại. Đừng nói nhẹ giọng kêu lên, trước đó liền cửu phẩm thiên kiếp tiếng oanh minh, đều không thể đánh thức nàng. Nàng ngủ đông trạng thái cực kỳ cổ quái. Không biết thân thể của nàng, đang phát sinh biến hóa gì. Tống Thư Hàng tay đè trên người Lý Âm Trúc, thật nhanh thi triển hai phát dưỡng đao thuật. Một chiêu này đối bạch tiền bối phân thân đều hữu hiệu, không biết có thể hay không đem Lý Âm Trúc tỉnh lại. Liên tiếp số phát dưỡng đao thuật xuống dưới, Lý Âm Trúc ngược lại ngủ càng thơm. Tống Thư Hàng, huyền thánh giảng pháp thời gian, cứ như vậy kết thúc. Chư thiên vạn giới cùng hắc long thế giới người tu luyện, liền nhìn Lý Âm Trúc ngủ một cái giảng pháp thời gian. Tâm tính đều muốn nổ tung. Nhưng lại cảm giác, manh. Giảng pháp thời gian vừa kết thúc, mặc kệ giảng như thế nào, giảng chính là thất bại hay là thành công, Lý Âm Trúc thiên kiếp quá trình xem như đi đến. Trong cơ thể nàng hư đan đồng dạng bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một khỏa kim đan. Mà liền tại kim đan thành hình sát na. Từ trên thân Lý Âm Trúc có đại lượng hàn ý phun ra đến, quyển ở trên người nàng, đưa nàng thân hình băng phong. Bởi vì nàng từ đầu tới đuôi đều không có giảng pháp, chẳng khác gì là giảng pháp thất bại, không cách nào thu hoạch quá nhiều công đức, hắc long thế giới cũng vô pháp đem chúc phúc gia trì cho nàng. Đón lấy đến không có tâm ma kiếp giáng lâm a,
Tống Thư Hàng có chút lo lắng hỏi. Long Lạc tiểu trợ thủ lắc đầu. Vậy sẽ có cái khác phiền phức sao? Tỷ như xử phạt loại hình. Tống Thư Hàng hỏi. Long Lạc tiểu trợ thủ nhẹ gật đầu, sẽ có một số phương diện tinh thần trùng kích, nhưng là thông qua Long Lạc quyền hạn có thể chậm lại, trì hoãn tinh thần trùng kích, cũng sửa chữa tinh thần trùng kích số liệu. Có quyền hạn, liền có thể muốn làm gì thì làm. Vậy là tốt rồi, trước đem Lý Âm Trúc chuyển rời đến ta hạch tâm thế giới. Tận lực trì hoãn nàng tinh thần trùng kích thời gian, hết thảy chờ ta kết thúc giảng pháp sau lại nói. Nếu như chờ không kịp, liền đem tinh thần của nàng trùng kích yếu bớt đến nhỏ nhất. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, nói khẽ. Long Lạc tiểu trợ thủ gật đầu, xác định mệnh lệnh, cũng chấp hành. Sau đó, đến phiên hắn hiển thánh. Chư thiên vạn giới đạo hữu, một tháng không thấy, đại gia thân thể có khỏe không? Tống Thư Hàng chậm rãi đứng lên, mặt mỉm cười. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Hắn cái này đều hồi ba lên tivi, đã sớm chín mọng. Đầu tiên, tại hiển thánh, giảng pháp thời điểm, muốn vì bản thân tạo thế. Một bắt đầu liền hâu ở toàn trường, đến lúc đó giảng pháp hiệu quả liền sẽ tốt nhất hóa. Liên quan tới như thế nào tạo thế, Tống Thư Hàng đặc biệt có kinh nghiệm. Bộ bộ sinh liên nhập trận, thiệt sán liên hoa, công đức xà mỹ nhân hộ thể, 36 con thánh viên tay nâng kinh thư, vĩnh bất hãm lạc thánh thành sáng mù mắt người. Tống Thư Hàng lúc đầu muốn làm như vậy. Nhưng là không đợi hắn bắt đầu trang bức, nhân tiền hiển thánh trạng thái liền mở ra, căn bản không cho hắn trang bức thời gian. Tống Thư Hàng. Chư thiên vạn giới hiển thánh hình ảnh bên trong, Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng, giơ trong tay một gốc khô héo hành mầm. Sau lưng hắn, 28 vị cửu châu nhất hào quần tiền bối nguyên thần, chia 4 sắp xếp phù hiện ở phía sau hắn. Chư thiên vạn giới người tu luyện, lập tức vừa nóng náo loạn lên. Đây là muốn cùng một chỗ hiển thánh. Bọn hắn còn tưởng rằng Tống Thư Hàng cùng 28 vị cửu châu nhất hào quần thành viên, sẽ tách đi ra, từng cái hiển thánh. Không nghĩ tới đây là đóng gói buộc chặt, cùng xuất trận. Chẳng lẽ đó cũng không phải 29 người, mà là vị này nghi là bá Tống Ba Ba, ca ca nam nhân, tu luyện có đặc thù pháp thuật, có thể tại sau lưng hóa ra 28 cái nguyên thần hình chiếu tăng cường chiến lực. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng long ấn bắt đầu ngưng tụ. Bởi vì hắn có được Long Lạc ID, Long Ấn ngưng tụ thời điểm, trực tiếp lấy hắn ID là Hào. Bá Long Cổ Thánh, tiếng Trung cùng Hắc Long thế giới ngôn ngữ song văn tự kết cấu Long Ấn ngưng tụ thành hình. Quả nhiên, không có sai. Đây nhất định là bá Tống Huyền Thánh ca ca hoặc là ba ba, thậm chí có thể là gia gia, loại này lấy tên phong cách, xem xét chính là người một nhà. Cũng có thể là nhi tử, dù sao Huyền Thánh tuổi tác đều rất lớn. Nói không chừng nhi tử càng ưa thích trung niên bộ dáng cách ăn mặc. Bá thị gia tộc sao? Tu hành giới có như thế một cái gia tộc. Chẳng biết tại sao, con mắt của ta tổng là không tự chủ được liếc về phía bá Long Cổ Thánh hai mắt, tổng là sợ hắn trong ánh mắt cũng đột nhiên hiển hiện quỷ dị quang mang. Bá Long. Tương tự thanh âm, đều thông qua Long Lạc phản hồi đến Tống Thư Hàng trước mắt. Tống Thư Hàng. Quả nhiên, mở màn không có tới kịp trang một đợt. Liền không chấn được tràng diện. Tống Thư Hàng lặng lẽ mở ra tấm thứ hai quyển trục bằng gia thú, đã như vậy, liền từ giờ trở đi, chấn nhiếp toàn trường đi. Đang giảng pháp trước, ta muốn hỏi một chút đại gia. Bá Long Cổ Thánh ôn nhu nói, chư thiên vạn giới đạo hữu, các người muốn nghe loại kia kiểu dáng giảng pháp. Phật hệ, đạo môn, nho gia, ma tông, yêu tu hệ, thú vương hệ, hoặc là nói, các người muốn nghe hải tộc biên giảng pháp. Vô luận các ngươi muốn nghe hệ nào giảng pháp, ta đều có thể thỏa mãn các ngươi. Lời nói ở giữa, một loại học thức uyên bác hào khí đập vào mặt. Hẳn là, bá Long Cổ Thánh tinh thông Phật, Đạo, Nho, Ma, Yêu, Thú, Hải bảy series tu hành lý luận. Trên thế giới này có như thế học thức uyên bác tồn tại. Bảy loại hệ thống bên trong, tùy ý tuyển một loại giảng pháp. Nói cách khác, bá Long Cổ Thánh tự nhận là bảy loại lý luận đều đạt tới huyền thánh cấp bậc. Bảy loại hệ thống tu luyện, tất cả đều nghiên cứu mấy lần, bá Long Cổ Thánh không sợ tẩu hỏa nhập ma. Có rất nhiều thể hệ tri thức, đều là tương xung a. Đặc biệt là huyền thánh cấp bậc tu luyện công pháp, dù là chỉ là nghiên cứu, đều có thể sẽ dẫn đến tự thân tẩu hỏa nhập ma a. Bảy tuyển một, nho gia giảng pháp khẳng định phải đi trước rơi. Cùng là bá thị gia tộc một viên, bá Long Cổ Thánh giảng pháp,
vạn nhất lại mở miệng giảng trị hiếu tình thương của mẹ thiên, chúng ta không chịu đựng nổi. Phật tông giảng pháp cũng có thể trước hoãn một chút, lần trước thất sinh phù huyền thánh vừa nói qua thượng thừa Phật pháp. Cái kia yêu tộc giảng pháp cũng phải không để ý đến, đậu đậu cổ thánh vừa nói yêu thánh tâm kinh đây. Tóm lại mặc kệ các người muốn cái gì, chúng ta nhất định phải nghe Phật pháp. Chúng ta muốn đạo môn giảng pháp. Tương tự một chút bối rối âm, chư thiên vạn giới thảo luận tranh luận âm thanh, đồng dạng thông qua long lạc, phản hồi đến Tống Thư Hàng trước mắt. Tống Thư Hàng khóe miệng có chút dương lên, muốn chính là cái này hiệu quả. Một lát sau, gia thú giảng pháp bản thảo tự động chọn lựa ra thích hợp nhất Tống Thư Hàng hiện tại giảng pháp bài viết ma tông giảng pháp kích phát phẫn nộ, hàng phục phẫn nộ, khống chế phẫn nộ. Ma tông am hiểu tại sử dụng cảm xúc lực lượng, mà bản này giảng pháp, mặc dù là ma tông đường đi, lại thích hợp với chư thiên vạn giới từng cái hệ thống tu luyện. Đây cũng là một thiên chất lượng tốt giảng pháp tiêu chuẩn. Nhân tiền hiển thánh huyền thánh giảng pháp, đối mặt không phải một cái hệ thống tu luyện, mà là cả cái chư thiên vạn giới, tuyệt đối loại hệ thống tu luyện. Sở dĩ, giảng nội dung muốn thích ứng tại chư thiên vạn giới, tận khả năng để tất cả nghe đạo người đều có thu hoạch, mới có thể thu được càng lớn công đức chi lực phản hồi. Giảng pháp nội dung xác định, Tống Thư Hàng bắt đầu có tiết tấu giảng thuật. Theo hắn giảng pháp lúc mới bắt đầu, hắn cảm ứng được bản thân phì kình kim đan rốt cục cùng hắn sinh ra mãnh liệt cộng minh cùng biến hóa. Phì kình kim đan bên trên, có lần lượt từng bóng người, hiển hiện. Những thứ này hư ảnh, nhìn qua rất mơ hồ, không nhận ra là ai tới. Nhưng Tống Thư Hằng biết, đây là Cửu Châu nhất hào quần tiền bối. Là hắn tu luyện kiếp sống bên trong, trọng yếu nhất một đám người. Theo phì kình kim đan trên hư ảnh số lượng không ngừng, phì kình đỉnh đầu, bắt đầu có linh tuyền phun ra ngoài. Cái kia dâng trào đi ra linh tuyền, bắt đầu hóa thành linh hồ. Giảng pháp bên trong Tống Thư Hàng hơi sững sờ. Không đúng, quá trình này không đúng. Kim đan hóa linh hồ, không phải cả viên kim đan hòa tan ra sao? Mà lại, kim đan cấu đồ không hoàn thành, vẽ rồng điểm mắt cũng không có điểm lên A. Từ kình đan đỉnh đầu liên tục không ngừng tuôn ra linh tuyền. Rất nhanh tại Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong diễn hóa xuất linh hồ tới. Linh tuyền càng khuếch trương càng lớn, càng khuếch trương càng sâu. Không có kim đan cấu đồ, cũng không có vẽ rồng điểm mắt. Quả nhiên cùng ta bản mệnh kim đan là biến dị thể có quan hệ sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là, không có kim đan cấu đồ, không có vẽ rồng điểm mắt. Hắn bản mệnh kim đan vẫn dừng lại tại ban sơ thực kim đan cảnh giới. Không có kinh lịch tử kim đan cùng lưu ly kim đan hai cái giai đoạn. Không có kết cấu, đến lúc đó hóa đi ra linh hồ liền không có hổ hồn, không cách nào ôn dưỡng bản mệnh thần binh. Càng quan trọng hơn là, không có hổ hồn, hắn đến lúc đó làm sao tấn thăng thất phẩm tôn giả. Thất phẩm tôn giả Nguyên Anh, thai nghén quá trình cùng hổ hồn mật thiết tương quan, thiếu đi hổ hồn, Nguyên Anh muốn làm sao đi ra. Tống Thư Hàng cảm giác đầu đau quá. Xem ra, chờ giảng pháp sau khi kết thúc, phải đi hỏi một chút bạch tiền bối. Nhớ kỹ bạch tiền bối nhắc qua, chính hắn năm đó chính là Không Long Văn Kim Đan. Về sau hắn là thế nào tấn cấp? Huyền Thánh giảng pháp vẫn còn tiếp tục. Có giảng pháp bản thảo tại, Tống Thư Hàng lần này giảng pháp không tiếp tục thoát cảo. Cả bản giảng pháp bản thảo khối lượng quá cứng, lợi dụng cảm xúc lực lượng lệnh tự thân tiến vào bộc phát trạng thái ma tông đường đi. Cũng thích hợp với chư thiên vạn giới cùng hắc long thế giới. Chư thiên vạn giới người tu luyện nghe say sưa ngon lành. Giảng pháp tiến vào khâu cuối cùng. Chư thiên vạn giới người tu luyện, rốt cục thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra vị này bá long cùng bá tống huyền thánh khác biệt, không có giảng pháp nửa đường đổi bản thảo yêu thích. Theo giảng pháp quá trình kết thúc công việc, Tống Thư Hàng thể nội bản mệnh kình đan cũng chậm rãi đình chỉ phun nước động tác. Tại bản mệnh đan điền bên trong, một cái siêu quy cách to lớn linh hồ đã thành hình, đồng dạng là 9 tầng chiều sâu, cùng bản mệnh kình đan trên cửu long văn đem đối ứng. Đồng thời, tại bản mệnh linh hồ hình thành thời điểm, 7 cái tiểu đan điền bên trong tiểu linh hồ linh lực, liên tục không ngừng hướng bản mệnh đan điền vào tới. Phảng phất như là giang hồ chi thủy vào biển, tiểu linh hồ bên trong nước hồ tuôn hướng bản mệnh linh hồ, tiếp tục đưa nó chống đỡ lớn hơn. Tống Thư Hàng bản mệnh kình đan bên trên, 9 đạo long văn từng cái sáng lên. Mỗi một đạo long văn, đều tại Tống Thư Hàng bên người hiện ra hình chiếu. Thứ nhất long văn là công đức xà mỹ nhân thánh ấn.
đồng thời thánh ấn phía dưới tựa hồ lại nhiều ma ấn cùng long ấn hư ảnh. Thứ hai Long Văn bưng lấy Nho Gia Kinh Văn Thánh Viên. Thứ ba Long Văn Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành. Thứ tư Long Văn Trung Yên Thánh Kiếm. Thứ năm Long Văn Cửu Tu Phượng Hoàng Đao. Theo một đạo lại một đạo Long Văn hình chiếu sinh ra, chư thiên vạn giới người tu luyện cảm giác từng đợt nhìn quen mắt. Những thứ này hình chiếu là cái gì? Là Long Văn sao? Long Văn bên trong có phải hay không mơ hồ còn bao hàm một số hình ảnh? Ta thấy được công đức nữ đế hư ảnh. Công đức nữ đế không phải bá tống huyền thánh công đức chi quang cụ hiện hóa sao? Ta thấy được hoa lệ thánh thành, cái này thánh thành tựa hồ là thực tiên yến bên trên, bá tống huyền thánh đăng tràng lúc hiển hiện qua pháp khí. Cái kia thánh viên ta cũng có ấn tượng, trước đó đậu đậu cổ thánh hiển thánh thời điểm, đằng sau thì có như thế một đám hầu tử. Hầu tử trong tay có phải hay không còn bưng lấy kinh văn? Đều là một số làm cho người nhìn quen mắt đồ vật. Mà lúc này, Tống Thư Hàng thứ sáu Long Văn hình chiếu hiển hiện. Một đầu lóe ra quỷ dị quang mang con mắt xuất hiện. Chư thiên vạn giới người tu luyện lập tức liền vỡ tổ. Nho ra thánh nhân chi nhãn. Bá Tống. Trung kế, bá Long cổ thánh chính là bá Tống huyền thánh, hắn lại một lần hiển thánh. Mau bỏ đi lui, nhanh để cho ta xuống xe. Không còn kịp rồi, mắt sáng lên, muốn mang thai. Gian trá bá Tống huyền thánh, lại nhưng thay mã giáp. Lần sau chỉ cần thấy được nghi là bá Tống huyền thánh người giảng pháp, chúng ta lập tức liền đoạn đi nghe pháp trạng thái, tuyệt đối không thể cho hắn thừa dịp cơ hội. Nhìn thấy chư thiên vạn giới những người tu luyện phản hồi tới được tiếng lòng lúc, Tống Thư Hàng tâm thật hoảng nếu như ngày nào đó, hắn chân chính tấn thăng huyền thánh, nhân tiền hiển thánh giảng pháp lúc, chư thiên vạn giới người tu luyện trước tiên đóng lại tiếp thu trực tiếp. Không ai nghe pháp làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không trở thành cái thứ nhất bởi vì không người xem, giảng pháp thất bại, sau đó bị tâm ma kiếp quấn lên huyền thánh. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, chư thiên vạn giới đám người trước mắt đột nhiên xuất hiện ảo giác. Tất cả mọi người phát hiện mình xuất hiện tại tầng mây bên trong dạo bước, ở tại bọn hắn trước người, có một vị thân hình cao lớn lão giả chậm rãi đi, bước trên mây mà đi. Đi tới. Đột nhiên lão giả kia xoay đầu lại, ta đột nhiên đang nghĩ, nữ tử mang thai thời điểm, sẽ có song bào thai khả năng. Nhưng mang thai ngưng thị, lại chỉ có thể để cho người ta thể nghiệm đơn thai mang thai, không cách nào thể nghiệm song bào thai gian khổ. Chư thiên vạn giới người tu luyện. Lão nhân gia, ngài tới giờ uống thuốc rồi à? Sở dĩ, ta vừa rồi tại nếm thử dùng hai con mắt đồng thời phát xạ tình thương của mẹ ngưng thị, tựa như dạng này. Ta cho hắn lấy cái tên mới gọi xong bào thai ngưng thị. Lão giả hai mắt đồng thời hiện lên quỷ dị quang mang. Cái này, chư thiên vạn giới tất cả mọi người minh bạch thân phận của lão giả này. Thánh nhân, không muốn a. Chư thiên vạn giới đám người hoảng sợ kêu to, sau đó từ trong ảo giác thanh tỉnh lại. Đám người thật nhanh đưa tay sờ về phía bụng của mình. Là ảo giác, cũng không có thật sự mang thai. Nhưng là vừa rồi ảo giác tốt chân thực. Quá rất thật, hồi tưởng lại còn cả người toát mồ hôi lạnh. Mà tại mọi người lâm vào trong ảo giác thời điểm, Tống Thư Hàng thứ 7, 8, Cửu Long Văn hình chiếu đã toàn bộ hiển hiện. Một đóa trong suốt hoa sen. Một đầu mập mạp cá voi. Còn có một đạo hư ảo thân ảnh. Hoa sen cùng cá voi cũng không có cái gì tốt nhìn. Chư thiên vạn giới người tu luyện, đem ánh mắt đặt ở đạo thứ 9 Long Văn hư ảo thân ảnh phía trên. Sau đó, mỗi người tại cái này hư ảo thân ảnh bên trên, thấy được chân chính bản thân. Tất cả mọi người trầm mê ở cái này chân ngã bên trong, thật lâu không âm thanh. Loại này nhìn thẳng chân ngã cơ hội, không thua gì một lần đại cơ duyên. Đây là bá Tống huyền thánh mồi nhử sao, lớn như vậy một cái cơ duyên xuống tới. Coi như biết nghe hắn giảng pháp có mang thai nguy cơ, nhưng lần sau nói không chừng ta vẫn là mở xem đi. Chư thiên vạn giới phản hồi âm thanh. Lần nữa truyền đạt đến Tống Thư Hàng trước mặt. Liền xem như song bào thai, cũng nhận a. Chỉ cần không phải ba bào, bốn bào cái gì, đều có thể nhận a. Thật xin lỗi, thánh nhân hắn không chỉ có con mắt thứ ba, còn trời sinh trùng đồng. Sẽ không có lần sau đi. Bá Tống huyền thánh đã lên ba lần huyền thánh giảng pháp, nếu như lại đến lần thứ tư cũng quá nghịch thiên. Thật xin lỗi, chỉ ít ta khẳng định sẽ còn lại đến một lần. Giảng pháp trạng thái cuối cùng kết thúc. Tống Thư Hàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Nói tóm lại, lần này giảng pháp, coi như thuận lợi, không sai lầm. Cái này lúc, Long Lạc tiểu trợ thủ nhắc nhở nói, tiếp nhận Long Lạc chúc phúc, thu hoạch được mãi mãi tinh thần thủ hộ chúc phúc, bát phẩm phía dưới tinh thần công kích miễn dịch. Tống Thư Hằng cảm giác mình nguyên thần bị kèm theo tầng một chúc phúc. Đồng thời, sau lưng hắn, tất cả Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối, cùng trong tay hắn thông nương, đồng dạng nhận được cái này chúc phúc gia trì, chúc phúc quang mang bao phủ cả cái giảng pháp thế giới. Bát phẩm phía dưới tinh thần công kích miễn dịch, sẽ có hay không có điểm gân gà. Dưới tình huống bình thường, thông qua giảng pháp sau thành viên, bản thân đều đã là bát phẩm cảnh giới, không cần cái này chúc phúc, liền có thể tiếp nhận thất phẩm tinh thần công kích a. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Loại trình độ này gia trì, đã là trước mắt Long Lạc mức cực hạn. Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời, bất quá, chờ Hắc Long thế giới lực lượng khôi phục một số về sau, có lẽ có thể làm cho cái này chúc phúc cao hơn tầng 1. Hắc Long thế giới Long Lạc chi lực, bởi vì ma đế nguyên nhân, ngàn vạn năm đến một mực ở vào suy yếu trạng thái. Hiện tại càng là liền Long Lạc ý chí côn na nữ sĩ đều xa vào đến ngủ say bên trong. Nói cách khác, gần đây bên trong là không đùa. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, lực chú ý lại lần nữa vùi đầu vào bản thân bản mệnh đan điền bên trong. Ở nơi đó, bản mệnh linh hồ càng khuếch trương càng lớn. Từ điểm đó mà nói, Tống Thư Hàng đã triệt để tiến vào lục phẩm chân quân cảnh giới. Nhưng hắn phì kình kim đan cũng không có biến mất, hắn tại linh hồ bên trong chìm nổi. Trên đó, chín đạo long văn lập lòe tỏa sáng, tựa hồ muốn diễn hóa một số biến hóa. Kim đan không tan ra, còn nhảy nhót tưng bừng. Từ hướng này mà nói, Tống Thư Hàng lại không biết bản thân còn tính hay không kim đan cảnh giới. Tức là kim đan, lại là chân quân. Cái này lúc, bản mệnh kình đan phảng phất tích xúc đầy đủ lực lượng, bắt đầu biến hóa mới. Trên kình đan, nguyên bản thêm ra mấy đạo hư ảo thân ảnh, bắt đầu biến rõ ràng. Sau đó từ chín đạo long văn bên trên, có mảng lớn tinh quang vẩy xuống. Chín long văn không có tan vì kim đan cấu đồ thuốc màu. Có thể là bởi vì những thứ này long văn, bản thân tự cùng bình thường long văn khác biệt nguyên nhân. Dù sao bọn chúng, là bạch tiền bối về sau bổ sung. Từ long văn trên vẩy xuống tinh quang, phô trương ra, tại Tống Thư Hàng phì kình kim đan trên ngưng tụ ra một đầu tinh lộ. Những cái kia hư ảo thân ảnh, liền đứng ở tinh lộ phía trên. Tinh lộ không ngừng kéo dài, phảng phất không có cuối cùng. Đứng ở tinh lộ phía trước bóng người thứ nhất, ngưng tụ thành hình là Vũ Nhu Tử. Nàng là Cửu Châu nhất hào quần bên trong, cái thứ nhất cùng Tống Thư Hàng chính thức tiếp xúc thành viên, mặt khác cũng chính là bởi vì mã số của nàng cùng Tống Thư Hàng kém một chữ số chữ, mới đưa đến Hoàng Sơn tiền bối thêm sai rồi người. Sau đó xuất hiện, là Hoàng Sơn tôn giả, là hắn đem Tống Thư Hàng gia nhập vào Cửu Châu nhất hào quần, cho Tống Thư Hàng bắt đầu thời cơ. Lại nói tiếp, là Dược Sư, Giang Tử Yên, Bắc Hà Tán Nhân, Thông Huyền Đại Sư. Tất cả đều là bây giờ Cửu Châu nhất hào quần thành viên. Tống Thư Hàng phát hiện, những thứ này các tiền bối xuất hiện trình tự, tựa hồ là lấy hắn chính thức tiếp xúc những thứ này tiền bối làm thứ tự tiến hành sắp xếp. Nhưng là, Tô Thị A Thập Lục lại không ở. Nếu như án lấy trình tự tới, hắn tiếp xúc đến Tô Thị A Thập Lục thời gian, hẳn là ở vào Vũ Nhu Tử cùng Dược Sư tiền bối ở giữa, hoặc là xếp tại Dược Sư cùng Giang Tử Yên sư tỷ về sau mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì A Thập Lục còn không có thêm ta kim đan mã kiêu A. Tống Thư Hàng cau mày suy tư. Lần lượt từng bóng người xuất hiện. Thất Sinh Phù phủ chủ, Tô Thị A Thất, Đậu Đậu. Bạch Hạc chân quân. A, Bạch Tiền Bối đâu, Đậu Đậu về sau, hẳn là xuất hiện là Bạch Tiền Bối mới đúng. Nhưng bây giờ, Bạch Hạc chân quân thay thế Bạch Tiền Bối, xuất hiện tại Đậu Đậu về sau. Chẳng lẽ ta đoán sai? Sắp xếp trình tự không phải bằng vào ta tiếp xúc tiền bối làm thứ tự tiến hành. Nếu như nói A Thập Lục không xuất hiện, là bởi vì nàng còn không thêm bản thân kim đan mã kiêu A nguyên nhân. Cái kia Bạch tiền bối không xuất hiện là chuyện gì xảy ra? Bạch tiền bối thế nhưng là đã tăng thêm bạn tốt mình, vẫn là sớm nhất thêm bạn tốt mình một nhóm kia. Thất Sinh Phù tiền bối, Thất Thu Thánh Quân, Lục Tu Tiên Tử, Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân mấy vị Cửu Châu nhất hào quần tiền bối. Mặc dù không có gia nhập lần này nguyên thần độ kiếp hình thức, nhưng mấy vị này tại tối Việt cư sĩ thêm bạn tốt mình về sau, đều lần lượt thêm hảo hữu. Bọn hắn giống như cư sĩ, bởi vì thêm hảo hữu đã muộn, không đuổi kịp lần này tập thể hiển thánh thời cơ.
Thế gian vạn vật đều có quy luật của mình, nhưng có đôi khi cái này quy luật có thể hay không chỉnh tề một điểm. Tống Thư Hằng cảm giác mình não nhân đau nhức. Nếu là cái này lúc, có thể đối với mình phì kình kim đan đến một phát xem xét bí pháp liền tốt, liền có thể đưa nó tin tức đều giám định ra đến, tỉnh lãng phí tế bào não. Theo tinh lộ một chút xíu trải rộng ra, càng nhiều cửu châu nhất hào quần thành viên, xuất hiện tại Tống Thư Hằng tinh lộ phía trên. Tuyết Lang động chủ, Cổ Hồ Quan chân quân, đại khái bên trên, đều theo Tống Thư Hằng cùng bọn hắn chính thức tiếp xúc thời gian đến sắp xếp. Vậy kế tiếp, ấn thời gian đến suy tính, hẳn là Tiểu Hòa Thượng Quả Quả lúc đi ra a. Tiểu Quả Quả cùng Tam Nhật Sư Huynh sẽ xuất hiện sao? Tống Thư Hằng trong lòng hơi động. Bởi vì Tiểu Hòa Thượng Quả Quả cùng Tam Nhật Sư Huynh, cũng không có thêm hắn hảo hữu. Như vậy, xác minh bản thân đoán thời điểm đến xuất hiện tại bản thân Kim Đan trên tinh lộ thành viên, đến cùng muốn hay không trước thêm bản thân hảo hữu. Đốt Thiên Nhai Vân Du tự Tam Nhật thêm ngươi làm hảo hữu, đưa về đến Sư Huynh liệt biểu. Đốt Thiên Nhai Vân Du tự Tiểu Quả Quả thêm ngươi làm hảo hữu, đưa về đến Sư Đệ liệt biểu. Đốt Thi Tăng thêm ngươi làm hảo hữu, đưa về đến Sư Muội liệt biểu. Đốt Trúc Tăng thêm ngươi làm hảo hữu, đưa về đến Sư Muội liệt biểu. Đột nhiên, một hơi bốn cái hảo hữu tin tức bắn ra. Tống Thư Hằng, Tam Nhật Sư Huynh mặc dù không gia nhập vào Cửu Châu Nhất Hào Quần, nhưng là hắn có đôi khi phụ trách đổ bộ Thông Huyền Đại Sư tài khoản, tuyên bố một số tin tức. Xem ra, hẳn là hắn đúng lúc thấy được mã QA, đồng thời ba tên tiểu gia hỏa cũng vừa đúng tại hắn bên cạnh, liền tăng thêm bạn tốt mình. Các ngươi muốn hay không trùng hợp như vậy? Cứ như vậy, hắn liền không cách nào xác minh chính mình suy đoán. Một lát sau, Tam Nhật Sư Huynh cùng Quả Quả thân ảnh, xuất hiện tại tinh lộ bên trên, xếp thành một đường. Tiếp theo, là Thông Nương, thân hình của nàng toát ra, liền một cái dễ hành mầm, kém chút liền bị Tống Thư Hằng xem nhẹ. Mà tại Thông Nương bên người, đứng đấy một vị nữ ni chỉ có cái bóng lưng, nàng xoay người ngồi xổm ở Thông Nương bên cạnh, thấy không rõ diện mạo. Là nàng, Tống Thư Hằng đã khôi phục không ít thần bí đảo trên ký ức. Bộ phận này ký ức, là tại chính hắn đồng ý điều kiện tiên quyết, bị phong ấn, sở dĩ điều kiện không có đạt thành thời điểm, ký ức sẽ không tự động giải khai. Đương nhiên, nếu như hắn thật sự hiếu kỳ, bây giờ tìm Bạch Tiền Bối hoặc Bạch Tiền Bối, thậm chí dứt khoát sử dụng Long Lạc quyền hạn lời nói, hẳn là cũng có thể đem trí nhớ của mình phong ấn giải tỏa. Nữ ni này, hẳn là hắn tại thần bí đảo trên gặp gỡ cái vị kia. Vận mệnh của nàng cùng Thông Nương vận mệnh chăm chú liên hệ với nhau, cùng Thông Nương cùng lúc xuất hiện tại Tống Thư Hằng Kim Đan tinh lộ bên trên. Nàng hẳn không có thêm mình làm hảo hữu, nhưng là, Thông Nương thêm, nàng và Thông Nương quan hệ cực kỳ phức tạp, có lẽ Thông Nương thêm chẳng khác nào nàng thêm. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Trong lúc đang suy tư, đồng quái tiên sư thân ảnh hiển hiện. Đồng quái tiền bối thân hình tương đối đặc thù. Hắn xuất hiện tại Tống Thư Hằng Kim Đan tinh lộ bên trên thân ảnh, không ngừng biến hóa, cuối cùng trở thành Tống Thư Hằng cuối cùng nhìn thấy hình dạng của hắn, ngay tại lúc này nguyên thần hình thái, người mặc đỏ thấm quần trang, trên mặt nguyên thần pháp khí mặt nạ. Đồng quái tiền bối về sau, liền đến phiên Ngư Kiều Kiều ra sân. Tống Thư Hằng trong lòng nói. Lần này, thật là xác minh suy đoán thời điểm. Ngư Kiều Kiều đồng dạng không có thêm hảo hữu. Nàng bây giờ còn đang ở Long tộc cấm địa khổ tu, cơ bản không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, liền lưới đều không thể bên trên. Trong thời gian ngắn, nàng khẳng định không cách nào thêm bạn tốt mình. Mà nàng, là mình tu hành quá trình bên trong rất mấu chốt một vị đạo hữu. Hiện tại liền nhìn Ngư Kiều Kiều thân ảnh, có thể hay không xuất hiện tại trên tinh lộ. Ngư Kiều Kiều thân ảnh, xuất hiện. Nửa cá nửa người Ngư Kiều Kiều, lấy siêu manh hình thái. Xuất hiện tại Tống Thư Hằng Kim Đan tinh lộ bên trên. Chỉ là so sánh cái khác đạo hữu, Ngư Kiều Kiều thân ảnh muốn mơ hồ một số. Ước chừng tựa như là video siêu thanh cùng tiêu thanh chênh lệch. Nói cách khác, coi như không có thêm mã QA Kim Đan hảo hữu, nhưng chỉ cần cùng ta quan hệ mật thiết, cũng sẽ xuất hiện tại ta trên tinh lộ. Cái kia thập lục cùng Bạch Tiền Bối đến cùng chuyện gì xảy ra? Tế bào não từng đám bỏ mình. Kế Ngư Kiều Kiều về sau, Giao Bá chân quân, Diệt Phượng công tử, Cuồng Đao Tam Lãng, Lệ Chi tiên tử, Tạo Hóa Pháp Vương, Cổ Hồ Quan chân quân, Đông Phương Lục tiên tử. Quần bên trong tiền bối, một cái tiếp một cái hiển hiện.
Cái này một nhóm đều là bị lúc ấy Bạch Tiền Bối duy nhất một lần mưa sao băng đưa đến Sở Gia Đoạn Tiên Đài quần thành viên. Thậm chí, liền Vũ Nhu Tử ba ba linh điệp tôn giả, cũng xuất hiện tại Tống Thư Hàng Kim Đan tinh lộ phía trên. Linh điệp tôn giả Pixel thì càng thấp, nếu nói Ngư Kiều Kiều Pixel là Tiêu Thanh, cái kia linh điệp tôn giả Pixel chính là trôi chảy trình độ, Pixel đều có chút khét. Như thế đến xem, thêm hảo hữu chủ yếu nhất công năng, là tăng lên Pixel rõ ràng độ. Đúng rồi, miệng đồn cư sĩ có ở đó hay không? Tống Thư Hàng đánh giá Kim Đan trên tinh lộ một hơi xuất hiện thành viên, nhớ kỹ miệng đồn cư sĩ lúc ấy là cùng Cuồng Đao Tam Lãng Tiền Bối cùng lúc xuất hiện tại Đoạn Tiên Đài. Tống Thư Hàng tìm được trước Cuồng Đao Tam Lãng, sau đó tại Tam Lãng bên cạnh quả nhiên tìm được một vị rõ ràng rất xuất khí nhưng chính là rất dễ dàng bị người xem nhẹ đi qua tu sĩ. Vị này hẳn là miệng đồn cư sĩ, sẽ không sai. Tống Thư Hàng trong lòng xác định. Tinh lộ lan tràn. Tiểu Âm Trúc, Thi, Trúc, Sở Các Chủ, Quy Thiền Bối, Bắc Phương Đại Đế, Cật Qua Thánh Quân tất cả đều từng cái hiển hiện. Tống Thư Hàng trong trí nhớ tiếp xúc với hắn qua thuộc về phe bạn trận doanh đạo hữu, trên cơ bản đều xuất hiện tại trên tinh lộ. Tại Sở Các Chủ bên người, có một tôn giấu ở trong bóng tối thân ảnh, nếu như không phải Tống Thư Hàng quan sát cẩn thận lời nói, cũng rất dễ dàng đưa nàng xem nhẹ. Nhưng liên quan tới đạo này trong bóng tối thân ảnh, Tống Thư Hàng không có bất kỳ cái gì ký ức. Tống Thư Hàng cau mày, đem đạo này bóng tối ghi tạc trong lòng. Mặt khác, ngoại trừ hiện thế bên trong kết bạn đạo hữu bên ngoài, liền chuột hamster tà ma, mặt trời nhỏ T233 hào đều tại kình đan trên tinh lộ, chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Nhưng giống như bạch tiền bối thân ảnh, cũng không có hiển hiện. Trừ bỏ A Thập Lục, bạch tiền bối. Bạch tiền bối bên ngoài, còn có Trình Lâm tiên tử, Nho Gia Thánh Nhân, Tạo Hóa tiên tử, Bạch Long tỷ tỷ, Thiên Đế, Long Lạc Côn Na nữ sĩ mấy vị này tồn tại hình thái tương đối quái dị, đồng dạng chưa từng xuất hiện tại Tống Thư Hàng kình đan tinh lộ. Đằng sau mấy vị chưa từng xuất hiện, Tống Thư Hàng trong lòng sớm có dự cảm. Nhưng A Thập Lục cùng hai vị bạch tiền bối, thật có chút không hiểu rõ. Cuối cùng, kình đan trên tinh lộ, bắt đầu xoay quanh. Vốn là một đầu xu thế tương đối bằng phẳng đường cong, càng về sau, tinh lộ hóa thành xoắn ốc trên chuyển con đường. Rất nhiều thân ảnh mơ hồ, xuất hiện tại trên tinh lộ. Những thứ này thân ảnh mơ hồ không có ngũ quan, không có phục sức, chỉ là cái thể xác, còn không có hóa hình. Bọn chúng số lượng rất lớn. Những thứ này, không phải là vì ta tương lai mà chuẩn bị, Tống Thư Hàng suy đoán nói. Hắn người tu hành còn sống dài đằng đẵng. Tương lai có lẽ sẽ còn kết bạn càng nhiều đạo hữu. Những thứ này không hóa hình thể xác, rất có thể là vì tương lai mà dự lưu. Tinh lộ xoay quanh, cuối cùng cũng có cuối cùng. Tại cái này cuối cùng chỗ, chín long văn na di tới, trước tám đầu long văn vòng vòng đan xen, hình thành một đạo của tròn. Thứ chín long văn, rơi vào vòng tròn bên trong, lộ ra thành môn. Chẳng lẽ, A Thập Lục cùng hai vị bạch tiền bối, ở tại cái này môn đằng sau? Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Vậy cái này môn, có thể đẩy ra sao? Cái này lúc, môn bên cạnh, có một bóng người chậm rãi hiển hiện. Đạo thân ảnh này, chính bày ra đưa tay đẩy cửa động tác. Tống Thư Hàng lực chú ý, lập tức bị thân ảnh này hấp dẫn tới. Thân ảnh này sẽ là ai? Là chính ta sao? Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Toàn bộ trên tinh lộ, hẳn là xuất hiện đạo hữu, đều đã trải qua xuất hiện. Ngoại trừ A Thập Lục cùng hai vị bạch tiền bối bên ngoài, cũng chỉ có chính hắn còn không biết thân. Theo kịch bản mà nói, cuối cùng đẩy ra thần bí chi môn người, nên là chính hắn. Trong lúc suy tư, cái này thân ảnh mơ hồ bắt đầu hóa hình. Đầu tiên, trắng noãn hai chân thon dài ánh vào Tống Thư Hàng đôi mắt, nhìn thấy này đôi chân, Tống Thư Hàng liền biết khẳng định không phải mình. Hắn không dạng này đôi chân dài. Có loại này biểu thị tính đùi. Hắn trong nhận thức người trong, cũng chỉ có Vũ Nhu Tử. Nhưng là, Vũ Nhu Tử đã xuất hiện tại ta tinh lộ đầu tiên a. Không có lý do lại xuất hiện cái Vũ Nhu Tử a. Trừ phi, là Thiên Đế. Thân ảnh mơ hồ, triệt để thành hình, cùng Tống Thư Hàng đoán đồng dạng, lại là một cái Vũ Nhu Tử. Long Văn Tinh Môn, bị chậm rãi đẩy ra. Trong cửa, là Tống Thư Hàng người quen thuộc nhất. Là chính hắn. Nói đúng ra. Là ta. Chính là thứ 9 long văn hiệu quả. Bất kể là ai, đang nhìn đến trong cửa thân ảnh lúc, đều sẽ nhìn thấy chân ngã.
Tống Thư Hàng. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương. Sở dĩ, A Thập Lục đâu? Bạch Tiền Bối đâu? Bạch Tiền Bối đâu? Đản sự, ta liền cho tiểu chuột hamster bố trí độ kiếp không gian điểm ấy thời gian bên trong, ngươi liền thúc giục ta 7-8 lần. Bạch Tiền Bối thanh âm đột nhiên tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Bạch Tiền Bối, tiểu chuột hamster độ kiếp thành công. Tống Thư Hàng vội vàng dò hỏi. Ngươi cho rằng tại 4 tấn 5 thời điểm độ bát phẩm thiên kiếp dễ dàng như vậy. Coi như ta vận dụng cửu u chúa tể quyền hạn, nhiều nhất chỉ có thể đem thiên kiếp uy lực suy yếu đến thất phẩm tiếp cận bát phẩm uy lực. Chủ bị cái thiên kiếp này, muốn cả buổi. Vì không ảnh hưởng độ kiếp hiệu quả, khóa huyết chi loại thủ đoạn còn không thể dùng. Chuột hamster hào còn muốn một hồi mới có thể độ kiếp đi ra. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng. Ngươi không ngừng thúc ta có đản sự. Vội vàng đây, Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, ta bản mệnh kình đan tấn cấp thời điểm xảy ra chút mau bệnh. Hắn đem bản thân bản mệnh kình đan trạng thái, cùng Bạch Tiền Bối để một lần. Bạch Tiền Bối nghe xong Tống Thư Hàng miêu tả về sau, trầm mặc nửa ngày. Ta tốn như vậy lớn tâm huyết thay ngươi vẽ lên cửu long văn. Ngươi liền không thể cho ta bình thường tấn thăng một lần sao? Bạch Tiền Bối tâm tắc nói. Ta cũng có bình thường tiến giai qua. Ta 1 tấn 2 thời điểm liền tương đối bình thường. 2 tấn 3 thời điểm, cũng cơ bản bình thường. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Bạch Tiền Bối. Mà lại, kỳ thật ta cảm giác ta lần này tiến giai ra dị trạng, hẳn là tứ phẩm lúc liền chôn xuống nồi. Lúc trước tứ phẩm tiến giai ngũ phẩm lúc, hư đan hóa kim đan, kết quả kim đan biến dị thành kình đan, cuối cùng liền long văn đều vẫn là Bạch Tiền Bối ngài cho ta bổ sung. Cái này hoàn toàn là tại dị biến trên đường lao nhanh, một đi không trở lại tiết tấu nha. Sở dĩ, Bạch Tiền Bối chúng ta nghĩ thoáng điểm, một khỏa cây giống đã sớm trưởng sai lệch, lại vọng tưởng hắn có thể mọc thẳng trở về, quá khó khăn. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối, ngươi giảng thật có đạo lý. Tống Thư Hàng, ha 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 ha, kỳ thật ta đây cũng là bản thân an ủi. Sở dĩ, cây giống đã trưởng sai lệch, quả nhiên vẫn là sớm điểm chém nứt tương đối tốt. Bạch Tiền Bối nói bổ sung. Tống Thư Hàng. Thở dài về sau, Bạch Tiền Bối lại nói, quả nhiên ngươi kim đan rất giống lúc trước ta không long văn kim đan. Ngươi đối với ta mở ra linh hồ, ta nhìn ngươi phỉ kình kim đan làm định luận lại. Tống Thư Hàng phối hợp với Bạch Tiền Bối mở ra bản thân linh hồ. Bạch Tiền Bối một tiểu sợi ý thức, tiến vào linh hồ bên trong. Lúc này, Tống Thư Hàng bản mệnh linh hồ đã càng lúc càng lớn. 7 đại tiểu linh hồ bên trong thủy liên tục không ngừng tràn vào, bản mệnh linh hồ lớn nhỏ hoàn toàn bắt đầu dần dần vượt qua hồ cái này khái niệm. Phỉ kình kim đan tại linh hồ trung thượng phù, chìm xuống. Lại nổi lên, tiếp tục chìm xuống. Kim đan trên người, tinh lộ sáng lạn, mỗi một vị cửu châu nhất hào quần tiền bối nguyên thần, sinh động như thật. Bạch Tiền Bối ngươi nhìn, đây chính là ta và ngươi nói tinh lộ đồ, cơ hồ tất cả ta biết tiền bối, đạo hữu cùng hậu bối. Đều tại chương này đồ bên trên, liền thông nương cùng chuột hamster hào đều chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Nhưng là, Bạch Tiền Bối còn có hiện thế Bạch Tiền Bối cùng A Thập Lục, đều không ở. Tống Thư Hàng nói, a, hiện thế cái kia Bạch chẳng phải đang nơi này sao? Bạch Tiền Bối đối tinh lộ đồ môn vị trí một điểm. Cái kia không phải, cái kia là Bạch Tiền Bối ngươi cho ta vẽ thứ 9 long văn chân ngã. Sở dĩ, Bạch Tiền Bối ngươi thấy không phải hiện thế Bạch Tiền Bối. Là chính ngươi. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Bạch Tiền Bối, Mặt khác, đẩy cửa Vũ Nhu Tử cũng là cả chương tinh lộ đồ tương đối đặc thù một vị. Vũ Nhu Tử xuất hiện tại ta tinh lộ đồ vị thứ nhất. Sau đó vị cuối cùng lại còn là Vũ Nhu Tử. Ta hoài nghi cuối cùng cái này Vũ Nhu Tử, có thể là thiên đế. Tống Thư Hàng phỏng đoán nói. Vũ Nhu Tử, vị kia chân đặc biệt dài tiểu cô nương. Ta có ấn tượng. Bạch Tiền Bối cái kia sợi tinh thần lực tại Tống Thư Hàng bản mệnh linh hồ bên trong hóa hình, hắn xoa cằm, chằm chằm vào tinh lộ đồ. Vị thứ nhất cùng đẩy cửa vào vị cuối cùng. Hai cái khác biệt Vũ Nhu Tử sao? Vấn đề này trước để qua một bên. Sau đó, Bạch Tiền Bối lại đem ánh mắt rơi vào đến môn bên trong, trong đó hiện ra hình dạng của hắn đến. Hừm, ta quả nhiên vẫn là đẹp trai như vậy. Vâng vâng vâng, Bạch Tiền Bối ngươi vũ trụ thứ nhất mị lực. Tống Thư Hàng nói, hắn tự thân một sợi tinh thần lực, đồng dạng xuất hiện tại bản mệnh linh hồ bên trong, hóa xuất thân hình tới. Câu nói này, ngược lại là lời thật lòng.
hai vị bạch tiền bối mị lực nếu là toàn bộ phóng thích ra, hoàn toàn không cho cái khác nhân vật đường sống. Bạch tiền bối xoay đầu lại, nhìn Tống Thư Hàng một chút, vậy ngươi hiện thế cái kia bạch tiền bối đâu? Tống Thư Hàng, đặt song song đệ nhất. Bạch tiền bối khẽ gật đầu ân, cái này bá Tống Hào nuôi không, quả nhiên vẫn là sớm điểm ném đi đi. Ta không ở đây ngươi kình đan tinh lộ đồ bên trên, có lẽ có thể là ta cảnh giới quá mạnh nguyên nhân, ngươi kim đan tinh lộ đồ, không cách nào dung nạp xuống ta. Bạch tiền bối nói, dù sao ta là cửu u chúa tể, không giống bình thường. Tống Thư Hàng, nhưng là A Thập Lục cũng không ở. Bạch tiền bối. Mặt khác, kỳ thật công đức xà mỹ nhân, Trình Lâm tiên tử, Nho Gia thánh nhân, Bạch Long tỷ tỷ, Long là côn na nữ sĩ mấy vị này tương đối đặc thù đều không ở. Nhưng mấy vị này tồn tại trạng thái có dị thường, sở dĩ không ở bản thân kim đan tinh lộ bên trên, Tống Thư Hàng trong lòng cũng sớm có dự cảm. Sở dĩ, miệng người cái kia A Thập Lục hẳn là cũng cùng tiên tử, Trình Lâm, Nho Gia thánh nhân mấy cái cùng loại, tình trạng của nàng có lẽ cũng rất dị thường. Bạch tiền bối bình tĩnh nói, cùng Tống Thư Hàng giao lưu lúc thời điểm, ngẫu nhiên muốn mở ra bên dưới độc tâm thuật, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Tống Thư Hàng. A Thập Lục tồn tại trạng thái, cùng công đức xà mỹ nhân, Trình Lâm tiên tử các nàng cùng loại. Hắn lại nhưng hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Chẳng lẽ là Bạch Long tỷ tỷ nguyên nhân? Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, A Thập Lục kể từ cùng Bạch Long tiếp xúc về sau, nàng vẫn biến có chút kỳ quái. Lần trước nàng đang nhìn thứ cửu Long văn chân ngã thời điểm, nhìn thấy không phải bản thân, mà là Bạch Long. Tống Thư Hàng bởi vì lo lắng nguyên nhân. Lặng lẽ đối A Thập Lục sử dụng tới giám định thuật, lấy được phản hồi là A Thập Lục thể nội huyết mạch bị kích hoạt, sở dĩ đang đứng ở hóa rồng giai đoạn. Chờ lần này Hắc Long thế giới sự kiện sau khi kết thúc, ta phải đi tìm A Thập Lục một chuyến, lại xác nhận một chút tình trạng của nàng. Tống Thư Hàng nói khẽ. Tính toán thời gian, công tử Hải hẳn là thành công tấn cấp ngũ phẩm đi. Công tử Hải cũng thành thục, là thời điểm đem hắn lấy xuống, gói lại đưa cho A Thập Lục làm lễ vật. Lại nói, ta lần này lần thứ ba nhân tiền hiển thánh, công tử Hải sẽ thấy sao? Không biết hắn có cái gì cảm tưởng, quay đầu gọi điện thoại cho hắn, tư vấn một chút. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn tự An Chi Ma Quân trong điện thoại, đạt được công tử Hải số điện thoại. Cũng không biết công tử Hải tại độ kiếp sau khi kết thúc, có thể hay không lập tức đổi dãy số. Không đổi, nói không chừng còn có thể phiếm vài câu. Lúc này... Bạch tiền bối ngồi xổm ở kình đan trước, tựa hồ còn tại nghiên cứu. Bạch tiền bối đang nghiên cứu cái gì đâu? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Bạch tiền bối, nhìn tràn ngập mị lực chính ta, đừng quấy rầy ta. Tống Thư Hàng. Một lát sau. Bạch tiền bối, sở dĩ ta cảnh giới bây giờ, đến cùng xem như kim đan cảnh giới đâu. Vẫn là lục phẩm chân quân cảnh giới. Tống Thư Hàng nhìn không được lại hỏi. Linh hồ đều ra đời. Đương nhiên là lục phẩm chân quân cảnh giới. Yên tâm đi, tình trạng của ngươi bây giờ kỳ thật cùng ta lúc trước rất giống. Bạch tiền bối nói, năm đó ta là không long văn kim đan, làm ta đều không có ý tứ cùng người nói. Sau đó, ta liền đóng cái tử quan, vừa ra tới liền thành chân quân. Ta khi đó cũng là kim đan trước phun nước ra ngoài, hóa thành linh hồ. Đợi đến kim đan phun xong nước về sau, liền chìm đến đáy hồ, trở thành hạt giống. Qua một thời gian ngắn về sau, ta nguyên anh liền mọc ra. Người phỉ kình kim đan cùng ta không long văn kim đan có chút tương tự. Nói không chừng chờ nó phun xong, liền sẽ chìm xuống mọc ra nguyên anh tới. Tống Thư Hàng cười khổ nói, nhưng là, ta phỉ kình kim đan hiện tại đình chỉ phun nước A. Không sai biệt lắm, cách đoạn thời gian hẳn là sẽ lại phun một lần. Người dù sao cũng phải để nó có thời gian nghỉ ngơi, mà lại muốn kim đan dâng trào suối nước. Chính ngươi dù sao cũng phải tu luyện a. Luôn không khả năng ngươi nằm bất động, hắn liền có thể liên tục không ngừng phun nước. Trên thế giới nào có như thế không làm mà hưởng sự. Bạch tiền bối nói. Có đạo lý, thì ra là thế. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Có bạch tiền bối lời này, hắn liền an tâm nhiều. Nguyên lai hắn bản mệnh kình đan tiến cấp quá trình, là cùng không long văn kim đan cùng loại. Đúng rồi. Quay đầu đem ta Trung Yên Thánh kiếm trước kéo đến người bản mệnh linh hồ bên trong ôn dưỡng lấy, dạng này ta ngẫu nhiên có thể xuyên thấu qua Trung Yên Thánh kiếm, đến xem thử người bản mệnh kình đan biến hóa. Bạch tiền bối lại nói. Tống Thư Hàng cảm động nói, tạ ơn bạch tiền bối.
Bạch tiền bối đây là quan tâm hắn bản mệnh kình đan xảy ra ngoài ý muốn, sở dĩ chuẩn bị ngẫu nhiên đến xem bản mệnh kình đan biến hóa. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giống ngươi như thế bản thân cảm giác tốt đẹp người. Ta chính là chuẩn bị cách đoạn thời gian tới, nhìn xem tràn ngập mị lực bản thân. Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng. Ta đi về trước, một hồi chuột hamster hào hiển thánh lúc, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa nó tiếp vào đến cái không gian này, tranh thủ đạt tới cổ u thế giới hiện thế cùng một chỗ hiển thánh. Đến lúc đó, chuột hamster hào giảng pháp nội dung, người nghiêm túc nghe một chút. Qua một thời gian ngắn ta khảo hạch bên dưới các ngươi đối bản này giảng pháp bản thảo lý giải. Bạch tiền bối nói. Còn muốn khảo hạch, Tống Thư Hàng nghe được cái này từ, liền lập tức trở về nhớ lại bản thân năm đó bị thi đại học chi phối sợ hãi. Nhưng hắn vừa dứt lời, bạch tiền bối cái kia sợi tinh thần đã biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng tiếp tục nhìn lấy chính mình viên này từ trên xuống dưới chìm nổi phì kình kim đan, nếu như ta đem muốn khắc họa nhân vật. Đều hình chiếu đến kim đan trên tinh lộ về sau, có thể hay không để nó lần nữa phát sinh biến hóa. Một lát sau, Tống Thư Hàng đem bản thân cái kia sợi tinh thần lực từ bản mệnh linh hồ bên trong điều động đi ra, trở về bản thể. Tinh thần lực vừa mới trở về lúc, Tống Thư Hàng hít vào ngụm khí lạnh, cơ thể hơi co quắp một chút, hai mắt chậm rãi mở ra. Thư Hàng tiểu hữu, chư thiên vạn giới nhân tiền hiển thánh kết thúc rồi à? Bên tai. Truyền đến Đông Phương Lục tiên tử tiếng hỏi. Mặc dù giảng pháp kết thúc, nhưng Tống Thư Hàng một mực ở vào tấn cấp trong trạng thái, Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối không có quấy rầy hắn. Lúc này, gặp Tống Thư Hàng cuối cùng kết thúc tấn cấp trạng thái về sau, Đông Phương Lục tiên tử mới lên tiếng hỏi thăm. Đúng vậy, đã kết thúc, Tống Thư Hàng cười trả lời. Chúc mừng ngươi, Thư Hàng tiểu hữu. Hoàng Sơn Tôn giả cười nói. Từ hôm nay trở đi Tống Thư Hàng chính là chân chính lục phẩm linh hoàng. Chân quân cảnh giới, tại bây giờ tu chân giới, cũng coi là một vị đại tiền bối cấp tồn tại. Tạ ơn tiền bối, Tống Thư Hàng cười nói. Nhân tiền hiển thánh cuối cùng kết thúc, vì duy trì tiền bối uy nghiêm, ta một mực duy trì tư thế không nhúc nhích, thân thể mỗi một cái tế bào đều tại hướng ta kháng nghị. Cuồng Đao Tam Lãng nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng là lần thứ nhất lên TV. Tam Lãng cũng khó được ước thúc một lần. Tiếp đó, chúng ta cũng là không sai biệt lắm muốn rời đi à. Diệt Phượng công tử duỗi lưng một cái, chúng ta tại cái này hiển thánh không gian đã rất lâu rồi. Lần này đem các vị tiền bối nguyên thần cuốn vào đến thiên kiếp của ta bên trong, thật sự rất xin lỗi. Tống Thư Hàng thấp giọng nói. Không có gì tốt nói xin lỗi, thật muốn nói lời, chính chúng ta cũng có trách nhiệm rất lớn. Lệ Chi tiên tử nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, cười nói. Mà lại, kỳ thật có thể cùng tiến lên hồi TV, đã rất thú vị. Tại không tấn thăng bát phẩm thời điểm, thể nghiệm một thanh nhân tiền hiển thánh, đây chính là cơ duyên. Có rất nhiều người muốn cũng không chiếm được, lại thêm, còn chiếm được một cái vĩnh cửu gia trì tinh thần chúc phúc. Tuyết Lang động chủ lộn một vòng, run lên lông sói, đón lấy đến chúng ta về hiện thế uống rượu không? Hảo hảo tụ họp một chút. Liền theo trước đó nói, đi Tống Thư Hàng tiểu hữu cái kia nhà hàng. Nơi đó kỳ thật tới gần Điền Thiên Đảo, thất sinh phù đạo hữu hẳn là sẽ ở đó. Bắc Hà Tán Nhân cười nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, chúng ta rời đi trước hiển thánh không gian, trở về Hắc Long thế giới, sau đó, ta lại thông qua Long Lạc đem các vị tiền bối nguyên thần đưa trở về. Nói xong, hắn nhìn về phía Long Lạc tiểu trợ thủ, chúng ta có thể rời đi sao? Long Lạc tiểu trợ thủ nhẹ gật đầu, thi hành mệnh lệnh. Sau một khắc, Lý Âm Trúc, Tống Thư Hàng, Thông Nương cùng Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên nguyên thần, toàn bộ bị chuyển rời đến. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Đậu Đậu, Vũ Nhu Tử cũng tại hạch tâm thế giới vị trí. Lúc này Vũ Nhu Tử cảm xúc xa xút, ôm gối mà ngồi, Đậu Đậu tựa hồ tại một bên an ủi nàng. A, ta hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Làm sao lại chuyển rời đến nơi này, không phải về Hắc Long thế giới sao? Đang lúc hắn suy tư thời điểm, Long Lạc lực lượng lại đem Đậu Đậu cùng Vũ Nhu Tử quấn lấy, xoát một chút, đem mọi người tiếp về tới Hắc Long thế giới, Tống Thư Hàng ngay từ đầu đất độ kiếp. Mảnh này địa khu, bây giờ đã trở thành cấm địa đồng dạng tồn tại. Ở cái địa phương này, Ma Đế cùng Long Lạc Côn Na tiên tử cùng Tống Thư Hàng lẫn nhau đối qua, tung xuống ma huyết. Lúc này, Long Lạc lực lượng đang áp chế, khôi phục bị Ma Đế ma huyết ô nhiễm khu vực.
Long Lạc tiểu trợ thủ đem Tống Thư Hàng một đám người, đưa vào đến cấm địa biên giới. Long Lạc tiểu trợ thủ, đón lấy đến trước đem các tiền bối nguyên thần đưa trở về. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Nguyên thần xuất khiếu thời gian quá lâu, chung quy không phải chuyện tốt. Đặc biệt là các tiền bối nguyên thần, còn tại không nhục thân tình huống bên dưới độ kiếp, sớm điểm đưa trở về mới là chính là. Long Lạc tiểu trợ thủ nhẹ gật đầu. Nhưng là, không đợi hắn thi hành mệnh lệnh, Tống Thư Hàng đột nhiên nghẹo đầu, thẳng tắp đâm về mặt đất. Đang đứng ở thất lạc giai đoạn Vũ Nhu Tử cùng Đậu Đậu vội vàng xuất thủ. Vũ Nhu Tử đưa tay, đem Tống Thư Hàng nâng, Đậu Đậu hất lên thân, đem Lý Âm Trúc cùng Thông Nương tiếp được. Tống tiền bối thế nào? Vũ Nhu Tử nghi hoặc hỏi. Làm sao mới vừa rồi còn êm đẹp, đột nhiên liền đã hôn mê rồi. Có thể là tiêu hao quá lớn. Hoàng Sơn Tôn giả suy đoán nói lại nói, gần nhất hắn cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu gặp mặt lúc, Tống Thư Hàng thường xuyên một lời không hợp liền hôn mê, lần trước hôn mê sau còn mang tự bạo. Khả năng tại làm ác mộng, hôn mê lúc thân thể còn tại không ngừng run rẩy. Đậu Đậu nói, cũng có thể là mộng đến rất thoải mái sự, tỉ như tại bão tố xe cái gì, cả người ở vào kích thích trạng thái. Ta có đôi khi liền sẽ dạng này, Đông Phương Lục Tiên Tử nói. Cuồng Đao Tam Lãng lập tức nhãn tình sáng lên, Lục Tử, người có phải hay không mơ tới bão tố xe, một đường triển đè tới, đầu người cuồn cuộn, sở dĩ cả người đều kích thích đi lên sao? Đông Phương Lục Tiên Tử. Nàng đột nhiên đưa tay chộp một cái, đem Cuồng Đao Tam Lãng nắm trong tay. Chỉ thấy nàng một đôi tay nhỏ không ngừng vò động, trong nháy mắt, Cuồng Đao Tam Lãng bị vò thành một cái tiểu cầu. Đông Phương Lục Tiên Tử, người chừng nào thì tấn thăng chân quân cảnh giới? Không có khả năng, người cũng so với ta sớm tấn thăng. Cuồng Đao Tam Lãng không dám tin kêu lên. Rõ ràng đại gia nửa năm trước đều vẫn là ngũ phẩm cảnh giới, làm sao cả đám đều đã hẹn đồng dạng, liên tục đột phá. Đầu tiên là Lệ Chi Tiên Tử, tiếp theo là Bắc Hà cùng Đồng Quái, hiện tại liền Đông Phương Lục Tiên Tử đều tấn thăng chân quân, thực lực mạnh ra hắn một cảnh giới, đều có thể đem hắn nguyên thần vò thành tiểu cầu. Hoàng Sơn Tôn Giả đưa tay theo trên người Tống Thư Hàng, hắn luôn cảm giác Tống Thư Hàng phảng phất tại nhẫn nại thống khổ to lớn đồng dạng. Một lát sau, Hoàng Sơn Tôn Giả đứng dậy, nói, nhục thân không việc gì, đan điền bên trong mới mở linh hồ cảm ứng, cũng rất sinh động. Cũng không có vấn đề, có lẽ là phương diện tinh thần tiêu hao quá lớn. Lấy ngũ phẩm chi thân độ bát phẩm thiên kiếp, tiêu hao lớn cũng là có thể tưởng tượng. Tống tiền bối mỗi lần tấn cấp đều muốn làm cái đại tân văn, ha ha ha. Vũ Nhu Tử nói, đáng tiếc nàng không có tống tiền bối loại này làm đại tân văn bản sự, nếu không nàng cũng hy vọng bản thân mỗi lần tấn cấp, đều có thể lên TV. Vũ Nhu Tử, Đậu Đậu, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Hai người các ngươi trước lưu lại, chiếu cố cho Tống Thư Hàng tiểu hữu. Hoàng Sơn Tôn Giả nói, ta cùng cái khác đạo hữu hiện tại là nguyên thần chi thân, không tiện bên ngoài ngốc quá lâu. Chờ Thư Hàng tiểu hữu sau khi tỉnh lại, chúng ta hiện thế gặp lại. Vũ Nhu Tử cúi chào, hì hì cười nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vậy chúng ta gặp lại sau, Lệ Chi Tiên Tử khua tay nói. Hoàng Sơn Tôn Giả nhìn về phía Long Lạc tiểu trợ thủ. Đang chuẩn bị xin nó trước đem nhóm người mình đưa về. Cái này lúc, đám người đột nhiên lại trong lòng có cảm ứng. Tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên. Lại có người nhân tiền hiển thánh rồi. Trùng hợp như vậy, hôm nay là huyền thánh đại phát. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Lần này hiển thánh đạo hữu, xem như thứ mấy thánh. Đồng Quái Tiên Sư nói. Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt, hẳn là tính thứ 11 thánh đi. Tống Thư Hàng tiểu hữu cái kia bá long cổ thánh xưng hào, hiển nhiên không thể chiếm hố, không thể chắc chắn. Vị đạo hữu này hẳn là sẽ tương đối sầu não đi, bình thường tới nói hắn hẳn là có thể xếp vào đến ngàn năm 10 vị trí đầu vị thánh giả. Cuồng Đao Tam Lãng cười hắc hắc nói. A, à, là cha, Vũ Nhu Tử kêu lên. Lần này hiển thánh, chính là Linh Điệp Tôn Giả. Hắn sắp xếp tại Tống Thư Hàng về sau. Tống Thư Hàng bọn người từ giảng pháp không gian bên trong sau khi ra ngoài, rốt cục đến phiên hắn hiển thánh. Bởi vì hiện tại Hắc Long thế giới cùng hiện thế ở giữa, còn duy trì tạm thời liên hệ, loại này tạm thời liên hệ còn không có cắt ra. Sở dĩ, Linh Điệp Tôn Giả hiển thánh, cũng hình chiếu đến Hắc Long thế giới tới. Lại nói, Linh Điệp tiền bối đạo hiệu muốn làm sao? Tuyết Lang Động chủ nhíu mày, ngắm nhìn Vũ Nhu Tử.
Vũ Nhu Tử thè lưỡi. Lúc này, tại chư thiên vạn giới người tu luyện chú ý xuống, anh tuấn trung niên tu sĩ đứng chắp tay, 360 độ không góc chết hiển thánh. Hắn vừa đứng ở nơi đó, một loại tông sư khí phái tự nhiên mà vậy hiển hiện. Đây mới là chính quy huyền thánh vốn có cường giả khí chất. Nhân tiền hiển thánh quả nhiên rất đẹp trai. Cuồng Đao Tam Lãng nói, bát phẩm, ta hiện tại mục tiêu chính là toàn lực tấn thăng bát phẩm, nhân tiền hiển thánh, để chư thiên vạn giới đều biết ta. Tam Lãng tiên sinh, ngài là muốn độc lập hiển thánh sao? Cái này lúc, Long Lạc tiểu trợ thủ đột nhiên lên tiếng nói, mặc dù không thể an bài ngài đồng bộ đến chư thiên vạn giới hiển thánh, nhưng là Hắc Long thế giới hiển thánh, ngài có muốn thử một chút hay không? Cuồng Đao Tam Lãng tìm thấy được kho số liệu bên trong, rút ra mặt trời kế hoạch, gần đây bên trong mở ra kế hoạch. Nếu như ngài muốn thể nghiệm một chút hiển thánh, có thể suy tính một chút kế hoạch này. Ngài đã vượt qua thánh giả không gian đại kiếp, phù hợp yêu cầu này. Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời. Chúng ta cũng chỉ là tại thánh giả không gian phòng trong vòng vo một chút, căn bản không mốc bao lâu thời gian, cũng không có độ kiếp A. Chẳng lẽ tại hiện thế thành đoàn độ kiếp không gian bên trong độ song kiếp vậy? Thì tương đương với tại thánh giả không gian bên trong độ song cướp. Cuồng Đao Tam Lãng nghi ngờ nói. Long Lạc tiểu trợ thủ, xác định đã kết thúc thánh giả không gian đại kiếp, phù hợp điều kiện. Vậy chúng ta cũng phù hợp yêu cầu đi. Diệt Phượng công tử đầy kính mắt. Long Lạc tiểu trợ thủ trầm mặc một lát, xác định phù hợp điều kiện. Loại kia linh điệp tiền bối hiển thánh hoàn tất về sau, cho chúng ta giới thiệu mặt trời nhỏ kế hoạch được chứ? Diệt Phượng công tử hiển nhiên cũng đối thể nghiệm nhân tiền hiển thánh cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là chỉ ở Hắc Long thế giới hiển thánh, chính hợp công tử khẩu vị. Cứ như vậy, hắn hoàn toàn trước tiên có thể tại Hắc Long thế giới giảng pháp không gian, trước thuần thục một lần giảng pháp quá trình, cũng tiến hành mấy cái nếm thử. Coi như sai lầm, cũng không cần lo lắng tại chư thiên vạn giới mất mặt. Long Lạc tiểu trợ thủ nhẹ gật đầu, đồng ý điều kiện. Có quyền hạn thật sự là có thể muốn làm gì thì làm a, mặc dù là thể nghiệm bản, nhưng thể nghiệm một lần cũng tốt a. Cuồng Đao Tam Lãng hì hì cười nói, đang khi nói chuyện, hắn lại nhìn mắt Vũ Nhu Tử trong ngực Tống Thư Hàng. Hôn mê bên trong, Tống Thư Hàng thân thể thỉnh thoảng sẽ có chút run rẩy một chút. Co giật động tác có đôi khi rất có thời điểm tiểu. Nhìn thấy hình tượng này lúc, đột nhiên, Tam Lãng trong lòng hơi động. Hắn từ Đông Phương Lục Tiên Tử lòng bàn tay tung ra, hình cầu hắn trên mặt đất lăn một vòng, một lần nữa hóa thành nhân hình. Cuồng Đao Tam Lãng cau mày, một tay nâng cầm lên, mắt sáng ngời, phảng phất đoán được cái gì, toàn thân trên dưới để lộ ra một loại cơ trí khí tức. Long Lạc tiểu trợ thủ có chút dừng lại, rụt rụt thân thể. Tam Lãng nhìn thấy Long Lạc tiểu trợ thủ phản ứng, con mắt có chút nheo lại xem ra, hắn đoán đúng. Bất quá, vấn đề này. Vũ Nhu Tử, người nói Tống Thư Hàng thỉnh thoảng run rẩy một chút. Có phải hay không là đang ăn ngươi đậu hũ? Cuồng Đao Tam Lãng đột nhiên đổi thành chứng trạc đàng hoàng biểu lộ, lên tiếng nói. Vũ Nhu Tử, Long Lạc tiểu trợ thủ. Tam Lãng, Hoàng Sơn tôn giả xoay đầu lại, thở thật dài, nói. Linh Điệp đạo hữu đang nhân tiền hiển thánh trạng thái, cái trạng thái này hắn, là có thể tiếp thu được chư thiên vạn giới người tu luyện phản hồi. Mà đối với Linh Điệp tôn giả tới nói, tại hắn nhân tiền hiển thánh, sàng chọn chư thiên vạn giới đạo hữu tiếng lòng phản hồi thời điểm, liên quan tới Vũ Nhu Tử ba chữ này, khẳng định là to thêm, đánh dấu đỏ rút ra. Nói cách khác, Cuồng Đao Tam Lãng câu nói này, có 90% phía trên khả năng, sẽ truyền đạt đến Linh Điệp tôn giả trước mắt. Cuồng Đao Tam Lãng. Vũ Nhu Tử, người cho ta không nói gì qua. Hắn vội vàng kêu lên. Hắn đối với mấy cái này tu vi cao thâm, nghiệp sư thời gian lại cực độ dư thừa tiền bối rất không có cách nào, đối phương thậm chí có thể dùng đã nhiều năm thời gian đến cùng hắn chơi đùa. Vũ Nhu Tử nghe vậy, nghiêng đầu một chút, sau đó nàng ngẩng đầu lên nói, cha, Tam Lãng tiền bối nói, hắn vừa rồi không nói gì qua. Ta cũng không có cái gì nghe được. Cuồng Đao Tam Lãng. Vũ Nhu Tử, người biến, vừa thêm quần như vậy manh ngươi, bị quần bên trong các tiền bối làm hư. Tam Lãng đạo hữu, Giao Bá Chân Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ Tam Lãng. Tam Lãng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giao Bá Chân Quân lúc này, vẫn là nam nhân ở giữa hữu nghị dựa vào là ở, cũng chỉ có Giao Bá đạo hữu lại ở lúc này, an ủi một chút hắn. Đáy biển mộ tràng, hữu nghị giá, bốn chiếc ưu đãi, mua cái lớn còn có thể đưa cái tiểu.
Giao Bá Chân Quân giơ ngón tay cái lên, muốn hay không trước đặt trước một cái. Tiền đặt cọc 500 linh thạch có thể chống đỡ 1000 nha. Cuồng Đao Tam Lãng. Nhật ngươi, Giao Bá tiền bối ngươi xem ta hình miệng, nhật ngài. Trong hư không, Linh Điệp Tôn giả 360 độ không góc chết hiển thánh hoàn tất về sau, ở bên cạnh hắn xuất hiện một đoàn thiêu đốt quang mang, ẩn chứa trong đó một đoàn đạo hiệu hình thức ban đầu. Đây là muốn ngưng tụ thánh ấn, quyết định thánh hào. Linh Điệp tiền bối chọn như thế nào đạo hiệu? Cuồng Đao Tam Lãng thừa cơ thay đổi đề tài nói. Đồng Quái Tiên Sư, người nói, Linh Điệp tiền bối có thể hay không vì trả thù Tam Lãng, đem Tam Lãng đạo hiệu cho chiếm đi. Nếu như là ta nhất định sẽ làm như vậy. Tam Lãng, xin gọi ta Tứ Lãng, tạ ơn. Không đúng, xin gọi ta Thất Lãng tạ ơn, bảy cái số này tương đối may mắn. Kỳ thật ta rất muốn thay đổi thành Lãng Thị A Thất. Tô Thị A Thất. Ta từ đầu tới đuôi một câu đều không nói, cái này chiến hỏa cũng có thể đốt đến trên người của ta đến. Vũ Nhu Tử suy tư một lát sau nói, cha hẳn là sẽ không làm ngây thơ như vậy sự tình. Ta cảm giác Linh Điệp Ba Ba không tệ, đã có Linh Điệp Tử, gọi là Linh Điệp Ba Ba, chư thiên vạn giới tất cả mọi người liền đều biết Linh Điệp Tôn giả là Linh Điệp Tử Ba Ba. Tạo Hóa Pháp Vương xoa cằm nói. Cứ như vậy, chẳng phải là chiếm chư thiên vạn giới tất cả mọi người tiện nghi. Tự cùng cái nào đó bá chữ mở đầu ra hỏa đồng dạng. Diệt Phượng công tử nguyên thần, chẳng biết lúc nào ngồi xổm ở một cái vòng tròn hố đá trong động cái này đá tròn là trước kia Long Lạc ý chí côn na nữ sĩ cùng ma đế lớn chiếm lúc lưu lại một cái hố. Diệt Phượng công tử nhìn đến cái này hố tròn, trong lòng vui vẻ, liền ngồi xổm tiến vào. Đồng Quái Tiên Sư đột nhiên nhãn tình sáng lên, nhưng ta cảm giác phương án này không tệ, lần sau ta hiển thánh về sau, thánh hào liền gọi Bắc Hà Ba Ba. Bắc Hà tán nhân tâm thật mệt mỏi, ta không có ngươi lớn như vậy nhi tử. Đồng Quái ngươi nên đem thánh hào đổi thành Bắc Hà Đích Ba Ba. Cuồng Đao Tam Lãng nhắc nhở. Đồng Quái Tiên Sư, tạ ơn Tam Lãng đạo hữu nhắc nhở. Tiếp lấy, Tam Lãng liền lại biến thành đoàn. Đông Phương Lục Tiên Tử xuất thủ, đem hắn xoa thành một đoàn. Bắc Hà đạo hữu, ta thay ngươi đem Tam Lãng xoa. Tạ ơn Lục Tử, Bắc Hà tán nhân đột nhiên cảm giác tâm mệt mỏi hơn. Hắn nhưng là Cửu Châu nhất hào quần bên trong chỉ có mấy cái sẽ lặng lẽ giữ gìn Tam Lãng người. Nhưng từ hôm nay trở đi, hắn quyết định không còn giữ gìn Tam Lãng, mặc hắn tìm đường chết đến ngập trời đi. Gọi là Điệp Cha, Đậu Đậu lên tiếng nói. Đạo này hào nghe tựa như là bá thị gia tộc một viên. Diệt Phượng công tử tiếp tục đậu đen rau muống. Kỳ thật rất đơn giản, Cuồng Đao Tam Lãng nhếch miệng lên, đã Vũ Nhu Tử đoạt Linh Điệp tiền bối đạo hiệu. Tức Linh Điệp tiền bối có thể dùng Vũ Nhu Tử đạo hiệu A. Cái chủ ý này không tệ. Vũ Nhu Tử nhãn tình sáng lên, nàng khua tay nói, cha, ta cho phép ngươi sử dụng đạo hiệu của ta. Hoàng Sơn Tôn Giả. Ta cảm thấy Linh Điệp đạo hiệu não rút, mới sẽ sử dụng phương án của các ngươi. Nhân tiền hiển thánh trong trạng thái. Linh Điệp Tôn Giả khóe miệng có chút run rẩy. Cuối cùng, hắn đưa tay tại thánh ấn hỏa diễm bên trong một điểm. Linh Điệp Thánh Quân Thánh Ấn ngưng tụ thành hình ta khả ái nữ nhi chỉ là dùng Linh Điệp tử dạng này đạo hiệu, ta hoàn toàn có thể dùng Linh Điệp, cũng không xung đột A. Linh Điệp đảo bên trên. Lưu Kiếm Nhất trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, sư phụ làm sao có thể là nam nhân. Phía trước có Linh Điệp tử, vì cái gì còn muốn ra một cái Linh Điệp Thánh Quân. Sư phụ của ta là cái xinh đẹp tiên tử huyễn tưởng, vừa sinh ra không bao lâu, liền bị bóp tắt. Nhân tiền hiển thánh bên trong Linh Điệp Tôn giả hai tay đều run rẩy lên. Quay đầu liền thanh lý môn hộ đi. Hắc Long thế giới. Không thú vị, ta còn tưởng rằng Linh Điệp tiền bối sẽ cho chúng ta kinh hỉ. Cuồng Đao Tam Lãng thất vọng nói. Còn không bằng Điệp Ba ở đâu. Đậu Đậu nói. Linh Điệp tiền bối phong cách vẽ khác với chúng ta. Đồng Quái Tiên Sư nói. Chúng ta cô lập hắn. Đông Phương Tĩnh Tuyết Tiên Tử nói. Hoàng Sơn Tôn giả. Quay đầu liền đem trở lên mấy cái, toàn bộ đá ra Cửu Châu nhất hào quần. Linh Điệp Huyền Thánh Quân Thánh Ấn thành hình. Sau đó, hắn tiến lên trước một bước, tiến vào giảng pháp trạng thái. Vì lần này nhân tiền hiển thánh hắn nhưng là chuẩn bị ba phần giảng pháp bản thảo. Trong đó một phần, cho nữ nhi sử dụng, hắn còn có hai phần. Có chuẩn bị mới có thể không ưu sầu. Linh Điệp Tôn giả dùng chính là thiên thứ hai giảng pháp bản thảo.
giảng thuật là thiên môn đạo thuật sóng âm hệ đạo thuật cùng sắc thái huyễn thuật kết hợp dùng được chi pháp. Linh điệp đảo huyễn thuật cũng là nhất tuyệt, mà linh điệp đảo huyễn thuật đạo pháp bên trong, liền ẩn chứa sóng âm hệ đạo thuật. Đối với chư thiên vạn giới người tu luyện cùng hắc long thế giới người tu luyện tới nói, hôm nay chú định là hạnh phúc đến không cách nào chìm vào giấc ngủ một ngày. Linh điệp tôn giả giảng pháp còn đang tiến hành thời điểm, chuột hamster hào tà ma rốt cục chống nổi bát phẩm cổ u thế giới ma kiếp. Sau một khắc, hắn bị bạch tiền bối đưa vào đến tống thư hàng bọn người trước đó chỗ giảng pháp không gian bên trong. Kể từ đó, chuột hamster hào đến lúc đó giảng pháp thời điểm, sẽ thực hiện cổ u thế giới, hắc long thế giới, hiện thế chư thiên vạn giới, cửu u thế giới đồng bộ giảng pháp hiệu quả. Mà hắn giảng pháp bản thảo, là bạch tiền bối dành thời gian thay hắn biên soạn đem tinh thần lực thần thức phối hợp năng lượng, chuyển hóa làm cường đại loại hình công kích niệm lực chi pháp. Tu sĩ tinh thần lực tại cường đại đến trình độ nhất định về sau, liền có thể dùng đơn thuần tinh thần lực, na di một số tiểu vật phẩm. Ngũ phẩm về sau, tinh thần lực phối hợp linh lực, có thể na di một số cỡ lớn vật. Mà bạch tiền bối nghiên cứu, là đem thần thức cùng các hệ năng lượng theo tỷ lệ tổ hợp, sinh ra một loại cường đại loại hình công kích niệm lực phương pháp. Đây là chuyên môn vì cửu u thế giới những cái kia tinh thần lực vô cùng cường đại, nhưng là pháp thuật thiên phú rất bình thường chủng tộc khai phát. Cổ u thế giới rất nhiều tà ma chỉ có một thân cường đại tinh thần lực, lại không hiểu được vận dụng, thậm chí không cách nào vận dụng. Có loại phương pháp này về sau, chỉ ít có thể đem cường đại tinh thần lực vận dụng. Ngoại trừ cửu u thế giới tà ma bên ngoài, chư thiên vạn giới cũng có rất nhiều người có thể dùng tới loại này tiểu khiếu môn. Chuột hamster hào ở tại giảng pháp không gian bên trong, móng vuốt nhỏ nắm giảng pháp bản thảo, có chút khẩn trương. Hắn là kế tống thư hàng về sau, cái thứ hai tại chư thiên vạn giới, cửu u thế giới cùng một chỗ giảng pháp tồn tại. Mà lại, hắn lần này so tống thư hàng còn nhiều hơn ra cổ u thế giới cùng hắc long thế giới. Tuyệt đối không thể ra sai. Chuột hamster hào thầm nghĩ trong lòng. Hiện thế, vũ trụ một khỏa tiểu sao băng bên trên. Công tử Hải một tay chống kiếm, ngẩng đầu nhìn hư không. Hắn tâm tư cực nặng, lần trước tiếp vào An Chi Ma Quân trong điện thoại truyền ra tống thư hàng thanh âm về sau, hắn ngay lập tức đem bản thân độ kiếp chi địa chuyển rời đến trong vũ trụ. Hôm nay, hắn rốt cục độ kiếp thành công. Mà hắn ngưng tụ long văn số lượng, cũng đạt tới mục tiêu của mình. Bát long văn, mà lại là tám đầu rất tráng kiện long văn. Đây là tống thư hàng áp lực, mang đến cho hắn động lực. Tại đột phá tâm ma về sau, hắn đầu thứ tám long văn mới ngưng tụ thành hình. Ta công tử Hải cả đời, tuyệt đối sẽ không tình nguyện kém hơn người. Công tử Hải trầm giọng nói. Sau đó, hắn liền tiếp thu được mấy cái nhân tiền hiển thánh tiếp sóng. Đậu đậu cổ thánh, linh điệp tử cổ thánh, âm trúc cổ thánh, cùng bá long cổ thánh. Đang nhìn đến bá long tên cổ thánh lúc, công tử Hải tay nhỏ lắc một cái. Liên quan tới bá tống huyền thánh tống thư hàng, công tử Hải thật có chút xem không hiểu. Nửa năm trước, hắn lần thứ nhất gặp gỡ tống thư hàng. Thời điểm đó tống thư hàng, phảng phất chỉ là một vị vừa mới bắt đầu tu luyện tiểu tu sĩ. Thể nội không có một tia chân khí, chỉ có yếu ớt khí huyết chi lực, từ đầu tới đuôi đều trốn ở Tô Thị A Thất sau lưng. Nếu như không phải tại trọng yếu nhất trước mắt, hắn đột nhiên đứng dậy, đoạt thức ăn trước miệng cọp, từ bản thân chiến lợi phẩm bên trong lấy đi một cái huyết thần toàn, công tử Hải thậm chí căn bản sẽ không nhớ kỹ cái này đạo hiệu Thư Sơn áp lực đại tồn tại. Mà cái này huyết thần toàn, chính là hắn cùng Thư Sơn áp lực đại tống thư hàng ở giữa, gút mắc bắt đầu. Về sau, hắn mấy lần thiết kế tống thư hàng, muốn từ trong tay hắn đem huyết thần toàn một lần nữa đoạt lại. Nhưng từ đầu tới đuôi toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Nhìn qua mỗi lần thất bại đều là bản thân vận khí không tốt, nhưng dư vị khi đi tới, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Bởi vì tống thư hàng thực lực, cùng trong tình báo nghiêm trọng không hợp. Cũng chính là lúc này, hắn bắt đầu hoài nghi tống thư hàng thực lực chân chính, hoài nghi đối phương có phải hay không là đại tiền bối giả heo ăn thịt hổ. Trên thế giới này, tính cách ác liệt đại tiền bối số lượng cũng không ít, tu chân giả cũng vô dục vô cầu thần thoại tiên nhân, đạo tâm kiên định cùng ác thú vị tính cách cũng không xung đột. Tiếp đó, mấy tháng về sau, đối phương đột nhiên nhân tiền hiển thánh, trở thành thiên niên đệ nhất thánh, thánh hảo bá tống, không hề có điểm báo trước. Một khắc này, công tử Hải trong lòng đã hạ quyết tâm cùng tống thư hàng nhất đao lưỡng đoạn, không còn tiếp xúc đối phương chí ít,
tại hắn tấn thăng huyền thánh trước đó, song phương không còn gút mắc. Không thể trêu vào ta còn không trốn thoát. Mà lại, vừa vặn tấn thăng ngũ phẩm về sau, hắn muốn chủ động gia nhập vô cực ma tông tuyệt thế đại kế, giành vật mình muốn. Chỉ là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn không muốn tiếp xúc Tống Thư Hàng, nhưng đối phương lại luôn lấy ngoài dự liệu phương thức, cưỡng ép xâm nhập nhân sinh của hắn. Ta chỉ là đóng nửa năm quan, trùng kích ngũ phẩm cảnh giới, rõ ràng chỉ là thời gian ngắn như vậy. Công tử Hải thở thật dài một cái. Nửa năm bế quan liền thành công trùng kích ngũ phẩm, còn ngưng tụ tám văn kim đan, thời gian này tại tu chân giới trong lịch sử đều đã là cấp tốc cấp bậc. Nhưng ngay tại trong thời gian ngắn như vậy, bá tống lên ba lần nhân tiền hiển thánh. Bình quân một tháng trước một lần, so thân thích đại di mụ tới còn đúng giờ. Công tử Hải cảm giác mình đạo tâm đều muốn sập. Công tử Hải đứng ở sao băng bên trên, trụ kiếm mà đứng. Sau lưng hắn, hai cái mặc y khôi lỗi xuất hiện, thay hắn thu thập độ kiếp còn sót lại, đem độ kiếp đại trận xóa đi, lại đem từng cây ma thần trụ thu hồi. An Chi bị bắt, bá tống huyền thánh mục tiêu kế tiếp, có thể sẽ phóng tới trên người của ta. Công tử Hải rơi vào trầm tư. Có lẽ đối với bá tống đẳng cấp này tồn tại tới nói, bản thân loại này vừa tấn thăng ngũ phẩm linh hoàng, hoàn toàn không tính là đại địch. Đối phương có thể sẽ không cố ý tới bắt bản thân, sẽ chỉ ở thuận tay thời điểm, đem bản thân một đợt mang đi. Nhưng công tử Hải không dám đem bản thân bình yên, ký thác vào tâm tình của đối phương bên trên. Bá tống huyền thánh đại thế đã thành, xem ra, công tử Hải cái thân phận này, nói không được trước muốn chết trước một lần. Công tử Hải cúi đầu, nhìn về phía mình trên tay phải một đạo phức tạp vô cùng ma văn. Lại ngẩng đầu, hắn lại khôi phục tự tin, trở thành cái kia mưu tính thiên hạ công tử Hải. Bộ thân thể này, còn có công tử Hải thân phận, còn có một bộ phận hồn phách tạp chất, nhất định phải dứt bỏ. Công tử Hải thấp giọng nói. Hắn hiện tại, không thể không thừa nhận bá tống huyền thánh, không phải hắn có thể ứng đối địch nhân. Nhưng là, tương lai liền khó nói chắc. Trong tay hắn nắm giữ ma đế truyền thừa, mà lại tại tấn thăng ngũ phẩm về sau, hắn thành công kích hoạt lên cái này truyền thừa chi môn. Đây chính là vô cùng cổ lão thời đại thần bí ma môn đại đế truyền thừa, trong truyền thuyết, vị kia ma đế lúc trước đã từng cạnh tranh qua thiên đạo, mà lại, tranh đến một bước cuối cùng. Thậm chí tại sau khi thất bại, cũng không có bị thiên đạo bắt giết, mà là thành công bỏ chạy, tan biến tại hiện thế. Vị này ma đế truyền thừa, cùng hắn độ phù hợp cực cao. Trong truyền thừa ghi chép, ma đế là một vị tinh thông mưu tính tồn tại. Hắn tại tấn thăng ngũ phẩm kim đan lúc, không có giống những cái kia thiên mệnh chi tử đồng dạng ngưng tụ ra nghịch thiên cửu long văn, mà là thành tựu bát long văn cảnh giới. Nhưng là, hắn lại dựa vào bát long văn, một đường nghịch tập, chém giết số tôn cửu long văn tư chất đại địch, bước ra bản thân con đường trường sinh. Trở thành ma môn đại đế, tại trường sinh giả bên trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm nhất lưu tồn tại. Đương từng cây ma thần trụ đứng lên thời điểm, vạn ma thần phục, ma thần trụ chỗ đến, tức là ma đế quốc độ. Công tử Hải cùng An Chi ma quân độ kiếp ma thần trụ đại trận, chính là từ ma đế nơi truyền thừa thu hoạch được. Ma đế tính cách, ma đế kinh lịch, đều cùng hắn tương tự như vậy. Công tử Hải lấy ra một cái bao tay đeo lên, che đậy trên tay ma văn. Độ phù hợp càng cao, hắn đối ma đế truyền thừa kế thừa thì càng nhiều. Tương lai hắn, ổn thỏa từ ma đế truyền thừa bên trong mở ra thuộc về mình trường sinh đại đạo, trở thành tâm ma đế. Huyền thánh, chỉ là con đường tu hành chậm rãi bên trên, một cái giai đoạn. Tương lai còn rất dài. Nhất thời thắng thua đều là không ý nghĩa. Ánh mắt muốn lâu dài, ai trước tấn thăng cửu phẩm, ai trước bước ra bản thân trường sinh đại đạo. Đây mới là có ý nghĩa sự. Công tử Hải giang hai cánh tay, sau khi nghĩ thông suốt, hắn cảm giác mình tâm trí biến càng thêm kiên định. Bước kế tiếp, ngưng tụ thuộc về ta bản mệnh ma thần trụ. Sau đó, trở về vô cực ma tông, gia nhập ma thần tông đại kế, từ đó mưu đến đầy đủ quyền hạn cùng tài nguyên, vì ta tấn thăng lục phẩm chân quân đánh xuống cơ sở. Công tử Hải rơi vào trầm tư. Hắn quen thuộc tại đi một bước, tính ba bước, đem hết thảy khống chế với mình trong tay. Đang ngưng tụ ma thần trụ thời điểm, vừa vặn sẽ lột ra một cái cũ nhục thân, cùng bộ phận hồn phách tạp chất. Đến lúc đó, cũ nhục thân luyện chế thành hóa thân, vừa vặn có thể thay ta vượt qua một kiếp. Công tử Hải trong lòng triển khai một chuỗi mưu đồ. Hắn không có khả năng tùy tiện cẩu mang. Lúc này,
sau lưng hai cái khôi lỗi, đã đem độ kiếp trận pháp thu nạp. Lại đem sao băng trên công tử Hải tới qua dấu vết hoàn toàn xóa đi. Đi, trở về, công tử Hải nhấc chân hướng phía trước đạp mạnh. Phi kiếm của hắn có linh, chủ động rơi vào dưới chân hắn, nâng thân hình của hắn. Công tử Hải khóe miệng lộ ra ý cười. Phi kiếm này, cùng tính mạng hắn tương liên, thậm chí đã sinh ra một tia cực kỳ yếu ớt linh tính. Chúng ta cùng một chỗ thuế biến đi, công tử Hải nói. Hắn quyết định đem phi kiếm của mình, đúc thành bản mệnh ma thần trụ. Ai nói ma thần trụ liền nhất định phải là cây cột bộ dáng? Vì sao liền không thể là kiếm hình cây cột? Tức là kiếm, lại là ma thần trụ. Đạt được truyền thừa cũng không đại biểu lấy muốn ăn vốn ban đầu, một mực án lấy ma đế con đường đi. Nhất định phải biến báo, dạng này tương lai ta mới có thể từ đó bước ra thuộc về ta con đường trường sinh. Công tử Hải thầm nghĩ trong lòng. Kiếm quang lướt lên, tan biến tại trong vũ trụ. Chư thiên vạn giới người tu luyện, đắc ý nghe xong thứ 11 thánh linh điệp huyền thánh giảng pháp, vẫn chưa thỏa mãn. Vô số người tu luyện, đang điên cuồng làm bút ký. Huyền thánh giảng pháp hình ảnh, không cách nào thu. Dưới tình huống bình thường, huyền thánh giảng pháp nội dung, tu sĩ có thể cưỡng ép ghi lại đại bộ phận, sau đó quay đầu chậm rãi nghiên cứu. Nhưng năm nay huyền thánh giảng pháp tần suất quá cao, không nhớ kỹ, những người tu luyện sợ mình sẽ quên. Linh điệp tôn giả giảng pháp hoàn tất về sau, chư thiên vạn giới có công lớn đức giáng lâm ở trên người hắn. Cái này công đức chi lực, phong phú vượt qua linh điệp tôn giả đoán trước. Kỳ quái, ta giảng pháp mặc dù rất đặc sắc, nhưng một hơi ngưng tụ công đức chi lực, cũng quá là nhiều a. Linh điệp tôn giả trong lòng nghi hoặc. Khổng lồ công đức chi lực, trực tiếp sau lưng hắn ngưng tụ ra một đầu cự điệp hình tượng, trực tiếp đi vào công đức thực chất hóa giai đoạn. Cự điệp không ngừng ngưng hình, thân thể lại hóa thành một tôn nhân loại nữ tử bộ dáng, phảng phất như là điệp tinh linh. Thật xinh đẹp công đức hình thái, từ ngoại hình hình dáng đến xem, không kém gì thư hàng tiểu hữu xà tiên tử. Lệ chi tiên tử tán dương. Ta cảm giác, linh điệp tiền bối nữ nhi khống thuộc tính không cứu nổi. Cuồng đao tam lãng trầm giọng nói. Cái này cự điệp biến thành nhân loại nữ tử, mặc dù còn thấy không rõ bộ dáng, nhưng này mang tính tiêu chí đôi chân dài. Khẳng định là vũ nhu tử không sai được. Mặt khác, nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp đều kết thúc, hắn cũng không cần dùng lo lắng cho mình phát biểu bị linh điệp tiền bối nghe được á. Cha ngưng tụ không phải ta. Vũ nhu tử hì hì cười một tiếng, phủ định nói, hẳn là mụ mụ. Cuồng đao tam lãng một mặt ta không tin biểu lộ. Trong hư không, linh điệp tôn giả thân hình, chậm rãi giảm đi. Đồng thời, trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ. Cái này một đợt công đức chi lực, quá mức khổng lồ. Phảng phất như là mấy người giảng pháp phân lượng. Linh điệp tôn giả nhớ lại nữ nhi Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu giảng pháp quá trình, đang giảng pháp lúc kết thúc, Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu tựa hồ không có công đức chi quang phản hồi. Lại thêm Vũ Nhu Tử hiển thánh thời điểm, chứng đạo không phải huyền thánh mà là cổ thánh. Chẳng lẽ là phía trước ba đợt đậu đậu, Vũ Nhu Tử, Tống Thư Hàng tiểu hữu giảng pháp sinh ra công đức chi quang, có một bộ phận không có tiêu tán, toàn bộ tái giá đến trên người ta. Linh điệp tôn giả xoa cằm. Hắn quay đầu nhìn về sau lưng. Công đức chi quang điệp tinh linh hình thức ban đầu đã cơ bản ngưng tụ, nhưng khuôn mặt còn rất mơ hồ, phảng phất mang theo mặt nạ. Cũng tốt, linh điệp tôn giả mỉm cười, bước ra độ kiếp không gian, trở về hiện thế. Mà liền tại hắn trở về hiện thế thời điểm, chư thiên vạn giới những người tu luyện lại lòng có cảm giác. Còn tới, còn có huyền thánh chờ lấy giảng pháp, hôm nay là muốn một hơi ra mấy vị bát phẩm đại lão. Ngẩng đầu vọng thiên quá lâu, cổ đều có chút chướng đau đớn. Trong lúc đang suy tư, một đầu khả ái tiểu chuột hamster xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tiểu chuột hamster không chút nào lôi thôi dài dòng, hiển thánh vừa kết thúc, lập tức bắt đầu ngưng tụ thánh ấn. Thánh hào, nhiễm chân cổ ma. Lại là loại sản phẩm mới. Nghe giống như là cùng cổ thánh đối ứng tồn tại. Thánh hào vừa mới biểu hiện, chuột hamster hào liền không kịp chờ đợi tiến vào giảng pháp hình thức bởi vì hắn sợ bản thân kéo quá lâu, sẽ đem chủ nhân chuẩn bị cho nó giảng pháp bản thảo quên. Chờ chuột hamster hào giảng pháp kết thúc. Nơi xa, xích tiêu kiếm tiền bối, tạo hóa tiên tử cùng long huyết bộ lạc lão tộc trưởng thân ảnh hiện thân, bọn hắn cảm ứng được Tống Thư Hàng khí tức đi ra, liền chạy tới.
lão tộc trưởng tiếp đãi đám người, mời mọi người đến Long Bộ bộ lạc nghỉ ngơi. Vũ Nhu Tử đưa tay, ôm lấy hôn mê Tống Thư Hàng. Cái này lúc, Tam Lãng đột nhiên đối nàng truyền âm, Vũ Nhu Tử, vận chuyển Thư Hàng lúc, động tác nhẹ một chút. Nếu như ta đoán không lầm, hắn nên là một mình đã nhận lấy tất cả chúng ta thánh giả không gian tinh thần thống khổ. Am hiểu tìm đường chết người, một khi tâm tư cẩn thận, liền sẽ phát giác rất nhiều phần lớn người không thể nhận ra cảm giác đến đồ vật. Bởi vì am hiểu tìm đường chết người, quan sát sự vật cùng tư duy phương thức, đều cùng người bình thường khác biệt. Cuồng Đao Tam Lãng chính là người như vậy. Trước đó, hắn nhìn thấy Tống Thư Hàng thân thể thỉnh thoảng sẽ run rẩy một chút. Sau khi hôn mê càng là không ngừng co giật thời điểm, Tam Lãng liền hoài nghi Tống Thư Hàng có phải hay không ở vào một loại cực độ thống khổ trạng thái. Thế là tư duy sinh động Tam Lãng, lập tức liền nghĩ đến cái kia thánh giả không gian. Bởi vì hắn chú ý tới, lúc ấy Long Lạc tiểu trợ thủ nhắc nhở bọn hắn, kết thúc thánh giả không gian đại kiếp, phù hợp điều kiện. Nói cách khác, bọn hắn là thông qua thánh giả không gian đại kiếp. Tiếp đó, đương Tam Lãng nhìn về phía Long Lạc tiểu trợ thủ lúc, nhìn thấy đối phương né tránh bộ dáng lúc, liền xác nhận suy đoán của hắn. Chỉ là Long Lạc tiểu trợ thủ cùng Tống Thư Hàng tựa hồ cũng muốn đem vấn đề này che giấu đi, không nghĩ thấu lộ ra. Cuồng Đao Tam Lãng nghĩ nghĩ, liền không nói ra việc này, lúc ấy thuận miệng liền lãng một phát, vòng vo chủ đề. Hiện tại, nhìn thấy Vũ Nhu Tử ôm lấy Tống Thư Hàng, thuận thế hướng trên bờ vai nắm, một bộ muốn đem Tống Thư Hàng khiêng về Long Huyết bộ lạc tộc địa bộ dáng lúc, Cuồng Đao Tam Lãng liền truyền âm nhắc nhở một chút Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử nghe vậy, một mặt vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Cuồng Đao Tam Lãng, một mặt không dám tin. Tam Lãng tiền bối, ngươi không sao chứ? Vũ Nhu Tử có chút bận tâm. Cuồng Đao Tam Lãng, vừa rồi ngài, phong cách vẽ tốt không hài hòa, làm ta giật cả mình. Vũ Nhu Tử chân thành nói. Như thế tinh tế tỉ mỉ ôn nhu Tam Lãng tiền bối, tựa như là một chương tranh chiều tượng bên trong đột nhiên xuất hiện một bộ phận tả thực phác họa đồng dạng, khó chịu cực kỳ. Cuồng Đao Tam Lãng nhếch miệng lên, Vũ Nhu Tử, người quá ngây thơ rồi. Một cái người, nếu như một mực tìm đường chết, rất nhanh đại gia sẽ cảm giác hắn tìm đường chết là thiên kinh địa nghĩa sự, từ đó quen thuộc hắn tìm đường chết, đối với hắn sinh ra miễn dịch. Quen thuộc là một loại thứ rất đáng sợ. Sở dĩ, ta đối với mình phong cách vẽ yêu cầu, bao giờ cũng đều đang cầu biến, cầu đột phá. Người cảm giác ta tính cách khiêu thoát, kỳ thật ta rất ôn nhu. Người cảm giác ta ôn nhu. Không, kỳ thật ta có lãnh khốc một mặt. Nếu như người cảm giác ta lãnh khốc, kỳ thật ta lại có đậu bư xê một mặt. Người cảm giác ta phong cách vẽ không hài hòa, đây chẳng qua là người đối ta nhận biết, quá mức phiến diện nguyên nhân. Thì ra là thế, Vũ Nhu Tử hai mắt lập lòe tỏa sáng, cảm giác Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối giảng tốt có đạo lý, đặc biệt chướng tri thức. Sau đó, tương lai ngươi liền biến thành đồng lãng. Bắc Hà tán nhân nhẹ nhàng đậu đen rau muống. Cuồng Đao Tam Lãng.